Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 171. Kéo đen bá Tống căn bản không có cái gì dùng, cho nên vẫn là hai người lẫn nhau không thấy cho thỏa đáng. Pháp thuật danh xưng hắn đều nghĩ kỹ liền gọi đối diện gặp lại không quen biết. Từ đó về sau, hắn cùng bá Tống ở giữa, mỗi người một ngả. Cái gì đều có thể bán tiền bối, ta nhập táng xong, mở mộ nghi thức cũng kết thúc. Người muốn đưa tặng cho ta hai đôi hộ mộ thạch thú lúc nào đến hàng. Trong lúc đang suy tư, bá Tống cho hắn phát tới nói chuyện riêng. Cái gì đều có thể bán đại lão. Đúng, vẫn phải xung cái VIP, đem bá Tống nói chuyện riêng cho che đậy lại mới được. Còn có, một đôi a, ta chỉ nói qua cho ngươi một đôi, lúc nào biến hai đôi rồi. Cái gì đều có thể bán đại lão giận về. Cái gì đều có thể bán đại lão cuối cùng vẫn cho bá Tống hai đôi hộ mộ thạch thú không phải chân hương pháp tắc, mà là bởi vì bạch tiền bối phân thân nhìn thấy bá Tống cửu tu chi mộ cửa vào một cặp hộ mộ thạch thú mà sát phách thông nương bát tu chi mộ cửa vào nhưng không có, cảm giác có chút không đối xứng. Thế là, bạch tiền bối phân thân lại từ linh thạch tinh bên trên cắt nguyên một khối linh thạch, từ cái gì đều có thể bán đại lão cái kia một lần nữa mua một đôi, an trí tại thông nương bát tu chi mộ cửa vào. Cái gì đều có thể bán đại lão xem ở bạch thánh trên mặt mũi, lúc đầu chuẩn bị lại tiễn một đôi, dù sao chỉ là đưa tặng phẩm, bất quá bạch thánh thực sự hào khí, cứng rắn là lấp hắn nguyên một khối to lớn linh thạch. Dù sao viên kia linh thạch tinh còn rất lớn, chính là từ phía trên tiếp điểm cặn bã xuống tới, cái gì đều có thể bán đạo hữu không cần khách khí với ta. Bạch tiền bối phân thân nói như thế. Nhìn xem, bá Tống ngươi xem thật kỹ một chút bạch thánh, cái gì mới là hộ khách. Cái gì mới là giao dịch? Cái gì đều có thể bán hận không thể có thể chống ra bá Tống hai mắt, nhưng hắn từ từ bạch thánh hào khí phàm là bá Tống có bạch thánh 1/10, không đúng, chỉ cần có 1% mua bán nhanh nhẹn hào khí, hắn cũng không có khả năng đem bá Tống kéo vào đến sổ đen bên trong đi. Tạ ơn bạch tiền bối, thông nương nhìn lấy chính mình bát tu chi mộ bên cạnh cái này đối hộ mộ thạch thú, mặt mày hớn hở. Tạ ơn bạch tiền bối. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói cảm tạ, hắn lúc đầu cũng nghĩ từ cái gì đều có thể bán đại lão cái kia lại làm đối hộ mộ thạch thú an trí đến thông nương bát tu mộ bên cạnh, kết quả không đợi hắn cùng cái gì đều có thể bán đại lão hoàn thành thương lượng, bạch tiền bối phân thân đã hào khí vạn trượng, lại mua một đôi. Cửu tu Phượng Hoàng đao lại tại bát tu chi mộ cùng cửu tu chi mộ ở giữa chạy cái vừa đi vừa về, hắn khống chế đại mộ tổng khống trận pháp, giống tiếp nhận bia đá đạo hữu như thế. Đem hai đôi hộ mộ thạch thú cũng đặt vào đến cả cái số tự tu đại mộ hệ thống bên trong đi. Tống Thư Hàng phi kiếm quan tài, được an trí tại thứ 101 tầng bá ma cung chỗ sâu. Đồng thời Bạch Long tỷ tỷ liên thủ với A Thập Lục bỏ vốn, tại thứ 100 tầng bên trong chuyên môn an trí một cái quan tài thủy tinh, chính là trang tống thị thí luyện A Thập Lục cái chủng loại kia quan tài thủy tinh chân nam nhân liền muốn xuống 100 tầng. Nhưng là ngươi cho rằng 100 tầng bên trong quan tài thủy tinh chính là điểm cuối cùng rồi. Không, tại cái này thứ 100 tầng bên trong, còn ẩn giấu đi một bí mật thông đạo, có thể thông hướng thần bí thứ 101 tầng. Nơi đó, mới là cả cái cửu tu bá Tống mộ điểm cuối cùng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng đi. Tống Thư Hàng cùng đoàn người cùng một chỗ ngồi ở bát tu, cửu tu mộ bên cạnh. Hiện tại, liền chờ bạch tiền bối bản thể tại mộng giới bất hủ giả chi mộ bên trên 100 tầng làm xong. Chờ bản thể tín hiệu, người cùng bia đá đạo hữu nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chuẩn bị mở ra cùng mộng giới thông đạo. Bạch tiền bối phân thân lúc này khó được vẻ mặt thành thật bộ dáng, tiến vào công tác hình thức. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng tốt, một bên tiến vào cạn tầng minh tưởng trạng thái tĩnh dưỡng tinh thần, một bên thì tại trong đầu diễn toán vô cực ma tông ma hải kế hoạch quá trình. Cũng thông qua hạch tâm tiểu trợ thủ đi trưng cầu vô cực ma tông mấy vị trưởng lão. Vô cực ma tông thành viên ngày nay đều tại hạch tâm thế giới làm công, trong đó có một ít trưởng lão cực nhân vật, các phụ trách ma hải kế hoạch một bộ phận. Tống Thư Hàng đại khái bên trên suy tính ra ma hải kế hoạch quá trình về sau, đem phần này tin tức thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng thượng truyền cho Long Lạc nữ sĩ. Long Lạc nữ sĩ, ta bề bộn nhiều việc, ta gần nhất một mực tại tăng ca. Ta đã hai ngày chưa ăn cơm, ngươi lại phải cho ta thêm nhiệm vụ mới. Không phải nhiệm vụ mới, ta chỉ là bản năng cảm giác phần này ma hải kế hoạch quá trình, có lẽ Long Lạc nữ sĩ ngươi sẽ dùng tới. Cái này ma hải thế giới dính đến thái cổ, trong lúc mơ hồ cùng ngươi Hắc Long thế giới cộng cổ u thế giới có chỗ đối ứng. Tống Thư Hàng trả lời. Mặt khác,
Long Lạc Nữ gần một mực tăng ca, hai ngày đều không nghỉ ngơi, Tống Thư Hàng nghe đến đó, luôn cảm giác bản thân giống như là cái hút máu nhà tư bản, có phải hay không đối Long Lạc Nữ sĩ nghiền ép quá mức. Quả nhiên, quay đầu vẫn là nghĩ biện pháp tìm Hà Chỉ Tiền bối gốc dạ, để Long Lạc Nữ sĩ vui a một chút. Mà lại, ta gần nhất bởi vì các loại nguyên nhân, sọ não một mực đứng máy. Sở dĩ những thứ này quý giá tin tức tình báo, ta cảm giác vẫn là bảo tồn dành trước một phần đến Long Lạc Nữ sĩ ngươi nơi này, sẽ khá an toàn. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Hắn gần nhất đối với mình đầu óc không có lòng tin. Bất hủ pháp tắc đối với hắn sọ não cọ rửa di chứng, hiện tại cũng không hoãn tới đây chứ. Long Lạc Nữ sĩ. Một lát sau. Ta đã biết, ta sẽ tăng thêm ban một chút, tranh thủ tại tu chân nói chuyện phiếm khai phát ra VIP hội viên không gian công năng, dùng để tồn trữ một số ký ức hoặc là tin tức. Long Lạc Nữ sĩ trả lời. Tống Thư Hàng. Đợi đã, Long Lạc Nữ sĩ, ta không có muốn ngươi tăng ca ý tứ a. Mặt khác, cái này ma hải kế hoạch quá trình, xác định đối với ta có nhất định tác dụng. Cảm ơn Long Lạc Nữ sĩ trả lời, cứ như vậy, ta đi làm việc. Sau khi nói xong, Long Lạc Nữ sĩ liền kết thúc cùng Tống Thư Hàng nói chuyện riêng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Thư Hàng, đang suy nghĩ gì đấy? Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng nức nở hỏi bởi vì A Thập Lục mới vừa rồi là gấp đôi thậm chí là gấp bội nhanh bi thương giá trị, sở dĩ bên cạnh những người khác khôi phục, A Thập Lục vẫn còn đang thỉnh thoảng nhỏ giọng nức nở. Ta đang nghĩ, ta có phải hay không đối với công nhân viên nghiền ép quá mức? Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Bên cạnh Thông Nương quay đầu nói, công tác phương diện cũng không phải bề bộn nhiều việc a, mà lại ngươi bây giờ còn tăng thêm nhiều như vậy công nhân viên mới. Chủ yếu chính là tiền lương phương diện vấn đề, Tống lão bản ngươi ngẫu nhiên cũng cần phải cho chúng ta chướng bên dưới tiền lương. Bát Tu Chi Mộ chống đỡ tiền lương, Tống Thư Hàng trả lời. Thông Nương yếu ớt nói, sở dĩ, vậy ta không lời nào để nói. Đúng rồi, A Thập Lục, công tử Hải Tam Bộ Kiện, hiện tại cũng tại ta hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng lại nhỏ giọng nói, chờ Bạch Tiền Bối tạo thần kế hoạch sau khi kết thúc, ta đem Tam Bộ Kiện lấy ra cho ngươi. Trong đó công tử Hải cùng chính năng còn nhảy nhót tưng bừng, chính là An Chi Ma Quân xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, hiện tại đã bạo thể, chỉ còn lại có tàn hồn, bị bia đá đạo hữu câu hồn, hiện tại nhốt tại tòa tiên ngục bên trong. Tô Thị A Thập Lục mắt đỏ vành mắt, nhỏ giọng đáp. Nói thật, nguyên bản A Thập Lục cảm giác mình muốn giải quyết cùng công tử Hải ở giữa ân oán, chảm hắn một đao lời nói, ít nhất phải cái 80-100 năm. Dù sao, công tử Hải cũng không phải phổ thông tu sĩ, tại con đường tu luyện bên trên cũng là thiên tài cấp bậc, tấn cấp tốc độ sẽ không chậm đi nơi nào. Lại thêm công tử Hải sau lưng có Vô Cực Ma Tông làm hậu thuẫn, A Thập Lục muốn tìm hắn phiền phức cũng không dễ dàng. Kết quả, không nghĩ tới nhanh như vậy, công tử Hải liền lãng lật ra, liền hậu thuẫn của hắn Vô Cực Ma Tông cũng bị kéo vào đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, cử tông tinh anh toàn bộ thành bá tống tọa hạ người làm công. Nghĩ tới đây, Tô Thị A Thập Lục nhịp tim lại thoáng tăng nhanh một số. Thư Hàng, đến rồi, lúc này, xa xa Bạch Tiền Bối phân thân kêu, bản thể đem tọa độ truyền cho ngươi, ngươi mở ra thông đạo. Bao trên người ta, Tống Thư Hàng đứng dậy trả lời. Cửu U quyền hạn mở ra. Quyền lực có thể tăng cường nam nhân mị lực, tay cầm cửu U quyền hạn bá tống, lúc này mị lực không ngừng. Lúc này, Tống Thư Hàng cá nhân mị lực đã tăng cường đến chủ động rửa bát nam nhân cấp bậc. Một mực hấp dẫn ở đây tất cả. A Thập Lục, da đen vũ nhu tử ánh mắt. Đồng thời, Bạch Tiền Bối bản thể cho Tống Thư Hàng phát tới một tọa độ, đó là hiện thế. Mộng giới vị trí, Bạch Tiền Bối cần Tống Thư Hàng mở ra một đầu cửu u thế giới cùng mộng giới thông đạo tới. Chuẩn bị xong chưa, bia đá đạo hữu? Tống Thư Hàng nói. Cửu tu chi mộ bên trên, bia đá đạo hữu lớn tiếng trả lời, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, mộ chủ. Mộ chủ, Tống Thư Hàng, nếu không phải ta bây giờ cách ngươi có chút xa, ta liền để ngươi nếm thử một giây 10.800 phát dưỡng đao thuật đáng sợ. Đao nhân hợp nhất, cửu u chúa tể quyền hạn kích hoạt, đả thông mộng giới thông đạo. Tống Thư Hàng xa xa cùng bia đá đạo hữu tiến vào cộng minh, bia cùng người tiến vào đồng bộ. Oanh, trong hư không chấn lên tiếng sấm rền vang. Tại cửu tu bá tống chi mộ đỉnh chóp, có một cái không đáy thâm uyên lỗ đen thành hình. Cái kia chính là cửu u cùng hiện thế ở giữa cỡ lớn thông đạo. Dĩ vãng loại thông đạo này một khi sinh ra,
liền sẽ hấp dẫn vô số cửu u tà ma đến đây, xâm nhập trong đó, bước vào hiện thế. Bất quá lần này, cửu u tà ma nhóm không dám có động tác, ngẩng đầu cung kính nhìn qua đỉnh đầu thành hình thông đạo. Mắt thấy hiện thế cùng cửu u ở giữa thông đạo sắp đả thông, có được rửa bát nam nhân mị lực Tống Thư Hàng trầm giọng nói, hỏi thăm vấn đề, bia đá đạo hữu. Bạch tiền bối cho ta mộng giới tọa độ, chúng ta muốn làm sao định vị hắn. Tống Thư Hàng thông qua tam nhãn tiền bối đánh cược, đã sớm nắm giữ một bộ phận không gian lực lượng. Nhưng như loại này dựa vào một tọa độ, liền vượt cửu u cùng hiện thế vị diện tiến hành định vị sự, hắn còn không làm qua. Cái này giống một cái vừa học xong nhân chia cộng trừ cơ sở toán học tiểu manh tân, trực tiếp lên tay vi phân và tích phân đề mục một dạng. Khoảng cách có chút lớn, trực tiếp biểu diễn giang rộng chân. Bạch U, chúa tể cho chúng ta cửu u chúa tể quyền hạn bên trên không phải có đả thông hiện thế cùng cửu u thông đạo công năng sao? Bia đá đạo hữu nói. Là có chức năng này, ta không phải tại ngươi đầu đẩy ra khải thông đạo đại môn sao? Nhưng chỉ là dựa vào một tọa độ, ta không cách nào tính toán ra bạch tiền bối mộng giới đến tột cùng ở đâu cái vị trí, ta vốn đang coi là chỉ muốn kích hoạt hạt, lấp nhập bạch tiền bối cho tọa độ, liền có thể trực tiếp định vị đến mộng giới. Nhưng quyền hạn giới diện bên trên không có bại nhập tọa độ tuyển hạng. Tống Thư Hàng giải thích nói. Bia đá đạo hữu, người có thể thử sử dụng tu chân nói chuyện phiếm công năng, trực tiếp đi khóa chặt bạch thánh vị trí. Khóa chặt bạch thánh về sau, chẳng khác nào khóa chặt mộng giới. Tống Thư Hàng đỉnh đầu Sở các chủ Ngốc Mao lên tiếng chỉ điểm. Sở Ngốc Mao đã sớm quen thuộc loại cục diện này. Bởi vì kiến thức cơ bản không vững chắc, tri thức thiếu khuyết. Tại một ít thời điểm Tống Thư Hàng khó tránh khỏi sẽ như xe bị tuột xích. Dù sao chỉ là cái tu luyện hơn 8 tháng manh tân, không thể đối với hắn có quá nhiều yêu cầu. Tạ ơn Sở tiền bối. Tống Thư Hàng cảm kích nói, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trực tiếp thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, khóa chặt bạch tiền bối vị trí. Mơ hồ trong đó, hắn cảm ứng được bạch tiền bối, thất tu thánh quân, bất tử môn vân tước tử tiền bối đứng trước tại một tòa 100 tầng tháp mộ bên cạnh. Phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng khóa chặt, bạch tiền bối ngẩng đầu nhìn về phía hư không, đối Tống Thư Hàng mỉm cười. Khóa chặt bạch tiền bối vị trí, không gian thông đạo mở ra. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm tay. Oanh! Cái kia tại cửu tu bá Tống Chi mộ trên xoáy chuyển trong hắc động bộ, một trận điện quang lôi minh. Hiện thế cùng cửu u ở giữa bức tường ngăn cản bị phá ra, một đầu kết nối hiện thế. Mộng giới cùng cửu u thế giới thông đạo, rốt cục thành hình. Hai thế giới không gian, từ cái thông đạo này kết nối. Bất quá, bởi vì góc độ nguyên nhân, Tống Thư Hàng đám người và bạch tiền bối bản thể là hiện lên đầu đối đầu vị trí nhìn nhau. Song phương cánh cửa không gian, đều ở vào đỉnh đầu vị trí. Tựa như là thế giới trong gương. Tống Thư Hàng cần ngẩng đầu đi xem bạch tiền bối mấy người cũng cần ngẩng đầu đến xem Tống Thư Hàng. Đây là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Thông nương linh quang lóe lên. Chúng ta bây giờ hướng trên bầu trời nhảy một cái, có phải hay không sẽ ngã chết tại bạch tiền bối bên kia mặt đất bên trên? Sẽ không, Bạch Long tỷ tỷ đáp, Thư Hàng hướng trên bầu trời nhảy một cái, lại ở bạch tiền bối bên kia mặt đất bên trên in dấu cá nhân hình đi ra, đối bên kia đại địa mụ mụ tạo thành không thể xóa sạch tổn thương. Tống Thư Hàng, đâm tâm xích tiêu kiếm tâm ma tiền bối không ở tại chỗ về sau, Bạch Long tỷ tỷ nhận lấy đâm tâm nhiệm vụ. Hôm nay Bạch Long tỷ tỷ đã liền đâm hắn hai lần yếu ớt tâm linh. Làm không tệ, Thư Hàng. Bạch tiền bối lên tiếng nói, lúc này Bạch tiền bối người mặc một thân phi thường chính thức đạo bào màu lam nhạt, đây cũng là hắn vì đem mộng giới quy tắc tập hợp thể lấy tới bất hủ giả chi mộ bên trong mà mặc đặc thù pháp bào trang bị. Bạch tiền bối từ khi sau khi xuất quan, cũng rất ít đổi về loại này chính thức cổ điển pháp bào trang phục. Mặc đạo bào Bạch tiền bối. Đẹp trai khiến phía dưới cửu u tà ma nhóm không rời mắt nổi con ngươi. May mắn mà có một đám tiền bối ở bên cạnh ta chỉ đạo. Tống Thư Hàng khiêm tốn nói hắn rất có tự mình hiểu lấy, nếu là không có cái này một thân vật trang sức chỉ đạo, hắn Tống Thư Hàng sớm đã bị chứa vào đến đại mộ bên trong, trở thành chân chính mộ chủ, chết không thể chết lại. Ta bên này lập tức kích hoạt tà vọng hạch tâm đại trận, đem bất hủ giả chi mộ một hơi đưa vào cửu u. Đến lúc đó hai tòa đại mộ sẽ hợp nhất, người ở bên kia chú ý khống chế quá trình. Bạch tiền bối nhắc nhở. Yên tâm đi, bản thể, ta lại ở bên cạnh hiệp trợ Thư Hàng tiểu hữu. Bạch tiền bối phân thân bảo đảm nói. Cái kia chuẩn bị xong,
Bạch tiền bối bản thể nói. Ở bên cạnh hắn, thất tu tiền bối quay người tiến vào một cái phi thường phức tạp công nghệ cao họa phong pháp khí bên trong, lục tu tiên tử ở nơi đó nhanh chóng sao động lấy từng cái ấn phím. Tà vọng đại trận lần thứ nhất kích hoạt, còn thừa tà vọng năng lượng cốt lõi còn có thể kích hoạt hai lần. Lục tu tiên tử quay đầu trả lời. Thất tu thánh quân gật đầu, bấm một cái pháp ấn. Cả cái mộng giới bên trong bố trí tà vọng trận pháp lực lượng tập trung vào một điểm, quán vào đến bất hủ giả chi mộ dưới đáy, trực tiếp đem chọn cái đại mộ đưa vào đến cửu u thế giới. Ầm ầm, 100 tầng bất hủ giả chi mộ như là hỏa tiễn bay lên không, chui vào đến không gian thông đạo, đụng vào đến cửu u. Cửu u thế giới bên trong, cửu tu bá tống chi mộ triển khai nền móng, nghênh đón bất hủ giả chi mộ tiến đến. Phía trước trình tự phi thường thuận lợi. Bất hủ giả chi mộ thành công tiến vào cửu u, giáng lâm tại cửu tu bá tống chi mộ nền móng trên không. Nhưng là, song phương đều không có kết nối hợp thể. Mặc dù là án lấy một thể thức bất hủ giả chi mộ bản thiết kế chế tạo, nhưng cũng có thể là trên dưới hai cái 100 tầng tách ra chế tạo nguyên nhân, bọn chúng không cách nào trực tiếp lắp ráp phù hợp. Thậm chí hai cái 100 tầng đại mộ ở giữa ẩn ẩn còn sinh ra một số bài xích cảm giác. Mấy tức về sau. Tại lực bài xích tác dụng dưới, hai tòa 100 tầng tháp cao cứ nhiên ngọn đối ngọn, tiến vào mộ phần đụng nhau hình thức. Bá tống, không ổn a, nhà ngươi mộ phần muốn nổ, bia đá đạo hữu kêu. Chớ hoảng sợ, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Trong đầu hắn, nhanh chóng đem ma hải kế hoạch quá trình qua một lần. Sau một khắc, hắn duỗi tay vạch một cái. Bá thần trụ, trường sinh trụ hệ liệt, hà chỉ trụ hiện thân. Đi thôi, hà chỉ trụ. Tống Thư Hàng ôm lấy hà chỉ trụ, dùng sức đem hắn tế hướng đụng nhau mộ phần. Tại vô cực ma tông ma hải kế hoạch giai đoạn trước, ma đế. Ngạc phái đại lượng vô cực ma tông cao thủ, lặng lẽ tại cửu u thế giới đâm rất nhiều ma thần trụ vì tọa độ những thứ này ma thần trụ tức có thể trở thành kế hoạch lớn mở ra lúc ma đế cung giáng lâm cửu u tọa độ, lại có thể đưa đến một cái kíp nổ tác dụng. Ma thần trụ hạ liền ma hải thế giới, bên trên liền ma đế cung. Đem ma đế cung cùng ma hải thế giới liên kết cùng một chỗ. Cái này toàn bộ quá trình, Tống Thư Hàng đều rõ ràng vô cùng. Lúc ấy, hắn dùng hà chỉ trụ thay thế ma thần trụ, toàn bộ hành trình tham dự ma hải kế hoạch cuối cùng bộ phận. Mà bây giờ, trước mắt bất hủ giả chi mộ trên 100 tầng cùng phía dưới cửu tu bá tống chi mộ ở giữa, tựa hồ đang cần như thế một cây liên kết dùng cây cột, để bọn chúng tiến vào dung hợp. Đi thôi, hà chỉ trụ. Tống Thư Hàng dùng sức đem hà chỉ trụ ném đối bính hai tòa phần mộ lớn. Hà chỉ trụ lần này không có ra khỏi vỏ, nó cắn trực tiếp phá không mà đi, đứng ở cửu tu bá tống mộ mộ đầu sau đó, theo nó cắn trên tuôn ra kinh khủng ma đế lực lượng. Hà chỉ ma đế là đã từng một tay đùa bỡn hắc long thế giới ý chí long lạc nữ sĩ cộng cổ u ý chí tuyệt đại ma đế, nếu như lúc ấy không có Tống Thư Hàng chặn ngang một mạng, hà chỉ ma đế nói không chừng đã đại công cáo thành. Lấy thân thay thế hắc long ý chí cộng cổ u ý chí, triệt để trở thành hắc long thế giới thiên đạo cùng cổ u chúa tể, khác loại chứng đạo hóa thân cùng loại bất hủ tồn tại. Cho nên, hà chỉ ma đế lực lượng bên trong, bổ sung lấy nhằm vào thế giới ý chí loại hình thuộc tính. Bất hủ giả chi mộ trên 100 tầng bên trong ẩn chứa mộng giới quy tắc tập hợp thể tại tiếp xúc đến hà chỉ trụ bên trên ma đế chi lực về sau, lập tức liền túng một nửa. Hai cái mộ phần đầu đối đầu giằng co. Hà chỉ trụ đứng ở hai cái đầu nhọn ở giữa, bá khí vô cùng. Tống Thư Hàng mù mờ đúng rồi. Quả nhiên có thể làm, may mà ta ôn tập một lần vô cực ma tông ma hải kế hoạch. Tống Thư Hàng ý thức rót vào đến hà chỉ trụ bên trong, bắt đầu theo trước đó ma hải kế hoạch bên trong trình tự như thế, dẫn đạo hai cái sắp tiếp xúc đại mộ. Không tệ lắm, bá tống đạo hữu người có thời gian tại mấu chốt lúc, còn là có thể đưa đến tác dụng. Bia đá đạo hữu đạo. Nó bắt đầu phối hợp Tống Thư Hàng, dựa vào cửu u chúa tể quyền hạn đối bất hủ giả đại mộ tiến hành toàn bộ hành trình áp chế. Tống Thư Hàng gia hỏa này mặc dù tại một chút bình thường chi tiết thường xuyên bởi vì tri thức dự trữ không đủ lộ ra không đáng tin cậy, nhưng ở một chút trọng yếu mấu chốt lúc, hắn một chút to gan cử động thường thường có thể phát huy được tác dụng tâm lớn bao nhiêu, sóng liền lớn bấy nhiêu. Nhiều loại lực lượng hỗ trợ phía dưới, bất hủ giả đại mộ rốt cục dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Hai tòa phần mộ lớn cũng không còn đầu đối kháng, bắt đầu lấy hà chỉ trụ liên tiếp tiếp điểm, tiến hành dung hợp. Cửu tu bá tống chi mộ lấy huyền thánh giảng pháp bãi đất cao khối vì đường chân trời,
chui vào lòng đất, bất hủ giả chi mộ xoay chuyển mộ thân, hóa thành mặt đất bên trên 100 tầng mộ tháp. Mấy hơi về sau, hai tòa đại mộ thành công dung hợp, hai tôn hộ mộ thạch thú cùng bá tống mộ bia đều an trí tại hai tòa đại mộ kết nối chỗ. Tại cửu u chúa tể quyền hạn cùng bất hủ giả chi mộ áp chế xuống, mộng giới quy tắc tập hợp thể cũng hiện ra dịu dàng ngoan ngoãn trạng thái. Chúc mừng bá tống đạo hữu, đại mộ đóng thành, có thể chọn lương nhật mà táng. Bia đá đạo hữu nói, ta muốn ngắt thăm hạ bá tống đạo hữu, người tương lai có lời gì, nghĩ đối tảo mộ người hoặc kẻ trộm mộ nói sao? Tống Thư Hàng, làm gì? Đầu năm nay lưu hành điện tử tảo mộ, khó được ngươi có ta như vậy biết nói chuyện mộ bia. Cho nên, chờ ngươi chôn vào đi về sau, mỗi một cái tới tảo mộ hoặc trộm mộ đạo hữu, ta đều có thể cho bọn hắn phát một đoạn nhắn lại nha. Bia đá đạo hữu nói, ta mới sẽ không tùy tiện được chôn cất vào đến cái này trong mộ lớn. Tống Thư Hàng cảnh giác nói, tử vong để đầu óc hắn thanh tỉnh. Hamster Hào nghe nói như thế, nắm lấy cơ hội đối nói, bá Tống Hào ngươi không chôn vào đi, đóng như thế lớn mộ làm gì? Ăn no dỗi việc lấy. Người đây liền không hiểu được, Hamster Hào, các ngươi cửu u tà ma không hiểu lòng người. Tống Thư Hàng đem chính mình toái phát vén lên. Ta cái này gọi mộ địa đầu tư, thừa dịp ta hiện tại còn đóng lên mộ địa, trước đem mộ địa giải quyết, miễn cho tương lai liền mộ đều không có tiền mua. Thân ở cửu u thế giới ngươi, là sẽ không hiểu được chúng ta hiện thế người đối bất động sản vô cùng cần thiết tâm lý. Hamster Hào. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng đối mộng giới thông đạo một chỗ khác Bạch Tiền Bối truyền âm nói, Bạch Tiền Bối, ta bên này hết thảy thuận lợi. Ta bên này cũng thỏa, chờ ta tín hiệu. Một khi ta phát tín hiệu, ngươi liền đem toàn bộ đại mộ phát xạ đến mộng giới tới. Tính cả phía dưới cửu tu mộ cùng một chỗ phát xạ tới. Bạch Tiền Bối trả lời. Được rồi Bạch Tiền Bối, để chúng ta một lần liền đạt thành mục tiêu. Tống Thư Hàng trả lời. Mặc dù có ba lần cơ hội, nhưng hắn hy vọng chính mình cùng Bạch Tiền Bối có thể một lần là xong. Sau đó, vì để phòng vạn nhất, Tống Thư Hàng khống chế cửu u chúa tể quyền hạn. Đem cửu u cùng mộng giới thông đạo cho thu nhỏ, hóa thành chỉ có một chỉ lớn nhỏ bé thông đạo không gian, miễn cho bất hủ giả chi mộ bên trong mộng giới quy tắc tập hợp thể, nhận mộng giới dẫn dắt xảy ra bất trắc. Mặt khác, Hà chỉ trụ Tống Thư Hàng tạm thời cũng không có đưa nó thu hồi, để nó tiếp tục kẹt tại hai tòa đại mộ trung ương. Chờ toàn bộ kế hoạch sau khi hoàn thành, lại đem nó thu về không muộn. Lại nói, bá Tống đạo hữu người thật không định làm cái nhắn lại sao? Bia đá đạo hữu trêu ghẹo nói bọn nó đợi cơ hội này đã rất lâu rồi. Hôm nay bá Tống đạo hữu rốt cục đại mộ hoàn thành, cho nên nó khó được muốn nhân cơ hội đâm một đợt bá Tống trái tim. Trước kia đều là hắn bị bá Tống lần lượt đâm tâm rất mệt mỏi. Trước không vội, chờ Bạch Tiền Bối lần này tạo thần kế hoạch sau khi hoàn thành, ta muốn đem tòa này cửu tu bá Tống chi mộ cho di chuyển đến Hắc Long thế giới bên trong đi, mân mê thành một cái di tích. Cung cấp ta ở nơi đó một vị dự bị đệ tử thí luyện sử dụng. Đến lúc đó, ta sẽ thiết kế một đoạn chuyên môn lời kịch, vì tiểu gia hỏa kia dẫn đường. Tống Thư Hàng trầm tư nói. Hắn tại Hắc Long thế giới, còn có một cái có được xóa nick luyện lại đặc thù thiên phú dự bị tiểu đệ tử, luôn cảm giác hắn cùng Vân Tước Tử Tiền Bối rất tương tự. Khả năng cùng bất hủ phục sinh chi lực cũng có liên hệ nào đó. Tống Thư Hàng đã đáp ứng. Sẽ cho hắn tại Hắc Long thế giới lưu một đoạn truyền thừa. Hiện tại xem ra, chính mình bất hủ giả chi mộ rất thích hợp cho tiểu gia hỏa kia làm thí luyện di tích. Tống Tiền Bối người rốt cục nhớ tới tiểu xích đồng A, ta còn tưởng rằng ngươi đem hắn quên mất đâu. Da đen vũ nhu tử nói. Cái kia đặc thù tiểu gia hỏa, ta làm sao lại quên hắn. Nói không chừng tương lai hắn là mấy người đệ tử bên trong có thể chân chính kế thừa ta y bát thiên tài. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói, hắn cùng ta tương tự. Đúng rồi, cái gì đều có thể bán tiền bối, người nơi đó hiện tại có cái gì kiểu mới phục sinh pháp khí. Nhắc lên chính mình cái kia có xóa nick luyện lại thiên phú dự bị đệ tử về sau, Tống Thư Hàng liền nhớ tới trên người mình sợ các chủ phục sinh pho tượng đã dùng hết sự tình, cho nên hắn nghĩ đến có thể hay không từ cái gì đều có thể bán tiền bối cái kia lại móc bảo một cái sống lại. Nói hắn hướng cái gì đều có thể bán tiền bối nhìn lại. Lúc này, cái gì đều có thể bán đại lão hai tay khoanh chồng ở dưới cằm, hai mắt nhìn chằm chằm bất hủ giả chi mộ, con người khuếch tán không có tiêu cự, tựa hồ đang thất thần. Thông nương to gan ý nghĩ. Thất thần rồi,
Tống Thư Hàng thấy cái gì đều có thể bán tiền bối con ngươi không có tiêu cự lúc, đột nhiên liền hoảng hốt bắt đầu. Các đại lão thất thần là kiện chuyện cực kỳ kinh khủng tường thấy bạch tiền bối chú ý hạng mục thứ đầu. Tống Thư Hàng là mấy lần tự mình trải qua loại này kinh khủng nam nhân, cho nên đối loại chuyện này sẽ lưu cái tâm nhãn. Cái gì đều có thể bán tiền bối, hắn lại thử kêu một tiếng. Nhưng cái gì đều có thể bán đại lão tựa như không thấy được Tống Thư Hàng, không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng, duy trì hai tay trùng điệp ở dưới cằm tư thế, mê mang nhìn qua bất hủ giả chi mộ vị trí. Không ổn, thật thất thần. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về sau lưng hỏi, vị tiền bối nào sẽ thổ hệ pháp thuật, cho cái gì đều có thể bán tiền bối làm chương ổn định cái ghế, đừng để hắn không cẩn thận ngã xuống đất. Thư Hàng đừng hoảng hốt, cái gì đều có thể bán tiền bối bị cửu u bạch chúa tể đùi đá bay về sau, ta nghe được hắn nằm tại trong hố mảnh nát đọc lấy, nói muốn sáng tạo một cái chuyên môn pháp thuật, đưa ngươi che đậy. Pháp thuật kia một khi thành công, hắn liền sẽ không nhìn thấy ngươi, còn nghe không được ngươi nói chuyện có lẽ hiện tại, cái gì đều có thể bán tiền bối ngay tại sáng tạo pháp thuật này. Quy tiền bối ở một bên vui vẻ nói. Sáng tạo pháp thuật sự tình đối trường sinh giả mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình, có thời gian chỉ cần trong đầu có một cái pháp thuật sáng ý, dựa vào trường sinh giả nhóm cái kia phong phú pháp thuật tri thức, rất nhanh liền có thể trong đầu khung ra một cái pháp thuật hình thức ban đầu đến. Trước mắt, hiện trường sáng tạo pháp thuật loại sự tình này, đối 100% trường sinh giả đến nói, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Ân, nhất định phải ghi chú một chút trước mắt. Bởi vì Tống Thư Hàng tiểu hữu đã tấn thăng đến bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Nếu như tiếp tục theo cái này tiết tấu đi xuống, hai tháng sau hắn chỉ sợ cũng muốn leo đến để chư thiên vạn giới người tu luyện đều muốn ngưỡng vọng trường sinh giả cảnh giới. Mà một khi hắn lẫn vào đến trường sinh giả trong đội ngũ, liền sẽ đánh vỡ cái này 100% xác suất, trở thành chư thiên vạn giới một cái duy nhất không cách nào một cái ý niệm trong đầu, liền hiện trường sáng tạo pháp thuật trường sinh giả, trở thành trường sinh giả sỉ nhục. Tống Thư Hàng. Các đại lão hiện trường sáng tạo thật kéo sổ đen pháp thuật, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhưng là trước đó bị bạch tiền bối đùi đá bay, là cái gì đều có thể bán đại lão tự mình tìm đường chết ha. Vì cái gì chính hắn tìm đường chết, cũng phải đem nồi lắc tại trên đầu ta. Chẳng lẽ lại ta là Tống Nồi Vương Thư Hàng hay sao? Ta đến kêu to tiền bối thử một chút, da đen vũ nhu tử nhảy đến cái gì đều có thể bán đại lão trước mặt. Đưa tay ở trước mặt hắn lắc lắc, cái gì đều có thể bán tiền bối nghe được ta nói chuyện sao? Nhưng cái gì đều có thể bán đại lão vẫn không có nửa điểm phản ứng. Xem ra, cái gì đều có thể bán tiền bối tại sáng tạo pháp thuật thời điểm, đem chúng ta tất cả mọi người thanh âm cùng mặt đều tạm thời che giấu. Hắn khả năng còn tại thí nghiệm pháp thuật này công năng. Quy tiền bối phỏng đoán nói. Sáng tạo pháp thuật loại chuyện này, cũng cần tiến hành một chút thí nghiệm cùng điều chỉnh. Đây là chuyện rất bình thường. Bạch tiền bối, vậy chúng ta muốn hay không cùng một chỗ khai phát ra một cái cưỡng ép đem chính mình hình tượng in dấu tại trong mắt người khác pháp thuật? Tống Thư Hàng nhìn về phía bạch tiền bối phân thân, đề nghị. Thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả cường hóa bản. Bạch tiền bối phân thân lắc đầu nói, nếu như trên thế giới này có dạng này pháp thuật, cư sĩ liền sẽ không phiền não như vậy. Cư sĩ là ai? Tống Thư Hàng hỏi. Cư sĩ là ai vấn đề này, thật đúng là thâm ảo, nhất thời nửa khắc, ta còn không cách nào cùng ngươi nói rõ đấy. Bạch tiền bối phân thân duỗi ra ngón tay điểm nhẹ cái gì đều có thể bán đại lão, nói, mặt khác cái gì đều có thể bán đạo hữu cũng không phải là tại thí nghiệm pháp thuật, hắn chỉ là đơn thuần thất thần. Loại trạng thái này, ta rất quen. Đang khi nói chuyện, đột nhiên một trận cửu u thế giới đặc hữu quái phong thổi qua, cái gì đều có thể bán đại lão thân thể tựa hồ có chút ngồi không vững. Theo gió lay động. Cẩn thận, Tống Thư Hàng đứng dậy, ngăn tại Tô Thị A Thập Lục cùng Thông Nương trước mặt. Bạch tiền bối phân thân nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hoa! Cửu u thế giới thổ địa hóa thành cát. Cát lại lấy bạch tiền bối ý chí hóa thành một chương ghế đu, đem cái gì đều có thể bán đại lão thân thể chứa vào trong đó. Cát chi ghế đu theo quái phong đung đưa, hất lên cái chăn nằm tại ghế đu chúng cái gì đều có thể bán đại lão. Tràn đầy một loại cô độc hương vị. Bạch tiền bối, cái này dùng hạt cát tạo cái ghế pháp thuật gút. Có khả năng hay không đơn giản hóa thành một viên phù văn độ khó, sau đó dạy một chút ta. Tống Thư Hàng hỏi. Từ bạch tiền bối phân thân cái kia học được pháp thuật này, dùng tại bạch tiền bối bản thể trên thân, đắc ý. Thật có lỗi,
Thư Hàng, cái này cái ghế liên quan đến lý luận cùng nguyên lý thoáng có chút thâm ảo, ít nhất là 6 cái phủ văn độ khó. Ngươi trong thời gian ngắn cũng học không được pháp thuật này. Bởi vì nó căn bản không phải pháp thuật, chỉ là ta sai sử đại địa lực lượng một loại năng lực thiên phú. Bạch Tiền Bối phân thân cười nói. Tống Thư Hàng, lại nói cái gì đều có thể bán đại lão vì cái gì đột nhiên thất thần rồi. Thông Nương có chút hiếu kỳ hỏi. Không hề có điểm báo trước, trước mấy phút cũng còn tốt tốt. Hamster Hào hơi suy nghĩ một chút nói, có thể là bị ta chủ một cước kia đá đả thương, giống như bá tống, sọ não đá rung động đến. Tống Thư Hàng nghe vậy, thiện ý nhắc nhở, Hamster Hào, sọ não hư mất sau lời nói gọi bệnh tâm thần, tại hiện thế bệnh tâm thần có thể là có rất nhiều đặc quyền. Hamster Hào, Tống Lão Bản, người nói nếu như ta hiện tại đối cái gì đều có thể bán đại lão thi triển thần thánh ăn cắp thuật. Có thể hay không trộm được một chút đồ tốt, Thông Nương đột nhiên ngo ngoe muốn động nói. Rất lâu không có thi triển yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, nàng cảm giác chính mình cũng có chút hoang phế môn này kỹ nghệ. Tống Thư Hàng có chút khiếp sợ ngắm nhìn Thông Nương nói, Thông Nương ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, không quá có thể hay không trộm được đồ tốt ta không biết. Nhưng ta cảm giác bát tu chi mộ vừa đắp kín, lập tức liền có thể phát huy được tác dụng cũng là kiện thật đáng mừng sự tình. Trộm trường sinh giả đại lão loại chuyện này, liền hắn bá tống cũng không dám suy nghĩ. Côn Vương là cái ngoài ý muốn, mà lại Côn Vương tài vật cũng không phải hắn trộm được, hắn là đem Côn Vương đánh nổ về sau, tuôn ra đầy bình phong tài phú. Cả hai ý nghĩa khác biệt. Cái gì đều có thể bán tiền bối con mắt, nhìn chằm chằm vào Thư Hàng đại mộ. Hắn thất thần có thể hay không cùng đại mộ có quan hệ. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Bị cửu u bạch tiền bối một cước đá bay trước, cái gì đều có thể bán đại lão tiến vào đại mộ lúc, cũng đột nhiên không hiểu bi thương khóc lớn. A Thập Lục luôn cảm giác hai chuyện này có liên hệ nào đó. Có thể hay không, cùng mộng cảnh có quan hệ. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng nói. Hắn nhớ tới chính mình trước đó cái kia bất hủ giả chi mộng cũng là tiến vào công đức thế giới Internet về sau, mới tiến vào mộng cảnh. Khi Tống Thư Hàng trong miệng nói ra mộng cảnh hai chữ lúc, bất hủ giả chi mộ đột nhiên khẽ chấn động một chút. Trên trăm tầng bên trong mộng giới quy tắc tập hợp thể phảng phất là tiếp thu được chỉ lệnh. Mà tại cửu tu bá tống mộ bên trong, có một cái công đức mạng lưới tiếp lời mở ra là cái gì đều có thể bán đại lão trước đó mở ra đến một nửa tiếp lời. Thế là, một giấc mơ, lặng yên lan tràn ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Tiền Bối là cái người may mắn, cho nên hắn không có lựa chọn khủng bố chứng loại hình mau bệnh bởi vì chỉ cần không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, dưới tình huống bình thường chỉ cần là chính hắn làm ra lựa chọn, đều sẽ hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Coi như gặp gỡ có chút chân chính cần lựa chọn giao lộ, Bạch Tiền Bối còn có thể lựa chọn ném tiền xu loại hình phương thức. Vui sướng làm ra đối với hắn có lợi nhất lựa chọn. Bởi vì Bạch Tiền Bối lựa chọn chỉ là đối chính hắn có lợi nhất. Cho nên, mặc dù thân là di động may mắn nguyên, nhưng nghĩ cọ Bạch Tiền Bối may mắn, luôn luôn cần mạo một chút xíu nguy hiểm tính mạng. Bạch Tiền Bối may mắn, chỉ nhằm vào cá nhân hắn. Cá nhân hắn may mắn, không có nghĩa là bên cạnh người cũng có thể đi theo hắn may mắn. Thậm chí rất có thể sẽ là bên cạnh người tiếp nhận nhất định tai nạn. Kết xuất may mắn kết quả tới. Tạo thần kế hoạch là Bạch Tiền Bối cả đời này đều rất khó được bước thiết tiến triển hoạch định một đại kế, tại vô số cái tiểu vị diện bên trong, Bạch Tiền Bối cùng thất tu tôn giả, Vân Tước Tử cuối cùng lựa chọn mộng giới làm tạo thần kế hoạch thực nghiệm tràng. Đây là cái rất ngẫu nhiên lựa chọn, bởi vì tạo thần kế hoạch thời gian rất gấp bách, tại lựa chọn mộng giới vì nơi thí nghiệm lúc, Bạch Tiền Bối cùng Vân Tước Tử, thất tu thánh quân cũng không có cân nhắc quá nhiều. Chỉ là bởi vì cái này mộng giới rất nhỏ, mà lại sẽ không quá hỗn loạn, thích hợp bọn hắn thí nghiệm. Mà sự thật chứng minh, mộng giới, chính là thích hợp nhất Bạch Tiền Bối thí nghiệm địa phương. Lúc này, mộng giới quy tắc tập hợp thể bị đưa vào đến bất hủ giả chi mộ, kéo vào đến cửu u thế giới. Cửu tu Phượng Hoàng Đao tại cửu u hiệp trợ Thông Nương cùng Tống Thư Hàng chúc hạ bát tu, cửu tu chi mộ về sau, bản thể ngay tại phiến khu vực này thảnh thơi bay lên. Cái gì đều có thể bán đại lão tại cửu tu bá tống mộ bên trong mở một cái công đức chi võng tiếp lời, chân thân bắt đầu thất thần. Bạch Tiền Bối cho Tống Thư Hàng cửu u chúa tể quyền hạn một mực chấn áp lại toàn bộ bất hủ chi mộ, hắn kim đại thối ngay tại Hamster Hào bên cạnh.
Bạch Tiền Bối bản thể cùng Tống Thư Hàng, quyện thành một dây thừng, đem bốn người liên hệ đến cùng một chỗ. Một giấc mơ lặng yên mở ra, đem tất cả mọi người bao phủ. Mông lung mộng cảnh, hóa thành sương mù xám. Sương mù xám bao phủ phía dưới, ở đây tất cả mọi người như cái gì đều có thể bán đại lão đồng dạng, hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, tiến vào mở mắt đi ngủ thần kỳ hình thức. Một lát sau, huyễn cảnh, có được cửu u chúa tể quyền hạn hộ thể Tống Thư Hàng, đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn nhíu mày nhìn qua bên người sương mù xám, đưa tay bấm một cái pháp quyết, liền chuẩn bị kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn, khu trục thế giới mộng ảo. Cậu đản chớ hoảng sợ. Lúc này, cậu đản cha thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên, mộng cảnh này chỉ là thỏa mãn một vài điều kiện bị kích hoạt lên. Ta giúp ngươi ở bên ngoài chiếu khán, không cần sợ. Cậu đản cha lúc đầu một mực tại quan sát lấy ma hải thế giới, vừa rồi đột nhiên cảm ứng được mộng giới quy tắc tập hợp thể biến hóa sau khi, ý của hắn biết liền nháy mắt đưa đến Tống Thư Hàng bên cạnh thân, sau đó liền thấy được bất hủ giả chi mộ biến hóa. Ngay sau đó, cậu đản cha chú ý tới trận này huyễn cảnh biến hóa, cùng nó thiên đạo lưu lại cửu tu phượng hoàng đao có nhất định liên hệ, cho nên liền sinh ra lưu ý. Nhưng là mộng cảnh này, sẽ không ảnh hưởng đến Bạch Tiền Bối kế hoạch A. Tống Thư Hàng cẩn thận nói, càng là đến kế hoạch hậu kỳ, liền càng cần cẩn thận, miễn cho một bước sai, hết thảy thành không, tất cả mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Cậu đản cha khinh thường nói, chỉ là một cái nho nhỏ mộng cảnh, chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu liền có thể bóp tắt. Không cần lo lắng, mà lại, coi như ngươi thất thủ, còn có ta ở đây. Ta động động móng vuốt liền có thể đem loại này mộng cảnh bóp nát trăm ngàn lần. Chỉ cần nó chịu ra tay hỗ trợ, quả thực liền như là một cây định hải thần châm, ổn định đại cục. Coi như Thư Hàng lại sóng một chút, sóng đến phiên giang đảo giang, cũng không cần lo lắng đại cục. Hắn cậu đản cha chính là như thế đáng tin cậy. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, có cậu đản cha lời này, ta an tâm. Hắn chỉ có thất bại hai lần cơ hội, nếu như lần thứ ba còn thất bại, Bạch Tiền Bối liền cần có cái người hóa thành mặt trời nhỏ, trấn áp cục diện. Tống Thư Hàng nghĩ kỹ, nếu như cậu đản cha không thể định trụ đại cục, dẫn đến kế hoạch thất bại. Hắn liền đem trình cậu đản người yêu tiên tử giao ra, để nàng thay thế mình hóa thành mặt trời nhỏ, chiếu sáng thế giới, từng vòng xoay tròn. Thông qua đọc mặt thuật, mơ hồ đọc lên Tống Thư Hàng ý nghĩ trong lòng công đức xà mỹ nhân. Âm thầm cùng cậu đản cha cùng một chỗ đem ý niệm chiếu tới trình cậu đản tiên tử. Cậu đản cha. Lúc này, sương mù xám mộng cảnh đang nổi lên sau một lúc lâu, rốt cục mở hí. Vừa mở cục, chính là Tống Thư Hàng quen thuộc mặt trời bành trướng hình tượng. Mặt trời trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng bành trướng, thiêu đốt, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiến vào nó nhân sinh giai đoạn sau cùng, cuối cùng dập tắt, hóa thành một viên bạch hoài tinh. Viên này bành trướng mặt trời, tựa như là tại cửu u quyền hạn hạ bành trướng ta. Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Đỉnh đầu hắn sợ các chủ ngốc mao. Về sau mộng cảnh, cũng cùng Tống Thư Hàng trước đó nhìn thấy đồng dạng. Trong vũ trụ tinh tinh nhóm lần lượt bắt đầu dập tắt, trong thời gian cực ngắn cấp tốc tới điểm kết thúc. Chư thiên vạn giới vị diện tiến vào diệt tuyệt kỳ. Liền đặc thù không gian thiên đạo phòng tối, trường sinh giả bí cảnh loại hình độc lập tiểu thế giới, cũng không có trốn qua một kiếp này, tiến vào sụp đổ giai đoạn. Đây là tình huống như thế nào? Sở các chủ ngốc mao cao cao đứng lên, khiếp sợ nhìn lên trước mắt cục diện, đây là tương lai cảnh tượng. Không nhất định là tương lai, nói không chừng là quá khứ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, sở các chủ chớ sợ, tiếp xuống. Một vị bất hủ giả liền muốn đăng tràng. Theo một viên cuối cùng hằng tinh dập tắt, chư thiên vạn giới tiến vào chân chính diệt tuyệt. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, chúng sinh chân chính bình đẳng. Vô luận là mạnh là yếu, là béo là gầy, là nam hay là nữ, đều nghênh đón công bằng tử vong. Ngươi xem qua cái mộng cảnh này, cậu đản cha hỏi. Sở các chủ ngốc mao cũng đồng dạng hỏi vấn đề tương tự. Ta chính là tại mộng cảnh này bên trong, đạt được bất hủ giả chi mộ bản thiết kế. Tống Thư Hàng trả lời. Trong mộng cảnh, thời gian đang bay nhanh trôi qua. Chư thiên vạn giới tiến vào to lớn hắc ám. Nhưng là, Tống Thư Hàng trong miệng vị kia bất hủ giả nhưng như cũ không có đăng tràng. Mộng cảnh kịch bản đến một bước này lúc, tựa hồ thẻ cơ. Kẹp lại, mộng cảnh không cách nào lại thôi diễn xuống dưới. Cậu đản cha lên tiếng nói.
Tống Thư Hàng, vì cái gì có thể như vậy? Là mộng giới quy tắc lực lượng không đủ, dính đến bất hủ tin tức, cho dù là một cái mộng, cũng không có dễ dàng như vậy bị biến hóa ra. Cẩu Đản nói, bất hủ, chính là như thế cao cao ở trên. Cẩu Đản cha tiếp tục nói, cho nên, hiện tại cần một cái động lực, thôi động mộng giới quy tắc chi lực, đem cái mộng cảnh này cho diễn hóa xuống dưới. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, động lực, chúng ta có thể dùng bạch tiền bối chân đi đạp mộng cảnh này một cước. Vừa dứt lời, Tống Thư Hàng thân thể liền ngã bay ra ngoài, bị một cước đạp bay, ngã vào đến trong mộng cảnh. Mộng cảnh phảng phất thật đạt được động lực, tiếp tục diễn hóa bắt đầu. Tại mọi người trong mắt, sụp đổ thế giới bên trong, có một vị đạo nhân đạp không mà ra. Đạo nhân này sau lưng có vô cùng to lớn công đức chi quang, hắn vừa xuất hiện lúc, vũ trụ tinh không cũng bắt đầu chấn động. Đạo nhân nhục thân, trực tiếp tung hoành tại thiên địa diệt tuyệt đại kiếp bên trong. Có mơ hồ như là gạch men bất hủ chi lực đánh vào vị này đạo nhân bên người, đây là mộng giới quy tắc lực lượng không cách nào diễn hóa xuất chân chính bất hủ, chỉ có thể mơ hồ hóa xử lý. Đạo nhân có chút xoay người lại, lộ ra một trương diện mục thanh tú, người vật vô hại bá tống mặt. Thư Hàng, Tống tiền bối, ngọa thảo bá tống hào. Bị cuốn vào mộng cảnh đám người trừng to mắt, nhìn qua vị này xoay người lại một trương bá tống mặt bất hủ giả. Đây là tương lai tràng cảnh sao? Quy tiền bối hỏi cùng sở các chủ trước đó đồng dạng nghi hoặc. Tương lai chư thiên vạn giới đều sẽ sụp đổ, chỉ có thiên đạo có thể tiếp tục sinh tồn. Khó trách từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới đại lão đều muốn tranh đoạt thiên đạo. Thông Nương kẹt tại quy tiền bối vỏ bọc bên trên, lên tiếng nói. Nàng gần nhất cũng bớt thì giờ bổ sung một chút liên quan tới thiên đạo tri thức, dù sao nhiều như vậy đại lão đều nói nàng có thiên đạo tri tư, nàng dù sao cũng phải hiểu rõ thiên đạo có chừng nhiều sâu. Hành sinh dài như vậy, dù sao cũng phải có giấc mộng. Tỷ như tương lai nàng thật thành thiên đạo, treo lên đánh cấn tay Tống lão bản. Chúng ta có thể trao đổi. Bạch tiền bối phân thân cảm giác rất có ý tứ, ở trong giấc mộng vị này bất hủ giả quay đầu trước đó. Hắn phát hiện mọi người mặc dù hãm tại cùng một giấc mộng cảnh bên trong, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có cách nào liên hệ. Bạch Long tỷ tỷ nói, có thể là trước đó tại phát ra phiến đầu anime, cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn không thể nói. Hiện tại phiến đầu kịch bản anime phát ra hoàn tất, liền khai thông giao lưu công năng. Nếu như đây là dự báo tương lai mộng cảnh, nói cách khác, Thư Hàng tương lai thật có thể trở thành thiên đạo. Tô Thị A Thập Lục nói. Hamster Hào vô ý thức nói, hàng lởm thiên đạo. Kỳ thật chỉ cần thành thiên đạo, liền sẽ không là hàng lởm. Quy tiền bối lên tiếng nói, khi chư thiên vạn giới cũng chỉ có hắn một cái hàng lởm lúc, hắn liền thành duy nhất chính phẩm. Tống tiền bối mặc một thân đạo bào dáng vẻ, luôn cảm giác không hài hòa vô cùng, hắn vẫn là thích hợp mặc một thân khôi giáp. Da đen vũ nhu tử đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Đâm tâm, da đen vũ nhu tử. Tống Thư Hàng muốn phát ra tiếng, có thể hắn hiện tại thân ở tại kịch bản bên trong, không cách nào cùng đám người giao lưu. Lúc này Tống Thư Hàng chính xung làm nguyên mộng cảnh kịch bản bên trong bất hủ giả đạo nhân nhân vật, tại dùng kỹ xảo của mình thôi động mộng cảnh kịch bản phát triển. Mộng giới quy tắc lực lượng không cách nào diễn hóa bất hủ giả tin tức, Bạch Tiền Bối liền đưa lên một cước trợ lực, đem Tống Thư Hàng phát xạ đến trong mộng cảnh, hóa thành động lực. Thấy mình không cách nào cùng người xem nhóm giao lưu về sau, Tống Thư Hàng nội tâm yên lặng hít trong miệng khí, tiếp tục bắt đầu đóng vai lên bất hủ đạo nhân tiếp xuống hành động. Tại kịch bản lực lượng thôi thúc dưới, hắn chậm rãi đi vào một viên cuối cùng hành tinh dập tắt vị diện bên trong, học kịch bản bên trong bất hủ đạo nhân hành vi, bắt đầu lấy ngưng tụ công đức, khiến công đức chi lực hóa thành hỏa diễm, chuẩn bị một lần nữa nhóm lửa hành tinh. Tống tiền bối đây là muốn cứu vớt toàn bộ chư thiên vạn giới sao? Da đen vũ nhu tử lên tiếng nói, nàng cố gắng mở to hai mắt đem một màn này hình tượng ghi chép lại, đồng bộ cho bản thể. Loại này thế giới hủy diệt đại kịch tình, còn có tống tiền bối đứng ra cứu vớt thế giới sự tình, nàng bản thể hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Mà lại, cứu vớt thế giới tống tiền bối hình tượng nhìn rất cao lớn, phi thường thích hợp trở thành biểu lộ bao. Biểu lộ bao chủ đề tên nàng đều nghĩ kỹ, ta Tống Thư Hàng hôm nay lại cứu vớt thế giới cộc. Tống lão bản vậy mà xuất thủ cứu vớt thế giới. Một mực không có cảm giác hắn có như vậy cao đại thượng giác ngộ. Thông Nương suy tư nói. Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, kỳ thật, Thư Hàng đã nhiều lần cứu vớt thế giới. Cặp mắt của nàng yên lặng nhìn qua Tống Thư Hàng,
lúc này huyễn cảnh bên trong cái này nhất cử nhất động ảnh hưởng chư thiên vạn giới, đứng ở dập tắt hằng tinh trước mặt, ý đồ cứu vớt chư thiên vạn giới Tống Thư Hàng, lóa mắt nhưng lại khiến người không rời mắt nổi con ngươi. A Thập Lục thấp giọng nói, cứu vớt toàn bộ chư thiên vạn giới anh hùng. Bạch Long tỷ tỷ, mà nói chuyện ở giữa, bá Tống mặt bất hủ giả trong tay, hừng hực công đức hỏa diễm đã ngưng tụ. Hắn xoay người chọn cái này đoàn hy vọng hỏa diễm, đưa nó ấn về phía dập tắt hằng tinh. Dừng tay, đang lúc này, có một thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên, ngươi muốn làm gì? Tống Thư Hàng sững sờ, a, cái này ai thanh âm? Hắn tại trong đầu của mình nhanh chóng loại bỏ một lần, không quen a. Đã không nhận ra, vậy liền mặc kệ. Thế là, Tống Thư Hàng dùng chính mình tinh xảo diễn kỹ tiếp tục suy luận toàn bộ kịch bản. Người điên rồi sao, chỉ có cái này chư thiên vạn giới triệt để hủy diệt, chúng ta mới có thể có đến chân chính siêu thoát, không còn bị hạn chế. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, cái thanh âm kia tại Tống Thư Hàng bên tai điên cuồng vang lên. Ngươi là ai a? Chúng ta rất quen sao? Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời. Nhưng hắn mới mở miệng, thanh âm lại biến thành một cái như sấm rền vang lên, là ngươi cơ hội duy nhất, không phải ta. Ta và ngươi khác biệt. Ta chỉ muốn an tĩnh khi một cái bất hủ thiên đạo. Giọng điệu này bên trong tràn đầy một loại cá ướp muối hương vị, ta cũng chỉ là nghĩ cá ướp muối tại bất hủ thiên đạo vị trí bên trên, vô dục vô cầu, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. A, Tống Thư Hàng sững sờ, cái này kịch bản không đúng, lần trước chỗ hắn tại người đứng xem góc độ nhìn cái này kịch bản lúc, cũng không có một đoạn này kịch bản a. Chẳng lẽ, cái đồ chơi này còn mang tóm gọn bản cùng không tóm gọn bản? Mà chính mình lần trước tiếp xúc đến chính là bị tóm gọn một ít kịch bản phiên bản. Chư thiên vạn giới bên trong, lại còn có ý chí có thể hài hòa đến bất hủ giả phim kịch bản. Hài hòa lực lượng có khủng bố như vậy. Ngươi đang nói đùa, đều đến một bước này, ngươi nói cho ta ngươi muốn an tĩnh khi một cái bất hủ thiên đạo. Bên tai cái thanh âm kia bên trong tràn đầy táo bạo chi sắc. Từ đoạn đối thoại này đến xem, ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện thanh âm này. Tựa hồ là cái dấu ở phía sau màn hắc thủ, thế giới sụp đổ tựa hồ cùng hắn có quan hệ. Quá nóng này, một chút cũng không có loại kia phía sau màn đại lão bình tĩnh tỉnh táo liền công tử hải cũng không bằng. Tống Thư Hàng bình luận. Trong ký ức của hắn, lúc trước công tử hải tại thiết lập ván cục thời điểm, mỗi đi một bước, đều sẽ thiết hạ đằng sau mấy bước cái bẫy. Ban đầu ở ngưng tụ huyết thần toàn thời điểm, mặc dù toàn bộ quá trình bị Tô Thị A thất cộng manh tân Tống Thư Hàng đảo loạn. Thậm chí có một viên huyết thần toàn còn rơi vào đến Tống Thư Hàng trong tay. Nhưng lúc đó công tử Hải hoàn toàn nhìn không ra một tia táo bạo chi sắc, loại kia phảng phất thiên hạ vạn sự đều tại bàn tay hắn tâm tự tin và đối mặt ngoài ý muốn tỉnh táo, song bạo bên tai cái này táo bạo thanh âm. Chân chính phía sau màn hắc thủ liền muốn giống đã từng công tử Hải đồng dạng, vô luận gặp gỡ dạng gì cục diện đều muốn tỉnh táo, mỗi một cái ngoài ý muốn cục diện đều muốn có mấy loại ứng đối dự bị phương án mới là nha. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ta vẫn luôn muốn an tĩnh làm một cái thiên đạo, cho nên, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhìn lầm ta. Ta thiên đạo chi vị kiếm không dễ, ta đã từng đã thể chỉ cần ta chứng đạo bất hủ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ta liền muốn tại cái này thiên đạo chi vị bên trên vĩnh viễn ở lại. Đạo nhân lên tiếng nói. Dứt lời, Tống Thư Hàng tại kịch bản chi lực thôi thúc dưới, đến gập cả lưng, đem cái kia công đức chi hỏa đặt tại dập tắt hằng tinh phía trên. Oanh! Hắc ám thế giới lại một lần nữa bị nhen lửa, xuất hiện mới quang mang. Ngươi vậy mà thật sự dám làm như thế, ngươi làm sao dám làm như vậy? Ngươi hủy ta hết thảy tất cả, cái kia táo bạo lão ca thanh âm phẫn nộ tại Tống Thư Hàng bên tai gào thét. Cái thanh âm này trong ẩn chứa phẫn nộ phảng phất muốn đem Tống Thư Hàng xé nát, nếu như đem cái này phẫn nộ số liệu hóa thành bạo tạc nổ tung năng lượng, ít nhất có thể bóp chết hắn 3 lượt, đáng tiếc. Cái này đầy ngập phẫn nộ không có bất kỳ ý nghĩa, chẳng qua là vô năng gào thét. Như vậy gào thét cho dù lớn hơn nữa âm thanh, không cải biến được bất cứ chuyện gì. Theo bá Tống mặt đạo nhân động tác, dập tắt hằng tinh đã bị một lần nữa thắp sáng, giống như là quân bài hiệu ứng giống nhau, từng khỏa hằng tinh một lần nữa đại phóng quang minh. Người ánh mắt thiển cận, thiên đạo vị, bất hủ chi thân bất quá chỉ là một cái quá độ. Tiếp tục đứng ở bất hủ vị trí. Tương lai của ngươi vô cùng đáng buồn, giống như ngươi như vậy ra hỏa rốt cuộc là như thế nào ngồi trên thiên đạo vị. Cái kia táo bạo thanh âm gần muốn phát điên. Ngươi nói rất đúng, ta ánh mắt thiển cận,
trên thực tế, vốn ta đây căn bản không có trở thành thiên đạo tư cách. Nhưng quá trình cũng không trọng yếu, quan trọng là, kết quả ta vẫn là đã trở thành thiên đạo. Bất Hủ đạo nhân chậm rãi đáp. Ngươi hiện tại đình chỉ lại còn kịp, trở thành thiên đạo sau, ngươi đã bị trói buộc tại vị trí này bên trên, Bất Hủ chi đạo đem ngươi một mực cùng chư thiên vạn giới trói chặt cùng một chỗ. Muốn siêu thoát, cũng sẽ bị thế giới trói buộc, cho nên, chỉ có đem chọn cái chư thiên vạn giới phá hủy. Chúng ta hai cái luân hồi mới đợi đến cơ hội này, đây là của ta cơ hội, cũng là ngươi cơ hội duy nhất. Hiện tại đình chỉ động tác của ngươi, chúng ta có thể cùng một chỗ siêu thoát, chứng được chính thức tự do bất hủ, vượt qua cái này chư thiên vạn giới hạn chế. Cái thanh âm kia hấp tấp nói, nó đã không có thời gian. Ta như là đã quyết định làm như vậy, tự cũng không buông tha cho. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhìn lầm ta rồi, ngươi không nên tìm tới ta, ta không phải ngươi lý tưởng người hợp tác, mặt khác, cho dù ta dù thế nào ánh mắt thiển cận, ta cũng là chứng đạo bất hủ một thành viên. Phá hư thế giới này đạt được siêu thoát loại sự tình này, tại đây tan vỡ một khắc, ta hiện tại xem so ngươi rõ ràng hơn. Bất Hủ đạo nhân trả lời, chư thiên vạn giới hôm nay cùng ta chặt chẽ tương liên, đến lúc đó cho dù chân chính có siêu thoát cơ hội, cũng chỉ là cơ hội của ngươi, mà không phải của ta. Thậm chí, liền ngươi cũng sẽ không có siêu thoát cơ hội, phá hư thế giới đạt được siêu thoát loại chuyện này, từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm thí nghiệm. Bất Hủ đạo nhân bình tĩnh mà dựng ở trong hư không, trả lời. Ngươi biết cái gì, ngươi đến hiện tại còn không có lý giải ta. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sẽ không còn có tương lai. Ngươi hết thảy đều đã xong, ngươi cho rằng ngươi vì chính mình chuẩn bị cái kia vài loại thoát thân phương án sẽ có hiệu quả. Ngươi thoát thân phương án toàn bộ là thất bại tác phẩm. Ngươi hiện tại không có lựa chọn, ngươi chỉ có cùng ta cùng một chỗ hợp tác con đường này có thể đi. Cái thanh âm kia đến nơi này lúc. Rốt cục tỉnh táo lại, trong giọng nói táo bạo tâm tình cũng bắt đầu rút đi, dừng lại, ngươi còn có hy vọng. Ngươi cũng không phải là của ta hy vọng, nếu quả thật cần hy vọng mà nói, ta đã đem hy vọng đánh bạc tại tương lai. Nếu như là hắn mà nói, ta tin hắn có thể làm được, mang cho ta chính thức hy vọng. Bất Hủ đạo nhân đột nhiên mỉm cười. Có ý tứ gì, cái thanh âm kia sững sờ đem hy vọng đánh bạc tại tương lai, chẳng lẽ tại đây thế giới tan vỡ lập tức? Bất Hủ đạo nhân ánh mắt chiếu đã đến tương lai xa xôi. Đang khi nói chuyện, toàn bộ chư thiên vạn giới nhân quả bị Bất Hủ đạo nhân nghịch chuyển. Quả cùng nhân đảo ngược lại. Toàn bộ chư thiên vạn giới trở về đến diệt sạch lúc trước trạng thái không có ai biết chính mình toàn bộ thế giới đã từng tan vỡ một lần. Bất Hủ thiên đạo thủ đoạn, gần như không gì làm không được. Tống Thư Hàng. Cho nên, cái này Bất Hủ đạo nhân đến cùng muốn cùng ai nói lời nói. Hắn đem hy vọng ký thác vào thân ai bên trên. Chẳng lẽ là ta, Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát, dù sao hắn hiện tại phụ thân tại Bất Hủ đạo nhân tại đẩy mạnh ảo cảnh nội dung cốt truyện. Cho nên, có lẽ Bất Hủ đạo nhân cái này một lớp lầm bầm lầu bầu chính là tại đối với hắn kể rõ. Ta sẽ tiếp xúc đến cái này cảnh trong mơ sự tình, Bất Hủ đạo nhân nhất định tại lúc ấy liền cảm ứng được. Giống như là Nho Gia Thánh Nhân. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhóm đại lão lúc trước cảm ứng được sự hiện hữu của hắn giống nhau. Cho nên, ta trở thành Bất Hủ đạo nhân hy vọng. Tống Thư Hàng trầm tư nói. Nếu thật là như vậy, ta đây chính là Bất Hủ đạo nhân hy vọng. Như thế nào đột nhiên ta cảm giác bước cách đều cao rất nhiều. Nếu thật như thế, cái kia tương lai nếu như ta gặp gỡ cái kia muốn nổ vũ trụ mụ mụ bất hiếu đại lão, có phải hay không muốn đi lên dạy bảo hắn như thế nào hiếu? Như thế nào yêu, cho hắn biết thoáng một phát tình thương của mẹ vĩ đại. Không đúng không đúng, đừng vội bành trướng, nếu không sẽ tựa như ngay từ đầu Thái Dương giống nhau, quá mức bành trướng, sẽ bạo tạc nổ tung. Tống Thư Hàng đem hết toàn lực đè xuống chính mình ngo ngoe dục vọng lãng bành trướng tâm tính. Nam nhân bành trướng chỉ ứng tại lúc cần thiết, không nên tại loại này vô tình ý nghĩa sự tình bên trên bành trướng. Trong lúc suy tư, Bất Hủ đạo nhân nội dung cốt truyện tiếp tục đẩy mạnh. Cùng Tống Thư Hàng lúc trước tiếp xúc tóm gọn bản nội dung cốt truyện giống nhau, kế tiếp Bất Hủ đạo nhân vì chính mình đúc mộ, sau đó đem chính mình khóa vào đến đại mộ bên trong. Đã xong, Tống Thư Hàng nói. Cuối cùng nội dung cốt truyện, chính là Bất Hủ đạo nhân chẳng biết tại sao, theo đại mộ bên trong thoát ra dọa người nhảy dựng đại kết cục. Bởi vì đã sớm biết nội dung cốt truyện, cho nên lần này Bất Hủ đạo nhân đột nhiên xoay người, đem mộ tháp chi môn một lần nữa kéo ra nội dung cốt truyện.
không có hù đến Tống Thư Hàng bởi vì này lần là hắn sắm vai lấy kéo ra cửa mộ nhân vật. Ngươi là ai? Lúc này, Bất Hủ đạo nhân đột nhiên kêu lên, câu này lời kịch, cũng là lần trước tóm gọn bản trong không có. Sau một khắc, Bất Hủ đạo nhân bộ mặt bị nghiệp hỏa bao phủ, chỉ lộ ra một đôi không hề cảm tình con ngươi, lao ra đại mộ, chạy như điên mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, cảnh trong mơ tan vỡ, một lần nữa hóa thành sương mù xám. Tống Thư Hàng. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác Bất Hủ đạo nhân cuối cùng một câu kia ngươi là ai là hướng về phía hắn gọi. Chẳng lẽ Bất Hủ đạo nhân căn bản không thấy được ta phụ thân cảnh trong mơ một màn. Vậy hắn lúc trước nói ký thác hy vọng người là ai? Chẳng lẽ là quan sát cảnh trong mơ khán giả? Nếu như là người xem trong một thành viên, như vậy là có được thiên đạo chi tư thông nương. Bạch tiền bối đùi, trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên mấy cái suy đoán. Hoặc là thiên đạo bạch. Tống Thư Hàng đối Bất Hủ đạo nhân thân phận, trong lúc mơ hồ đã có suy đoán. Nếu như kết hợp cái này suy đoán, cái này Bất Hủ đạo nhân trong miệng tương lai hy vọng, cũng rất có thể là lúc ấy còn không có chứng đạo thiên đạo bạch. Nếu như hy vọng thật sự là thiên đạo bạch tiền bối mà nói, vậy cũng chính là nhờ và không thuộc mình. Thiên đạo bạch tiền bối, mới vừa lên đảm nhiệm không lâu, liền đem chính mình thiên đạo vị cho chơi sụp đổ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Xôn xao tương đương một hồi cửu u yêu phong thổi qua, thổi tan cửu tu bá tống chi mộ bên cạnh sương mù xám. Tất cả mọi người từ nơi này trong mộng cảnh khôi phục lại. Tống Thư Hàng đứng ở mộ bia bên cạnh, vẻ mặt thổn thức hình dáng. Tống tiền bối, vừa rồi cái này cảnh trong mơ là tương lai mộng ư. Da đen vũ nhu tử nhìn thấy hắn sau, lo lắng kêu lên, tương lai tống tiền bối, thật sự muốn cứu vớt thế giới sau đó chết mất ư. Bị giam nhập bất hủ giả chi mộ mộng giới quy tắc tụ tập hợp thể, cũng không có đủ tự mình ý thức. Nhưng ở Tống Thư Hàng thần thức cùng nó tiếp xúc lúc, lại có thể khiến nó biến thành càng thêm sinh động, giống như là dầu cùng hỏa diễm tiếp xúc, sẽ khiến hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Của ta cửu tu bá tống mộ không có dị thường, thượng tầng bên trong mộng giới quy tắc tập hợp thể biến thành có chút sinh động, nhưng cũng không có muốn theo đại mộ trong chui ra ý tứ. Tổng thể bên trên không giống thường, Tống Thư Hàng trả lời. Hắn đem thần trí của mình theo bất hủ giả chi mộ trên trăm tầng trong thu hồi. Không hề cùng mộng giới quy tắc tập hợp thể tiếp xúc, miễn cho quá độ kích thích mộng giới quy tắc tập hợp thể lệnh nó bạo tẩu, phát sinh không thể khống tình huống ngoài ý muốn. Bạch tiền bối tạo thần kế hoạch đã tiến hành đến cuối cùng mấy cái khâu, cho nên hắn có thể bảo thủ một ít, không nên sóng. Ừ, vậy kế tiếp liền yên lặng chờ bản thể bên kia chỉ thị. Bạch tiền bối phân thân gật đầu nói. Bạch tiền bối bản thể vẫn còn ở mộng giới vị diện trong bận rộn, cuối cùng khâu khả năng cần một ít thời gian. Tống Thư Hàng canh giữ ở chính mình đại mộ trước, cùng mọi người cùng một chỗ yên tĩnh chờ đợi lấy. Đúng rồi, thông nương, người bát tu chi mộ có muốn hay không trước thu vào của ta hạch tâm thế giới? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nơi đây dù sao cũng là cửu u thế giới, đợi bạch tiền bối tạo thần kế hoạch kết thúc, bọn hắn vẫn còn phải về hiện thế. Thông nương bát tu chi mộ cùng hắn cửu tu chi mộ, đến lúc đó đều cần chuyển di. Ừ, ta đang có ý này. Thông nương lại nói, bất quá, bát tu chi mộ thể tích lớn như vậy, người hạch tâm thế giới có thể một hơi cất vào đi không? Mấy ngày nay hạch tâm thế giới một mực ở hấp thu cửu u thế giới tà năng, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, hiện tại có thể chứa nhập vật phẩm thể tích so với năm trước phải mạnh hơn. Hơn nữa, ta hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật huyền thánh, trong tay vẫn còn có chút có thể có công dụng bí thuật. Tống Thư Hàng ha ha cười cười. Dứt lời. Hắn tự tay bắt đầu chính nhi bát kinh thi pháp, thánh viên luyện giới. Buông tha đi, Thư Hàng, ngươi là không có khả năng luyện kiếm, tối đa luyện cái đao. Lúc này, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy tại Tống Thư Hàng thân sau cách đó không xa, công đức xà mỹ nhân lại đem công đức trụ xà tiên trụ cho gọi về đi ra. Mà tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối thanh âm, chính là từ nơi này cây xà tiên trụ trong phát ra. Luyện giới, là giới. Không phải kiếm. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi nói, phát âm không tiêu chuẩn chính hắn cũng rất tuyệt vọng. Đang khi nói chuyện, trọn vẹn 200 con thánh viên hư ảnh hàng lâm tại thông nương bát tu chi mộ bên cạnh. 200 con thánh viên đám bọn họ tay cầm tay, đem thông nương bát tu chi mộ đoàn đoàn bao vây. Không gian hệ bí pháp thánh viên luyện giới phát động,
Tại một hồi uy nghiêm pháp thuật âm thanh hiệu quả trong, thông nương bát tu chi mộ tính cả mặt đất nền tảng cùng nơi bị luyện hóa thu nhỏ lại. Làm bát tu chi mộ co lại đến phù hợp lớn nhỏ lúc, Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động mở ra hạch tâm thế giới, đem thông nương bát tu chi mộ thu nhập vào trong. Hạch tâm thế giới bên trong, hạch tâm tiểu trợ thủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng đã tại hạch tâm thế giới một góc cố ý mở ra một khối phong thủy bảo địa. Bát tu chi mộ vừa tiến vào hạch tâm thế giới, nó liền án lấy Tống Thư Hàng ý chí đem đại mộ chuyển qua cái kia khối phong thủy bảo địa trong. Mảnh đất này là tương lai Cửu Châu nhất hào quần mộ táng chuyên dụng. Tống Thư Hàng đã ở chỗ này nhãn hiệu lên số, vì Hoàng Sơn tiền bối, Bắc Hà tiền bối, Tam Lãng tiền bối, Diệt Phượng công tử, Lệ Chi tiên tử, Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, chuẩn bị mộ khối. Chỉ chờ thời cơ thích hợp, hắn tự sẽ khiến Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối đem chính mình đại mộ cho di chuyển đến nơi đây. Chuyển di xong thông nương đại mộ sau, Tống Thư Hàng lại xoay đầu lại, nhìn về phía chính mình công đức trụ. Xà tiên trụ, hỏi, lại nói, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, người có khỏe không? Dù sao căn này bá thần trụ chỉ dùng để công đức chi lực ngưng tụ mà thành, thân là tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối bị kẹp ở trong đó, thế nhưng là tiếp tục tính tổn thương. Cùng Tống Thư Hàng đoán giống nhau, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối ở trên quay về A còng phần trăm ích tiên tử dùng thân tế trụ thời điểm, bị cùng một chỗ tế đến xà tiên trụ ở bên trong đi. Bất quá cũng may tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cũng không có bị luyện hóa. Chẳng qua là bị rót vào đã đến trụ thân bên trong. Tốt cái rắm, tâm ma xích tiêu kiếm cả giận nói, đổi thành ta đem ngươi dùng tâm ma bao bọc, đổ thành cây cột trụ tử ngươi sẽ vui vẻ ư. Tống Thư Hàng nghe đến đó, độc nhãn tỏa sáng, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng mắt phải của hắn bởi vì bất hủ pháp tắc tổn thương, hiện tại còn không có giải trở về. Tâm ma xích tiêu kiếm. MMP, làm như ta chưa nói qua lời này. Công đức tiên tử, vẫn là nhanh lên đem tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cho móc ra a. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Công đức xà Mỹ nhân hai tay vỗ tay, đối với xà tiên trụ nhẹ nhàng đã bái bái. Tựa hồ là tự cấp tâm ma xích tiêu kiếm xin lỗi. Sau một khắc, nàng thò tay trực tiếp cắm vào xà tiên trụ bên trên chính mình phù điêu trong miệng, dùng sức sờ mó, liền đem một thanh bề ngoài hoàn hảo, nhưng hình thể rút lại một vòng tâm ma xích tiêu kiếm cho rút đi ra. Xích tiêu kiếm tiền bối, người gầy, da đen Vũ Nhu Tử nói. Tâm ma xích tiêu kiếm, a, ta đã biết, Vũ Nhu Tử. Nó biến gầy nguyên nhân cũng không phải bởi vì bị công đức chi lực hòa tan. Nó cùng da đen Vũ Nhu Tử giống nhau, là tâm ma trong so sánh đặc thù thân thể, đối công đức chi lực kháng tính tương đối cao. Hình thể của nó sở dĩ sẽ rút lại, là vì bên trên một lớp công đức xà Mỹ nhân tự phạt đem chính mình treo trên cây cột tế trụ lúc, thuộc về tâm ma xích tiêu kiếm một phần lực lượng cũng bị dẫn vào đến nơi này cây xà tiên trụ trong. Công đức xà Mỹ nhân lực lượng thành trụ, tâm ma xích tiêu kiếm một phần lực lượng tất bị trụ trong đao cho hấp thu. Nếu không phải nó thực lực cường đại, nói không chừng thật muốn bị cái kia xà tiên trụ bên trong đao cho tháo nước lực lượng. Công đức xà Mỹ nhân rút ra xích tiêu kiếm sau, dùng sức hất lên, đem nó ném tới Tống Thư Hàng thân bên cạnh. Tống Thư Hàng ngầm hiểu, sau một khắc hai tay của hắn đặt tại tâm ma xích tiêu kiếm thân bên trên, điên cuồng trả mấy trăm phát dưỡng đao thuật, khôi phục xích tiêu kiếm tiền bối trạng thái. A, à, tương đương thoải mái tương đương tại mấy trăm phát dưỡng đao thuật mát xa bên dưới. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối tức giận rút đi, nó xa xa hướng về phía công đức xà Mỹ nhân nói, lần này coi như xong, lần sau ngươi muốn tế trụ thời điểm, nếu như lại đem ta lôi kéo cùng một chỗ tế trụ mà nói, đừng trách ta trở mặt a. Thực xin lỗi tương đương ta sai rồi tương đương ta nhận phạt tương đương công đức xà Mỹ nhân trong miệng phát ra không biết từ chỗ nào đoạn đến lời kịch. Sau đó, nàng lần nữa thuần thục mà bò tới công đức trụ bên trên. Kim sắc quang mang có chút lập lòe. Nàng lần nữa đem chính mình tế trụ. Tống Thư Hàng. Trong hư không, trong lúc mơ hồ truyền đến công đức xà Mỹ nhân tế trụ lúc phát ra cuối cùng di ngôn, nhưng là ta lần sau tương đương còn dám tương đương. Tâm ma xích tiêu kiếm. Tống Thư Hàng thò tay vung lên, đem xà tiên trụ thu vào, an ủi xích tiêu kiếm tiền bối nói. Yên tâm đi, xích tiêu kiếm tiền bối. Lần tới ta sẽ nhìn xem nàng, sẽ không để cho nàng hồ đồ. Bất quá. Vì để ngừa vạn một, xích tiêu kiếm tiền bối, người muốn không nên cân nhắc tại của ta hạch tâm thế giới đắp một tòa xích tiêu kiếm chi mộ đao mộ, kể từ đó, vạn nhất người treo rồi cũng tốt có một chôn cất thân chi địa.
Tâm ma xích tiêu kiếm. Ngươi đây là tiếng người ư? Thư Hàng, ngươi như thế cùng người chào hàng mộ địa, sớm muộn sẽ bị người đánh chết, ta cho ngươi biết. Tâm ma xích tiêu kiếm đem mũi kiếm nhắm ngay Tống Thư Hàng, nói, có tin ta hay không một kiếm đâm chết ngươi, đao trắng vào. Đao đen, Tống Thư Hàng đột nhiên đánh gãy tâm ma xích tiêu kiếm, tiền bối ngươi là tâm ma, ngươi là đao đen, không trắng. Tâm ma xích tiêu kiếm tức giận dùng chuôi kiếm hung hăng đánh ra Tống Thư Hàng cổ tay, đừng tính đao trắng đao đen, dù sao có tin ta hay không đao đen đi vào, đao lục ra. Đao hồng ra, Tống Thư Hàng lại cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, nguyên văn là đao trắng vào đi, đao hồng ra. Tiền bối ngươi mặc dù là màu đen, nhưng màu đen cùng màu đỏ hỗn hợp, cũng lục không được. Ta đâm ngươi túi mật, tâm ma xích tiêu kiếm dùng cắn răng nghiến lợi thanh âm nói. Không đâm thật, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nhịn không được hỏi. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cười lạnh nói, người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ. Ngươi cái kia thất thải đại thận rõ ràng là ngươi toàn thân cao thấp phòng ngự mạnh nhất chỗ, so sọ não còn cứng rắn. Ta tại sao phải phí sức đâm ngươi đại thận? Tống Thư Hàng gật đầu nói, có đạo lý. Sau đó, hai tay của hắn liên tiếp hoạt động, nháy mắt trượt gần 500 phát dưỡng đao thuật khiến tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lần nữa bất giận. Khôi phục tỉnh táo về sau, tâm ma xích tiêu kiếm thở dài nói, Bạch Thánh kế hoạch tiến triển đến đó một bước rồi. Đại mộ đã kết nối, bây giờ chờ Bạch tiền bối bước tiếp theo chỉ lệnh. Trước đó, chúng ta vừa vặn làm chút có ý nghĩa sự tình. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đừng lãng, Sở các chủ ngốc mau nhắc nhở. Sẽ không lãng, là ta đã sớm muốn làm sự tình. Chỉ là một mực không có thời gian. Nói, Tống Thư Hàng đưa tay tại bộ ngực mình chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Hạch tâm thế giới mở ra, một đóa lại một đóa hoa sen hình chiếu được phóng thích ra. Sau đó, Tống Thư Hàng kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn, mở ra từng cái không gian thông đạo, đem những thứ này hoa sen hư ảnh từng nhóm ném đưa đến cửu u thế giới mấy cái tà năng nồng nặc nhất, chất lượng cao nhất cấm địa. Những thứ này trong cấm địa cửu u tà năng quá mức khổng lồ, phổ thông cửu u tà ma đều không thể tới gần. Cửu u chúa tể quyền hạn muốn làm gì thì làm. JPG. Người đây là tại làm gì? Tống Thư Hàng đỉnh đầu, Sở các chủ ngốc mau hỏi. Tống Thư Hàng giải thích nói, thừa dịp ta còn có được cửu u chúa tể thời điểm, cho hạch tâm thế giới bổ sung điểm dinh dưỡng. Ta hiện tại đã tấn thăng đến bát phẩm huyền thánh cảnh giới, cường độ thân thể cũng đột phá 200 con thánh viên bình cảnh. Kể từ đó, hạch tâm thế giới cũng có thể lại tiến hóa một bước. Hạch tâm thế giới khẩu vị phi thường tốt, vô luận là cửu u thế giới tà năng, hiện thế linh khí, linh thạch bên trong năng lượng các loại tất cả mọi thứ. Nó đều có thể nuốt vào đi chuyển hóa thành tự thân tiến hóa nguồn năng lượng. Là thời điểm để nó no bụng ăn một bữa, phát triển phía dưới tích. Mặt khác, hạch tâm thế giới bên trong vừa tiếp nạp toàn bộ vô cực ma tông tinh anh người làm công, vì để cho toàn bộ hạch tâm thế giới kinh tế hệ thống mau chóng vận chuyển lại, Tống Thư Hàng còn chuẩn bị thoáng hao một đợt cửu u thế giới lông dê. Cửu u thế giới đại đa số bảo vật đối hiện thế người tu luyện đến nói đều là kịch độc chi vật. Đối cửu u tà ma đến nói là thiên tài địa bảo đồ vật, hiện thế người tu luyện ăn đi lớn tỷ lệ sẽ bạo thể mà chết. Nhưng cửu u thế giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một chút ngoại lệ. Có chút đặc thù cửu u thiên tài địa bảo linh thực, đối cửu u thế giới cùng hiện thế đến nói, đều là có giá trị bảo vật còn nữa, liền xem như độc vật có thời gian cũng có thể phát huy được tác dụng. Mặt khác, luyện khí dùng khoáng vật, phần lớn đều là chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới thông dụng. Còn có một số cửu u đặc thù tà thú, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng thuần dưỡng, cũng phi thường có kinh tế giá trị. Ma hải thế giới bên kia trạng thái ổn định, lại có cẩu đàn cha trong bóng tối trông coi, thế là Tống Thư Hàng liền đem cái kia 7 tôn cửu phẩm tà ma điều động ra ngoài, tại cửu u thế giới hao một tầng hữu dụng lông dê, chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Cũng may cửu u thế giới cũng đủ lớn, lớn đến Tống Thư Hàng hao đi những thứ này lông dê, liền trăm vạn châu một lông cũng không bằng. Hạch tâm thế giới diện tích đối với cửu u thế giới đến nói, liền đệ bên trong đệ cũng không sánh nổi. Coi như dùng bảo vật đem toàn bộ hạch tâm thế giới lấp đầy, đối cửu u thế giới đến nói vẫn như cũ cái gì cũng không bằng. Bá Tống Hào, người đây là tại hao ta chủ lông dê. Hamster Hào nói. Tống Thư Hàng, Hamster Hào người yên tâm đi, ta làm như vậy khẳng định là Bạch tiền bối ngầm đồng ý. Bằng không mà nói, Bạch tiền bối chân đã sớm đá ta. Hamster Hào.
Mặt khác Hao Bạch tiền bối sao có thể gọi Hao Long dê? Rõ ràng là Hao Long. Câu nói này Tống Thư Hàng cũng không nói ra miệng, chỉ là một cái theo bản năng suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên. Ngay lập tức liền bị hắn gắt gao trấn áp dưới đáy lòng chỗ sâu. Mà lại, khi trong đầu hiển hiện qua ý nghĩ này lúc, Tống Thư Hàng liền biết không ổn. Người có thể khống chế thân thể của mình, nhưng có thời gian tiềm thức đồ vật không dễ khống chế. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về bạch tiền bối kim đại thối, quả nhiên, bạch tiền bối kim đại thối đã cao cao hiện lên, đây là muốn cho Tống Thư Hàng đến một phát bóng tốt tiết tấu. Quả nhiên, ý nghĩ của ta bị bạch tiền bối bắt được. Tống Thư Hàng tâm lý âm thầm kêu khổ, bạch tiền bối kim đại thối không có con mắt, không cách nào dùng nhìn phương thức đi tìm hiểu tình huống chung quanh. Như vậy, nó rất có thể tại dùng tâm nhãn A loại hình kỹ năng tại bao trùm toàn trường. Bạch tiền bối, ta tự mình tới. Tống Thư Hàng đối bạch tiền bối kim đại thối kêu lên. Cái gì? Bạch tiền bối phân thân xoay đầu lại, nghi hoặc hỏi. Sau đó, đám người liền thấy Tống Thư Hàng đưa tay thi pháp, tế ra một cây phổ thông số một năng lượng bá thần trụ, đem chính mình treo thật cao đến bá thần trụ bên trên. Cán thẳng vào Vân Tiêu. Tống tiền bối ngươi làm gì? Da đen Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, tự phạt. Dùng mệnh tế trụ, tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, ta nghĩ, hẳn là còn chưa tới muốn chết tình trạng A. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối kim đại thối nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện ở bên người hắn. Bạch tiền bối đùi duỗi thẳng đóng vai thành cây cơ, tựa như là đánh quả bóng gôn đồng dạng, nhẹ nhàng quét qua, Tống Thư Hàng đầu liền bay ra ngoài. Tinh chuẩn bay vào đến bất hủ chi mộ trên trăm tầng đại môn. Rất hiển nhiên, bạch tiền bối là cố ý mượn cơ hội đem Tống Thư Hàng đầu đưa vào đến bất hủ chi mộ trên trăm tầng bên trong. Lần này sợ các chủ ngốc mau không kịp xuống xe, theo Tống Thư Hàng đầu sắt cùng một chỗ bị đưa vào đại mộ. Từ khi ngươi đã thức tỉnh phi đầu thuật thiên phú về sau, ta cảm giác thường ngày liền biến thành phim kinh dị. Sợ các chủ ngốc mau thở dài. Cho nên lần này ngươi lại thế nào chọc phải cửu u bạch chúa tể? Ta không dám nói, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Sở các chủ ngốc mao. Hai người trong lúc nói chuyện, tại bất hủ giả đại mộ trên trăm tầng bên trong, cái kia mộng giới quy tắc tập hợp thể phảng phất bị Tống Thư Hàng đầu sắt hấp dẫn, ung dung trôi dạt đến trước mặt hắn. Giao nhau tốt, liền sẽ hút nhau. Nhưng vào lúc này, từ trên thân Tống Thư Hàng đột nhiên có mấy đầu sợi rễ bắn ra ngoài. Bản năng đâm về đối phương. Stop, dừng lại, mau dừng lại. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên. Nguyên bản ghim chúng quy tắc tập hợp thể sợi dễ tiếp thu được mệnh lệnh về sau, vội vàng phanh gấp ngừng lại, chậm rãi lùi về. Tống Thư Hàng thấy thế, viên kia sắp nhảy đến cổ họng trái tim rốt cục rụt trở về. Nếu như hạch tâm thế giới sợi dễ thật đem mộng giới quy tắc tập hợp thể cho rút mất, cái kia bạch tiền bối tạo thần kế hoạch liền triệt để lành lạnh. Từ nguồn cội cái chủng loại kia lành lạnh, liền thất bại sau một lần nữa lại đến cơ hội đều sẽ không còn có. Cũng may hạch tâm thế giới sợi dễ kịp thời phanh lại, chỉ là nhẹ nhàng cho mộng giới quy tắc tập hợp thể đâm một châm, không có cho nó tạo thành to lớn tổn thương. Đối diện, nguyên bản bị Tống Thư Hàng đầu sắt hấp dẫn mộng giới quy tắc tập hợp thể, tựa như là bị hoảng sợ tiểu động vật, phi tốc lui ra phía sau, co lại đến bất hủ giả đại mộ một góc, run lẩy bẩy. Tống Thư Hàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mộng giới quy tắc tập hợp thể vị trí mượn nhờ nho ra thánh nhân chi nhãn, hắn có thể nhìn thấy cái kia một đoàn không ngừng biến hóa nhan sắc cùng hình trạng mộng giới quy tắc. Kỳ quái, Tống Thư Hàng đầu sắt nói khẽ. Là có chút cổ quái. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng điểm một cái lông đầu nhọn nói. Dựa theo trước đó Bạch Thánh bản thể truyền tới tình báo miêu tả. Mộng giới quy tắc tập hợp thể chỉ là một loại không có bản thân ý thức quy tắc, nó sở dĩ sẽ bị Tống Thư Hàng đầu sắt hấp dẫn, có thể quy nạp vì một loại nào đó hiện tượng tự nhiên. Tựa như là đồ sắt sẽ bị nam châm hấp dẫn, Tống Thư Hàng đầu sắt cũng tản ra một loại nào đó từ trường, hấp dẫn lấy mộng giới quy tắc tập hợp thể. Nhưng từ vừa rồi trước mắt mộng giới quy tắc tập hợp thể hành động đến xem, nó tựa hồ có yếu ớt ý thức. Nó chủ động tránh né Tống Thư Hàng. Như cái tiểu động vật đồng dạng sẽ có sợ hãi cảm xúc. Rõ ràng như vậy biểu hiện, tuyệt đối không phải thuần túy quy tắc tập hợp thể có thể làm được. Chẳng lẽ bạch tiền bối tình báo có sai? Tống Thư Hàng một túm tóc hóa thành biện thủ, một mực kéo dài đến cổ vị trí, bím tóc trở tay hướng lên, nắm vuốt cằm của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Sở các chủ ngốc mau hơi suy nghĩ một chút về sau, đồng đưa nói,
Bạch Thánh tại mộng giới một mực nghiên cứu mộng giới quy tắc, tại liên quan tới mộng giới quy tắc tập hợp thể cơ bản tin tức bên trên, hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy. Cho nên có hai cái khả năng. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, Sở các chủ tiền bối xin bắt đầu phát ngôn của ngươi. Sở các chủ ngốc mau, ngươi là thật đầu sắt a. Ta đây là cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối bị quen thuộc, không cẩn thận liền chưa thuận miệng. Tống Thư Hàng vội vàng hoán đổi mới lời kịch, Sở các chủ thỉnh giảng. Hai cái khả năng, thứ nhất, khả năng cái này mộng giới quy tắc tập hợp thể tại mộng giới thời điểm, là thật ở vào không có thần trí trạng thái. Mà khi nó tiến vào cửu u thế giới lúc, bởi vì thế giới cải biến bị kích thích, sinh ra dị biến, mới biểu hiện ra nhất định thần trí. Sở các chủ phỏng đoán nói. Có đạo lý, Tống Thư Hàng đạo, rất nhiều chuyện vật tại hoàn cảnh biến hóa lúc, liền sẽ thể hiện ra khác biệt tư thái. Liền một oxy hóa hai hydro tại nhiệt độ cao, nhiệt độ bình thường, nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên trong cũng còn có thể biểu hiện ra khác biệt hình thái, chứ nói chi là giống quy tắc tập hợp thể loại này đối với ngoại giới rất mẫn cảm đồ vật. Cho nên, rất có thể là mộng giới quy tắc từ mộng giới chuyển rời đến cửu u thế giới lúc, phát sinh một loại nào đó dị biến, kích hoạt ra như tiểu động vật đồng dạng cấp thấp thần trí. Sau đó, cái thứ hai khả năng đâu? Tống Thư Hàng lại hỏi. Sở các chủ ngốc mau, cái thứ hai khả năng, cái này mộng giới quy tắc tập hợp thể từ vừa mới bắt đầu liền có thần trí, chỉ là tại mộng giới thời điểm, bởi vì nguyên nhân nào đó, nó một mực không dám lộ ra chính mình thần trí đến, từ đó làm cho Bạch Thánh ngộ phán. Mãi cho đến rời đi mộng giới về sau, không có lo lắng, nó mới đưa chính mình thần trí bày ra. Không dám ở mộng giới lộ ra chính mình thần trí, chẳng lẽ là bởi vì Bạch Tiền Bối? Lo lắng Bạch Tiền Bối tại thí nghiệm quá trình bên trong, đối với nó tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu cùng giải phẫu. Cho nên xuất từ tự vệ, cho nên ẩn giấu đi chính mình thần trí. Tống Thư Hàng dọc theo Sở các chủ mạch suy nghĩ suy đoán. Tống Thư Hàng vừa dứt lời. Một mực trầm mặc bia đá đạo hữu phản đối nói, ta không cho là như vậy, nếu như là loại thứ hai có thể nói, ta cảm thấy cái này mộng giới quy tắc tập hợp thể lo lắng cùng phòng bị đối tượng, sẽ không là hiện thế Bạch chủ nhân. Sở các chủ ngốc mau đồng ý nói, ta cũng cho rằng không phải Bạch Thánh. Dù sao Bạch Thánh mị lực xếp tại cái kia, dựa vào hắn quỷ dị mị lực, thế gian vạn vật cùng hắn ban đầu độ thiện cảm đều cực cao. Trên cơ bản chỉ cần là có thần trí vật thể, cũng sẽ không tùy tiện đối với hắn sinh ra tâm phòng bị. Dáng dấp xinh đẹp cũng không thể muốn làm gì thì làm, nhưng ở cái này xem mặt thế giới, dáng dấp xinh đẹp là có ưu thế cự đại. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Mặc dù Sở các chủ cùng bia đá đạo hữu cho ra giải thích cũng không khảo cứu, nhưng lại có loại khiến người tin phục lực lượng. Tống Thư Hàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ, đổi hắn là mộng giới quy tắc tập hợp thể, cũng sẽ không dễ dàng đối Bạch Tiền Bối sinh ra phòng bị. Còn nếu là ngay từ đầu không có đối Bạch Tiền Bối sinh ra phòng bị, cái kia tại sơ trong quá trình tiếp xúc, liền sẽ tại trong lúc vô tình biểu hiện ra một chút tự thân có thần trí cử động. Kể từ đó, khẳng định sẽ bị Bạch Tiền Bối bắt được chi tiết. Cho nên đẩy ngược suy tư, tại Bạch Tiền Bối bọn người tiến vào mộng giới trước đó, mộng giới quy tắc tập hợp thể có lẽ vẫn tại đóng vai lấy không có thần trí trạng thái. Tại phòng bị mộng giới bên trong cái nào đó đổ vật. Chờ chút, nếu thật là dạng này, chẳng phải là rất phiền phức. Tống Thư Hàng biện thủ vuốt vuốt mi tâm. Bạch Tiền Bối muốn tại mộng giới hoàn thành tạo thần kế hoạch, nếu như mộng giới bên trong ẩn giấu đi một cái khiến mộng giới quy tắc đều muốn phòng bị đổ vật, vậy liền rất không ổn. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về phía núp ở nơi hẻo lánh mộng giới quy tắc tập hợp thể, thử thăm dò cùng nó câu thông, hello. Hello đi. Hồi âm thanh tại bất hủ giả chi mộ bên trong truyền vang ra. Nhưng mộng giới quy tắc tập hợp thể cũng chưa hồi phục Tống Thư Hàng, nó vẫn như cũ núp ở nơi hẻo lánh, yên lặng không ngừng biến hóa sắc thái cùng hình hình. Nếu không, lên dưỡng đao thuật thử một chút, trước tăng lên hạ cùng nó độ thiện cảm. Bia đá đạo hữu đề nghị, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là bá Tống đạo hữu tà pháp dưỡng đao thuật hiệu quả phi thường mạnh mẽ, khiến người vô pháp cự tuyệt. Ý kiến hay, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bím tóc duỗi dài, ấn hướng cái kia đoàn không ngừng biến hóa mộng giới quy tắc. Mộng giới quy tắc tập hợp thể không có tránh né. Nhưng là Tống Thư Hàng bím tóc bàn tay đè vào nơi hẻo lánh, lại ấn cái không bím tóc bàn tay không cách nào tiếp xúc đến mộng giới quy tắc tập hợp thể. Kỳ quái, rõ ràng trước đó ta sờ,
hạch tâm thế giới hoa sen sợi rễ đều có thể đụng phải nó. Tống Thư Hàng nói. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn trực tiếp đối mộng giới quy tắc chỗ hư không soát hai phát dưỡng đao thuật. Dưỡng đao thuật quang huy chợt lóe lên. Đáng tiếc, tà thuật hiệu quả cũng không thể tác dụng đến mộng giới quy tắc tập hợp thể bên trên. Mộng giới quy tắc tập hợp thể không ăn Tống Thư Hàng một bộ này. Đây là mọi việc đều thuận lợi dưỡng đao thuật nhiều lần như vậy xuất trình tới thủ bại, cái này tại bá tống nhân sinh bên trong có trọng đại lịch sử ý nghĩa. Không đụng tới a, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Liền xem như thần thuật dưỡng đao thuật không đụng tới đối phương, liền không có hiệu quả gì. Cái này cùng ngươi nắm đấm lại cứng rắn, đánh không đến địch nhân, liền sẽ không cho địch nhân mang đến thống khổ là một cái đạo lý. Bia đá đạo hữu cười nói. Tống Thư Hàng, nắm đấm nếu như đánh không đến địch nhân, vậy không bằng trực tiếp đem địch nhân đứng mặt đất cho băng, để hắn rơi vào không đáy vực sâu. Đối phó tốc độ quá nhanh địch nhân, chính mình tốc độ lại theo không kịp. Vậy liền trực tiếp bên trên địa đồ pháo phạm vi công kích. Chỉ là muốn chơi qua trò chơi người chơi bao nhiêu đều hiểu điểm loại thủ đoạn này. Bia đá đạo hữu, có thể hay không hảo hảo tán gẫu, còn có thể hay không hảo hảo trò chuyện xuống dưới. Mà lại cũng là bởi vì giống các ngươi loại này động một chút lại muốn băng tuột đại địa quá nhiều người, thế giới hoàn cảnh mới có thể biến ác liệt như vậy a. Thật không được, chúng ta còn có thể sử dụng không gian cấm cố thủ đoạn, phong tỏa địch nhân động tác. Sau đó lại sử dụng không gian khóa chặt phương thức khóa chặt địch nhân, trực tiếp đem nắm đấm xuyên thấu qua không gian thông đạo dán tại địch nhân trên mặt. Nho gia thánh nhân liền yêu sử dụng loại phương thức công kích này. Sở các chủ ngốc mao trêu ghẹo nói. Sở tiên tử, chính là bởi vì có các ngươi bọn này cường lực hách tại, mới đưa bá tống đạo hữu dưỡng thành hiện tại cá ướp muối bộ dáng. Bia đá đạo hữu thở dài nói. Tống Thư Hàng, trở thành cá ướp muối sao, nếu như năm đó, ta có thể trở thành Thư Hàng dạng này cá ướp muối, lục phẩm cảnh giới liền có thể đối bạo trường sinh giả cảnh giới, vậy ta bích thủy các. Sở các chủ đột nhiên cảm xúc xa xút. Nói, sở các chủ ngốc mau mềm oặt ngã xuống Tống Thư Hàng sọ não bên trên. Tiến vào đồi phế hình thức, hóa thân thành một đầu lười biếng sắc khí ngốc mao. Bia đá. Sở tiên tử lời này của ngươi để quá nặng nề, ta không tiếp nổi đi a. Vì cái gì từ tống cá ướp muối cái đề tài này có thể nhảy đến bích thủy các bị diệt sự kiện bên trên, hai cái này hoàn toàn không đáp sát chủ đề, vì cái gì sẽ bị liên hệ tới. Các ngươi từng cái, căn bản sẽ không hảo hảo nói chuyện phiếm, trời chính là như vậy bị các ngươi trò chuyện chết. Bia đá đạo hữu lần nữa thở dài nói, ta thường xuyên vì mình não mạch kín nhảy vọt theo không kịp các ngươi mà tự bi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo nói, sẽ hảo hảo nói chuyện phiếm người, tại Cửu Châu nhất hào quần là sinh tồn không đi xuống. Ngươi nói như vậy, quần chủ Hoàng Sơn mụ mụ sẽ khóc. Bia đá đạo hữu nhắc nhở, liền nó cái này chỉ ở Cửu Châu nhất hào quần bên ngoài đứng ngoài quan sát nói chuyện phiếm ghi chép bia, đều có thể ẩn ẩn phát giác được điểm này. Nhưng Cửu Châu nhất hào quần bên trong thành viên, nhưng không có một cái tự giác. Bia đá đạo hữu, người đem chủ đề mang sai lệch. Sở các chủ ngốc mau ghé vào Tống Thư Hàng sọ não bên trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu sắt, đề nghị, trước đó ngươi xúc tu không phải có thể quấn tới mộng giới quy tắc tập hợp thể sao? Không bằng ngươi dùng xúc tu đến thi triển dưỡng đao thuật thử một chút. Dù sao xúc tu cũng là tay trên lý luận đều có thể sử dụng dưỡng đao thuật đi. Bia đá đạo hữu, chủ đề là ta mang lệch ra. Sở các chủ, đây không phải là xúc tu, kia là sợi rễ. Sợi rễ cùng xúc tu là hai cái khác biệt chủng loại. Sợi rễ không phải tay, trên lý luận cũng không dùng đến dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng phản bác, mặt khác, hoa sen hình chiếu sợi rễ chỉ cần tiếp xúc đến mộng giới quy tắc tập hợp thể liền sẽ bản năng tiến hành hấp thu động tác, không cẩn thận liền sẽ đem mộng giới tập hợp thể cho rút khô. Đây đối với chúng ta đến nói quá mạo hiểm. Vậy ngươi phải làm sao? Bia đá đạo hữu hỏi. Sở các chủ ngốc mao đầu nhọn có chút nhếch lên, ta dựa vào nét mặt của ngươi bên trên nhìn ra kiêu ngạo, trong lòng ngươi lại có cái gì bành trướng chủ ý. Ta vừa có một cái to gan ý nghĩ, chuẩn bị thử một chút. Tống Thư Hàng mỉm cười nói chẳng biết lúc nào lên, phổ thông đâm tâm công kích đối với hắn đã không có hiệu quả gì, hắn đã có thể cười đối mặt phần lớn ác miệng đâm tâm. Dứt lời, Tống Thư Hàng đầu sắt phát ra một tiếng huýt sáo. Ngay sau đó thân thể của hắn từ bá thần trụ bên trên nhảy xuống tới, cực nhanh chui vào đến bất hủ giả chi mộ bên trong.
Thư Hàng đây là muốn làm gì? Đột nhiên chui vào đến trong mộ lớn. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói. Hamster Hào hơi suy nghĩ một chút, có phải hay không là ta chủ vừa rồi một cước đem hắn đá nhập đại mộ về sau, hắn có kỳ ngộ gì? Chúng ta muốn đi theo vào nhìn xem sao? Tô Thị A Thập Lục nói. Bạch Tiền Bối phân thân lắc đầu, chúng ta trước tiên ở bên ngoài trông coi. Một bên khác, Tống Thư Hàng thân thể nhanh chóng nhảy đến cùng sọ bên cạnh. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, công đức xà mỹ nhân bắt đầu mới trùng sinh quá trình, nàng một lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu về sau, liền không kịp chờ đợi chiếm trước Tống Thư Hàng lời kịch. Lại nói, tiên tử phục sinh tốc độ có phải là nhanh hơn rất nhiều. Bia đá đạo hữu ngắm công đức xà mỹ nhân một chút, thầm nghĩ trong lòng. Từ khi công đức xà mỹ nhân lần lượt lấy tự thân tế trụ về sau, nàng phục sinh đọc đầu thời gian, tựa hồ liền càng lúc càng ngắn. Chẳng lẽ tiên tử không ngừng đem chính mình tế trụ, cũng không phải là đơn thuần bì một chút đơn giản như vậy. Ngươi lời kịch không có. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, quen thuộc. Quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật. Bia đá đạo hữu hỏi, người đem nhục thân triệu hoán tới làm gì? Tống Thư Hàng mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể của hắn mở rộng hai tay, bày ra nhân thể thập tự tư thế, tựa hồ muốn thi triển bí pháp nào đó. Đồng thời, sau lưng công đức xà mỹ nhân lấy khiến sở các chủ hâm mộ tốc độ, thật nhanh sinh trưởng ra cổ, bả vai, cánh tay, xốp giòn xong. Công đức xà mỹ nhân bồng bềnh sau lưng Tống Thư Hàng, sau đó đưa tay giữ chặt y phục trên người hắn dùng sức xé ra, đem hắn quần áo trên người thoát đi. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy công đức xà mỹ nhân hát nói. Tống Thư Hàng, ngươi muốn dùng kim đan mã hai chiều. Sở các chủ nháy mắt đoán ra Tống Thư Hàng dự định. Tống Thư Hàng gật đầu nói, đúng, đã nó có yếu ớt ý thức. Cái kia trên lý luận đến nói, nó liền có thể gia nhập vào tu chân hảo hữu. Dứt lời, Tống Thư Hàng nhục thân đi vào xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy mộng giới quy tắc tập hợp thể trước mặt, đưa lưng về phía nó, bày ra khỏe đẹp cân đối vận động viên tư thế, đem phần lưng kim đan mã hai chiều hiện ra cho nó. Này tấm từ cửu u chúa tể tự tay khắc họa hình xăm đồ án, đối thế gian vạn vật đều có được lớn lao lực hấp dẫn. Chỉ cần thấy được nó, liền không nhịn được nhìn nhiều vài lần, nhịn không được xâm nhập đi nghiên cứu nó. Đây chính là cửu u chúa tể hấp dẫn sinh linh sa đọa quyền hành đặc thù phương thức vận dụng. Đáng yêu mộng giới quy tắc tập hợp thể cũng không thể ngoại lệ, nó tại nhìn đến chương này kim đan mã hai chiều đồ án lúc, nhịn không được liền phóng xuất ra một sợi cùng loại tinh thần lực đồ vật. Hướng Tống Thư Hàng phần lưng cơ bắp bên trên nhẹ nhàng như vậy quét qua. Cái này quét qua về sau, nó liền thành bá tống người. Ninh mộng giới quy tắc tập thể hợp tăng thêm ngươi làm hảo hữu, xin vì nó ghi chú một cái biệt danh, cũng lựa chọn bạn tốt của nó quần tổ. Êm tai tiếng nhắc nhở tại Tống Thư Hàng sọ não dưới đáy vang lên. Êm tai tiếng nhắc nhở vừa vang lên. Sau một khắc, Tống Thư Hàng con mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai liền có đại lượng máu tươi tràn ra. Máu tươi nhỏ xuống tại bất hủ giả chi mộ trên mặt đất, lại bị đại mộ quang minh chính đại lặng lẽ hấp thu. A, à, bá tống ngươi làm sao? Ngươi cả khuôn mặt đều tại phun máu a. Bia đá đạo hữu cả kinh nói, thất khiếu chảy máu chỉ chính là Tống Thư Hàng hiện tại bộ dáng. Không có việc gì, vui quá hóa buồn mà thôi, vấn đề nhỏ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, mà lại, nghe nói nhân thể mỗi cách một đoạn thời gian mất điểm huyết đối thân thể hữu ích. Lúc trước hắn huyền thánh giảng pháp khâu lúc, không cẩn thận đem phía sau kim đan mã hai chiều bại lộ cho chư thiên vạn giới người tu luyện cùng cửu u tà ma, sau đó bởi vì nháy mắt tràn vào mới hảo hữu số lượng quá nhiều, dẫn đến hắn cái này server trực tiếp bạo thể. Hiện tại, bộ phận này khổng lồ hảo hữu xin số liệu còn bị Long Lạc nữ sĩ phong tồn, trở thành bom hẹn giờ, không dám tùy tiện đi xúc động bọn chúng. Một khi đi đụng vào bọn chúng, liền sẽ dẫn bạo Tống Thư Hàng. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có chờ Tống Thư Hàng cảnh giới lại đề thăng một đoạn cộng Long Lạc nữ sĩ bên kia đem tu chân hệ thống lại tiến hóa một lần. Ngươi xác định chính mình không có vấn đề, sở các chủ ngốc mao cũng có chút lo lắng. Vẫn được, có thể chống đỡ ở, mà lại nói lời nói thật, điểm ấy thống khổ giá trị, căn bản là không có cách mang đến cho ta đau nhức cảm giác. Tống Thư Hàng nói, yên lặng đem thân thể của mình cùng đầu hoán đổi đến ngụy bất hủ xương mù hình thức. Sương mù hình thức triển khai. Lần này,
hắn Ngụy Bất Hủ hình thức lại phát sinh một chút tiến hóa. Người ở bên ngoài xem ra, Tống Thư Hàng sương mù thân thể vẫn như cũ chỉ là một đoàn hắc vụ. Nhưng chính hắn lại có thể nhìn đến, tại chính mình sương mù trong thân thể, có mấy đạo thâm ảo vô cùng pháp tắc phù văn liên quấn quanh thành hình cầu, như là tinh cầu đồng dạng chậm rãi chuyển động. Trong đó, có hai đạo phù văn tạ xích là Tống Thư Hàng tại Ma Hải thế giới sau khi chứng đạo thu hoạch. Một cái đại biểu cho Thái Sơ chữ, là tất cả ngôn ngữ cùng chữ viết căn nguyên, một cái khác pháp tắc khái niệm liền tương đối mơ hồ, nó cùng thái cổ hỗn độn, sinh tử có quan hệ, hai cái này pháp tắc đều là chỉ ở Ma Hải thế giới bên trong mới có thể tiếp xúc đến đặc thù pháp tắc. Trừ cái đó ra, còn có Tống Thư Hàng tại thiên đạo phá diệt lúc, tiếp xúc đến một chút xíu huyền thánh giảng pháp quy tắc, cùng hắn trở thành đại lý cửu u chúa tể sau hoàn thiện hoa thôi nhân quả pháp tắc. Những thứ này pháp tắc phù văn cầu, mỗi một đầu lôi ra đến, đều là trường sinh giả cũng vô pháp tiếp xúc quy tắc cấm khu. Nhưng là, những thứ này pháp tắc tại Tống Thư Hàng sương mù thân thể bên trong, lại chỉ có thể ở vào bên ngoài. Bọn chúng đều tại vây quanh một cái nào đó hạch tâm xoay tròn lấy. Kia là Tống Thư Hàng Ngụy Bất Hủ thân thể căn nguyên, hàng nhái bất hủ pháp tắc. Nguyên bản, Tống Thư Hàng Ngụy Bất Hủ hạch tâm chỉ là một cái điểm nhỏ lớn. Nhưng bây giờ, lại một hơi đã tăng tới trái tim lớn nhỏ. Hắn tại thế giới sụp đổ mộng cảnh bên trong nhìn thẳng bất hủ đạo nhân trên người bất hủ pháp tắc về sau, lấy được thu hoạch, so tưởng tượng còn muốn lớn. Tiến hóa qua đi Ngụy Bất Hủ trạng thái có bao nhiêu không muốn mặt, không có người có thể suy tính ra, dù sao dính đến bất hủ khái niệm, cho dù là hàng nhái, cũng là bất hủ hàng nhái. Bằng tiến hóa Ngụy Bất Hủ thân thể cường độ, Tống Thư Hàng có thể tiến hành một chút cấp độ sâu tao thao tác. Tỷ như hiện tại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi bị Long Lạc nữ sĩ phong ấn hảo hữu xin tin tức, sử dụng server quyền hạn, mở cửa sau đem mộng giới quy tắc tập hợp thể kéo vào đến hảo hữu liệt biểu. Biệt danh, núp ở góc tường mộng thế giới. Hảo hữu quần tổ, mới xây tổ chư thiên vạn giới pháp tắc tổ. Thao tác thành công. Cái này quần tổ tên, để lộ ra bá tống dã tâm hắn tương lai muốn đem càng nhiều chư thiên vạn giới vị diện pháp tắc tập hợp thể cho kéo vào đến cái này quần tổ bên trong đến. Ninh ngài đã tăng thêm bá tống làm hảo hữu, cũng được xếp vào đến chư thiên vạn giới pháp tắc tổ liệt biểu. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Một cái tiếng nhắc nhở, trực tiếp tại mộng giới quy tắc tập hợp thể trong thân thể vang lên. Vậy mà thật thành công. Sở các chủ ngốc mau lẩm bẩm nói. Ta đi thử một chút cùng nó câu thông hạ. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, bắt đầu cho núp ở góc tường mộng thế giới gửi đi giọng nói tin tức, hello. Lần này. Mộng giới quy tắc sốt cục có phản ứng, nó hồi phục Tống Thư Hàng chào hỏi, ông. Sau đó phía dưới. Liền không có. Có ý tứ gì, phiên dịch một chút, sở ngốc mau hỏi. Tống Thư Hàng một mặt khổ sở nói, ta cũng nghe không hiểu a, chính là cái đơn thuần ông a. Khẳng định có càng sâu ý nghĩa đi, ngươi không phải liền tạo hóa tiên tử ngơ ngác đều có thể phiên dịch ra hoa đến sao. Vì cái gì không thể phiên dịch cái này ông âm thanh. Bia đá đạo hữu nói. Vậy ta cho ngài ông một tiếng, xin ngài dựa theo ta ông âm thanh bên trong, viết ra một thiên 800 chữ viết văn. Tống Thư Hàng liếc mắt. Bia đá đạo hữu ngại ngùng nói, theo ông đến viết 800 chữ, sẽ bị hài hòa. Tống Thư Hàng. Thử lại lần nữa cái khác phương thức câu thông. Sở các chủ ngốc mau nói. Nếu không ta cho hắn phát cái hình ảnh. Tống Thư Hàng suy tư nói. Khi hắn nói ra hình ảnh cái từ này lúc. Đối diện mộng giới quy tắc tập hợp thể tựa hồ lại bị xúc động. Ngay sau đó, có hai tấm hình ảnh bị nó gửi đi tới, thông qua nói chuyện riêng công năng, gửi đi cho Tống Thư Hàng. Mộng giới là một cái rất nhỏ bé vị diện, nó hư ảo phảng phất không có thực thể, cùng chư thiên vạn giới mỗi một cái vị diện đều có liên hệ. Chỉ cần là sẽ làm mộng tồn tại tầng sâu ngủ trạng thái lúc, tinh thần lực đều có tỷ lệ tiếp xúc đến mộng giới, đáng nhắc tới chính là... Tâm ma loại này tiểu khả ái, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện tại mộng giới bên trong. Mộng thế giới gửi đi tới hình ảnh bên trong, tờ thứ nhất hình ảnh là một chương hài hòa mỹ hảo cảnh tượng. Hư ảo mộng thế giới, đủ loại mộng giới sinh linh, ngẫu nhiên đi ngang qua tâm ma, cùng một con không có thực thể, có thể biến ảo ra cái gì bộ dáng mộng thế giới ý chí. Cùng đại bộ phận hiện thế vị diện khác biệt, mộng thế giới từ vừa mới bắt đầu liền có được chính mình giới chủ, liền như là âm ảnh lĩnh chủ đồng dạng. Tấm thứ hai đồ, lại là cái này mộng thế giới ý chí bị người đè xuống đất, bị tàn nhẫn cắt thành đều đều khối nhỏ huyết tinh tràng diện.
đây là mộng thế giới ý chí bị giết. Tống Thư Hàng sững sờ. Ngay sau đó, mộng thế giới lại phát vài chương đồ tới. Mỗi một tấm bản đồ bên trong, đều có một cái mới mộng thế giới ý chí sinh ra. Ngay sau đó tấm thứ hai đồ chính là mới mộng thế giới ý chí bị cắt nát thành khối nhỏ, dùng thân thể mảnh vỡ trên mặt đất vẽ ra một cái thảm chữ. Sơ bộ thống kê, chỉ ít có 23 một con mộng thế giới ý chí bị cái kia hung thủ cắt nát qua. Xem ra sở các chủ cái thứ hai suy đoán đúng rồi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, tại mộng giới có cái đại lão một mực ẩn núp, liên tục giết 231 cái phía trên mộng thế giới ý chí. Đây cũng là quy tắc tập hợp thể ra đời yếu ớt ý thức về sau, cũng không dám biểu hiện ra nguyên nhân. Cái này không ổn, Bạch Tiền Bối tạo thần kế hoạch chính là muốn tại mộng giới mân mê ra một cái giới chủ đến A. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng vội vàng thông qua nói chuyện riêng, liên hệ Bạch Tiền Bối bản thể. Ta tại, Bạch Tiền Bối trả lời, ta bên này giải quyết, chuẩn bị sẵn sàng. Ta đem bất hủ chi mộ kéo về mộng giới. Bạch Tiền Bối chờ chút. Tống Thư Hàng vội vàng dùng ngôn ngữ kêu lên. Tốt, ta chờ ngươi. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng nhanh chóng sửa sang lại trong đầu lời kịch, nói, Bạch Tiền Bối, mộng giới sự tình có hơi phiền toái. Từ trước mắt đến xem, mộng giới không phải chúng ta tiến hành tạo thần kế hoạch lý tưởng vị diện. Tại cái này mộng giới bên trong còn ẩn núp một cái đáng sợ hung tàn tồn tại, hắn đã từng giết mộng giới giới chủ hơn 200 lần. Còn đem mộng giới giới chủ phân thây cắt thành mảnh vụn khối. Nếu như mục tiêu của hắn là mộng giới giới chủ, vậy chúng ta kế hoạch liền rất nguy hiểm. Thư Hàng, ngươi từ nơi nào đạt được nhiều như vậy mộng giới tin tức? Đối diện Bạch Tiền Bối nghi ngờ nói. Là nhỏ mộng giới quy tắc tập hợp thể, nó kỳ thật đã lại ra đời yếu ớt ý thức, nhưng là vì để tránh cho lần nữa trưởng thành là mộng giới giới chủ, bị cái kia tồn tại tàn nhẫn cắt thành khối nhỏ phân thây. Cho nên mộng giới quy tắc tập hợp thể vẫn giấu kín lấy chính mình có được thần trí sự tình. Tống Thư Hàng bằng nhanh nhất tốc độ, đem tin tức truyền lại cho Bạch Tiền Bối. À, lại còn có dạng này ẩn tàng kịch bản. Sự tình rốt cục biến thú vị. Bạch Tiền Bối trả lời. Bạch Tiền Bối chớ náo. Tống Thư Hàng nói, đối phương là có thể đem mộng giới giới chủ phân thây hơn 200 lần ngoan nhân, chỉ sợ là không kém gì âm ảnh lĩnh chủ cái kia đẳng cấp tồn tại. Chúng ta tuyệt đối không thể xem thường đối phương. Có đạo lý. Chúng ta nhất định phải phòng bị điểm này, đồng thời không thể đem đạo hữu khác cuốn vào đến trong nguy hiểm tới. Thư Hàng, người đem cửu u cùng mộng giới thông đạo mở rộng, ta đem thất tu đạo hữu, lục tu tiên tử cùng vân thước tử tiên tử trước đưa trở về. Bạch Tiền Bối chân thành nói. Ta sẽ đem cửu u cùng mộng giới thông đạo mở ra. Mặt khác, Bạch Tiền Bối người tạo thần kế hoạch muốn hay không thay cái địa bàn. Tống Thư Hàng hỏi. Không được a, đã muộn, tạo thần kế hoạch đã tiến vào hoàn thành giai đoạn, lúc đầu chỉ cần lại đem mộng giới quy tắc tập hợp thể kéo về đến mộng giới đến, bổ sung tiến đến, tạo thần kế hoạch. Thế giới thụ liền có thể triệt để thành hình, bất quá đã mộng giới quy tắc tập hợp thể đã có chính nó ý thức, vậy cái này khâu liền cần thoáng cải tiến một chút. Bạch Tiền Bối trả lời. Mặc dù Bạch Tiền Bối ngữ khí bình tĩnh không có gợn sóng. Nhưng biết rõ hắn Tống Thư Hàng đã từ trong giọng nói của hắn nghe được hăng hái cảm xúc. Thế là Tống Thư Hàng nghiêm túc hỏi, Bạch Tiền Bối, lời nói thật trả lời ta. Người có phải hay không bởi vì cảm giác được kích thích, mới muốn tiếp tục lưu lại mộng giới? Thú vị là trong đó một cái nhân tố. Nhưng kế hoạch là thật tiến triển đến cuối cùng một bước, đã không cho phép chúng ta tại lúc này chuyển di nơi thí nghiệm. Mà ta tại mộng giới mân mê ra nhân tạo giới chủ. Thế giới thụ đã cắm rễ sinh trưởng, lúc này cưỡng ép xê dịch nó, sẽ chỉ làm nó khô héo. Bạch Tiền Bối thành thật hồi đáp. Huống hồ, ta cảm giác đã không có thời gian dư thừa chuyển rời đến vị diện khác thế giới, một lần nữa tạo thần kế hoạch, thời gian thật rất gấp gáp. Bạch Tiền Bối lại nghiêm túc nói bổ sung. Bạch Tiền Bối đã không chỉ một lần nhắc qua thời gian eo hẹp gấp rút vấn đề. Bạch Tiền Bối phân thân cũng đã nói. Hắn là lần đầu tiên cảm ứng được bản thể vội vã như vậy bách đi áp dụng cái nào đó kế hoạch. Bạch Tiền Bối bản năng đã tại không ngừng nhắc nhở tình thế tầm quan trọng cùng gấp gáp tính. Cho nên, đã không có lựa chọn. Không có thời gian đi chuyển di nơi thí nghiệm, lại thí nghiệm một lần. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, hắn xoay người đem đầu của mình rời lên an trở lại trên cổ, nói, đến lúc đó. Coi như chúng ta thật đối mặt cái kia tiềm phục tại mộng giới tồn tại đáng sợ,
đối phương lại muốn ngăn cản chúng ta, cũng chỉ có đối bạo nó. Đã không có lựa chọn cơ hội, vậy cũng chỉ có đem hết toàn lực đi thu hoạch được thành công. Tống Thư Hàng hào khí ngất trời. Bạch Tiền Bối. Thư Hàng đột nhiên hỏa phong biến đột, như thế hào tình tráng trí, để Bạch Tiền Bối có chút không thích ứng. Lại bành trướng, Sở Các Chủ ngốc mau nói. Không cần phải nói, Tống Thư Hàng sở dĩ sẽ lập xuống đối bạo cái kia tồn tại đáng sợ lời nói hùng hồn, khẳng định là bởi vì nội tâm của hắn lại bắt đầu bị động bành trướng. Cửu U Chúa Tể quyền hạn mỗi thời mỗi khắc đều tại ảnh hưởng hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có được Cửu U Chúa Tể quyền hạn, có được 3 phút chân nam nhân hình thức. Đối mặt chư thiên vạn giới tất cả có người, Tống Thư Hàng đều có đi lên đối một đối tư cách. Nếu như có thể đem đối phương kéo vào đến Cửu U thế giới sân nhà, vậy chỉ cần không phải thiên đạo giáng lâm, Tống Thư Hàng liền không sợ hãi chút nào tại Cửu U thế giới, có Bạch Tiền Bối kim đại thối bản thân, bá Tống Hào có can đảm xông sáo thiên nhai. Mặt khác, đếm xem Tống Thư Hàng bây giờ trên người vật trang sức, coi như hắn lúc này bước vào mộng giới cùng đối phương chinh chiến giết chóc, trong thời gian ngắn Tống Thư Hàng cũng có thể cùng đối phương chiến cái có đến có về. Đây chính là lực lượng. Nếu như năm đó, ta có thể có được Thư Hàng trên thân nhiều như vậy vật trang sức, vậy ta Bích Thủy Các. Sở Các Chủ ngốc mau đột nhiên lại tự bế. Có thể là bởi vì bản thể rốt cục sinh trưởng đến bờ eo thon vị trí, thể nội đại bộ phận khí quan đã trùng sinh, cho nên nhận nội tiết ảnh hưởng, nàng gần nhất biến có chút đa sầu đa cảm. Bên cạnh, Tống Thư Hàng đem đầu của mình an sau khi trở về, kích hoạt Cửu U Chúa Tể quyền hạn, hướng trong hư không một điểm. Cửu U thế giới cùng mộng giới thông đạo lại bắt đầu lại từ đầu mở rộng. Bạch Tiền Bối, thông đạo mở ra, Tống Thư Hàng nói. Chờ một lát, Bạch Tiền Bối trả lời. Một lát sau, xoát, có kiếm quang từ thông đạo bên trong thoáng hiện, đáp xuống Bất Hủ Giả chi mộ bên ngoài, rơi vào Tô Thị A Thập Lục đám người bên người. Thất Tu Thánh Quân cùng Lục Tu Tiên Tử dắt tay từ trong kiếm quang bước ra. Nhưng Vân Tước Tử Tiên Tử nhưng không có trở về. Bây giờ Vân Tước Tử Tiên Tử Bất Hủ chi cốt bị Nho Gia Thánh Nhân lưu lại thủ đoạn mây bảo tồn, không còn có người có thể cướp đi nàng Bất Hủ chi cốt. Vân Tước Tử Tiên Tử tính an toàn có thể nâng cao một bước. Không có nỗi lo về sau nàng biến càng thêm dũng cảm, không sợ chết, không sợ hy sinh. Nàng sẽ nhất định trở thành Cửu Châu nhất hào quần nhất làm cho Hoàng Sơn mụ mụ đau bụng hạt giống tuyển thủ. À, Thất Tu Tiền Bối các ngươi tại sao cũng tới? Bạch Tiền Bối kế hoạch kết thúc rồi à? Da đen Vũ Nhu Tử hỏi. Thất Tu Thánh Quân lắc đầu, kế hoạch xảy ra chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Liền Thất Tu Tiền Bối ngươi cũng phải bị trả lại. Tô Thị A Thập Lục trong lòng hơi động, phải biết Thất Tu Tiền Bối có thể là bát phẩm huyền thánh. Cái kia Tống Tiền Bối còn muốn đi mộng giới sao? Da đen Vũ Nhu Tử hỏi. Trước đừng hoảng hốt, Bạch Thánh còn lưu tại mộng giới, cho nên các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lục Tu Tiên Tử mỉm cười nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đồng ý cũng phụ họa nói, nếu như Thư Hàng cũng phải tiến về mộng giới. Cái kia những người khác là thật không cần luống cuống. Kiếm Ngơ Ngác Tạo Hóa Tiên Tử hì hì cười một tiếng, nàng đưa tay nắm lên Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, lướt về phía Bất Hủ Chi Mộ. Bất Hủ Chi Mộ bên trong. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối duy trì giọng nói. Nếu quả như thật gặp được cái kia ẩn núp mộng giới tồn tại đáng sợ, hắn lại ra ngăn cản kế hoạch chúng ta. Vậy chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem hắn làm tới Cửu U thế giới tới. Tống Thư Hàng đề nghị. Bạch Tiền Bối trả lời, Thư Hàng, ngươi thử một chút đem mộng giới quy tắc tập hợp thể kéo vào đến ngươi hạch tâm thế giới, lại đem Bất Hủ Giả chi mộ trên trăm tầng, bắn vào đến mộng giới tới. Chúng ta mượn nhờ cái này đại mộ tính đặc thù, thiết một cái bẫy. Được, Tống Thư Hàng gật đầu, nhìn về phía xó xỉnh bên trong mộng giới quy tắc tập hợp thể. Nghĩ nghĩ về sau, hắn ngồi xổm xuống, ngón tay đối mộng giới quy tắc tập hợp thể không ngừng dẫn ra, trong miệng phát ra âm thanh. Toát toát toát. Nó cũng không phải chó con. Sở Các Chủ ngốc mau dở khóc dở cười. Sở Các Chủ vừa dứt lời, đối diện núp ở xó xỉnh bên trong mộng giới quy tắc tập hợp thể cứ nhiên phi thường nể tình, đối Tống Thư Hàng phát ra đùa chó vang lên phản ứng. Hắn thoáng từ xó xỉnh bên trong rời một chút khoảng cách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về Tống Thư Hàng tới gần. Sở Các Chủ ngốc mau. Ngươi thật sự là chó ư. Thân là dự bị chúa tể một giới. Vị diện quy tắc tập hợp thể, người có thể hay không có chút tôn nghiêm. Sở
Sở các chủ lúc này nội tâm loại kia hận sắt bất thành cương tâm thái bạo tạc. Lúc này, phảng phất là cảm ứng được sở các chủ ngốc mao nội tâm cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý niệm, rời hơn phân nửa mộng giới quy tắc tập hợp thể cứ nhiên lại dừng lại. Tống Thư Hàng tiếp tục dẫn ra ngón tay, toát 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 tới, tới a toát toát toát. Nhưng mộng giới quy tắc tập hợp thể tại thời khắc mấu chốt tựa hồ rốt cục thức tỉnh tự tôn, hắn ngừng ngừng lại tại góc tường cùng Tống Thư Hàng trung gian, tiếp tục nhìn lấy Tống Thư Hàng, không động đậy được nữa. Là thiện ý của ta còn chưa đủ à? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, đổi loại đùa phương thức, meo 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 tới tới, meo. Nghe được một trận này thô ráp tiếng mèo kêu, đối diện mộng giới quy tắc tập hợp thể toàn thân chấn động một cái. Ngược lại nho nhỏ lui về sau một bước. Tống Thư Hàng. Sở các chủ ngốc mau có chút nhếch lên, tâm tính nhanh nhẹ, hắn nói thế nào đều là quy tắc tập hợp thể ý chí, cũng không phải a miêu a cẩu, sao có thể thật sự bị ngươi vài tiếng toát 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 liền hấp dẫn tới. Coi như ngươi bây giờ có cửu u chúa tể quyền hạn, nhưng nó thân là hiện thế môn diện quy tắc, cũng không cần nể mặt ngươi. Đối diện, khả ái mộng giới quy tắc tập hợp thể đang nghe cửu u chúa tể quyền hạn mấy chữ này lúc, đột nhiên thân thể cứng đờ sau đó, hắn lại chậm rãi hướng phía Tống Thư Hàng nhúc nhích bắt đầu. Lần này nó nhúc nhích nhìn phi thường bi tráng, bên trong ẩn giấu đi một loại khẳng khái chịu chết giác ngộ. Ta muốn cho cửu u chúa tể một bộ mặt, JPG, sở các chủ ngốc mao. Một lát sau mộng giới quy tắc tập hợp thể rốt cục bò tới Tống Thư Hàng bên chân. Nhu thuận khả ái, hiểu chuyện nghe lời. Rất tốt, thật ngoan, yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta cũng không có loại kia đem những vật khác phân thây cắt khối yêu thích. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bên dưới cũng không thể sờ được quy tắc tập hợp thể. Sở các chủ ngốc mao. Bị ngươi cắt khối biến thành nguyên liệu nấu ăn tâm ma tiểu khả ái biểu thị không phục, có đồng dạng vận mệnh tà vọng biểu thị ngươi cái này đại lừa gạt, tin ngươi mới có quỷ. Lúc này, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng quay người lại, liền nhìn thấy tạo hóa tiên tử dẫn theo tâm ma xích tiêu kiếm, nhanh chóng hướng hắn lướt đến. A, tạo hóa tiên tử, xích tiêu kiếm tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Tống Thư Hàng nói. Tạo hóa tiên tử duỗi tay hất lên, đem tâm ma xích tiêu kiếm ném về Tống Thư Hàng. Sau đó nàng một chân điểm nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, nhảy la tinh vũ. Không đúng. Là như là xoáy chuyển con quay, nhanh chóng xoay quanh hướng Tống Thư Hàng đánh tới. Đây là mới vào nước tư thế sao? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, bất quá hắn vẫn là rất phối hợp tạo hóa tiên tử, bày ra một cái tiếp vũ động tác không ăn thịt heo, còn không nhìn qua heo chạy. Mặc dù Tống Thư Hàng chưa từng thấy qua heo chạy, nhưng hắn cũng là nhìn qua vũ đạo tiết mục, mà lại hắn nếm qua thịt heo. Sở dĩ, bày cái tiếp ứng nữ bạn nhảy động tác vẫn là không có vấn đề. Xoay quanh, xoay quanh. Tạo hóa tiên tử rất nhanh đụng phải Tống Thư Hàng trước mặt. Tống Thư Hàng phối hợp xòe bàn tay ra, sau đó liền bị tạo hóa tiên tử đụng bay ra ngoài. Đụng người, tạo hóa tiên tử là nghiêm túc. Nàng nghiêm túc dùng hết toàn bộ khí lực, hung hăng đụng trên người Tống Thư Hàng, thừa dịp Tống Thư Hàng không phòng bị, thành công một hơi đem hắn đụng bay. Đụng bay đồng thời, tạo hóa tiên tử thống khổ ngồi xổm xuống coi như không có phòng bị. Tống Thư Hàng thân thể trình độ cứng cáp vẫn như cũ không cách nào hình dung. Lực tác dụng là tương hỗ, nàng tại đụng bay Tống Thư Hàng đồng thời, tự thân tiếp nhận đến kịch lớn thống khổ phản chấn. Tạo hóa tiên tử ngồi chồm hổm trên mặt đất đau đến thấp giọng nức nở. Sở các chủ ngốc mao. Từ khi trở thành Tống Thư Hàng vật trang sức về sau, tạo hóa tiên tử cùng bì bì xà tiên tử thông đồng làm bậy, hai cái đại mỹ nhân sọ não càng ngày càng tú. Sở các chủ cảm giác mình đã trở thành Tống Thư Hàng trên người vật trang sức bên trong duy nhất bình thường nhất tồn tại, nàng phải thật tốt bảo trì điểm này. Đối diện, Tống Thư Hàng xoáy khí trên không trung xoay người, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất chủ yếu nơi này là hắn mới đại mộ, nếu như hắn giáng xuống, sợ đem bản thân đại mộ nện thương. Mới mộ tựa như là xe mới, kiểu gì cũng sẽ theo bản năng muốn đem hắn bảo vệ tốt đi một chút. Tiên tử lần sau mời thay cái tương đối hòa bình vào nước phương thức. Tống Thư Hàng thở dài, đi vào tạo hóa tiên tử bên cạnh, hướng nàng duỗi ra cửu u chúa tể đại diện ma thủ. Y y ngốc tạo hóa tiên tử đưa lên bản thân tay nhỏ, thân hình hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, mộng giới quy tắc tập hợp thể, lần sau đến cho ngươi lấy cái chính thức danh tự mới được. Tóm lại bởi vì bạch tiền bối kế hoạch cần,
sở dĩ còn xin ngươi phối hợp ta một chút, tới trước ta tiểu thế giới nghỉ ngơi một lát thế nào. Tống Thư Hàng dứt lời, mở ra hạch tâm thế giới lối vào. Khả ái mộng giới quy tắc tập hợp thể phi thường phối hợp nhảy vào đến hạch tâm thế giới bên trong muốn cho cửu u chúa tể mặt mũi. Ông tại hắn đầu nhập xâm nhập hạch tâm thế giới lúc, cả cái hạch tâm thế giới khẽ chấn động, phảng phất tại hoan nghênh mộng giới quy tắc tập hợp thể. Thật là một cái tiểu tử khả ái. Tống Thư Hàng mỉm cười, đem hạch tâm thế giới quan bế. Tâm ma xích tiêu kiếm vui a nói, bởi vì giống như ngươi, đương túng liền túng, sở dĩ ngươi sẽ cảm thấy hắn cùng ngươi hợp ý đi. Đừng nghĩ tùy tiện lừa gạt đến dưỡng đao thuật, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem tâm ma xích tiêu kiếm nắm lên, treo ở sau thắt lưng. Sau đó bước kế tiếp, ta muốn đem bất hủ giả chi mộ trên 100 tầng, phát xạ đến mộng giới. Chúng ta tới trước dưới mặt đất 100 tầng cửu tu bá tống mộ vị trí. Tống Thư Hàng nói, tâm ma xích tiêu kiếm, ngươi không tiến vào mộng giới. Như cũ, ta phải trước lưu tại cửu u thế giới phối hợp bạch tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Dứt lời, hắn sử dụng cửu u chúa tể quyền hạn, trong nháy mắt đến cửu tu đại mộ khu vực. Không gian thuấn di năng lực thật sự là thuận tiện mau lẹ, đáng tiếc. Rời đi cửu u về sau, ta liền không thể như thế tùy tâm sở dục sử dụng dịch chuyển không gian chức năng. Tống Thư Hàng cảm khái nói. Thư Hàng, đừng quên cảnh giới của ngươi. Tâm ma xích tiêu kiếm tâm mệt mỏi nói. Hừm, ta đã bát phẩm, rất nhanh liền có thể cửu phẩm. Đến lúc đó coi như không tá trợ hạch tâm thế giới, cũng có thể ma lưu sử dụng không gian lực lượng. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối tâm, đột nhiên mệt mỏi hơn. Sở các chủ ngốc mau có chút chuyển động cơ trí như nàng, đã xưa nay không đi đề cập Tống Thư Hàng cảnh giới vấn đề. Bia đá đạo hữu, mức độ lớn nhất kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn, đem mộng giới cùng cửu u thế giới không gian thông đạo mở rộng. Tống Thư Hàng kêu, chuẩn bị sẵn sàng, bia đá đạo hữu trả lời. Sau một khắc, cửu u cùng hiện thế ở giữa thông đạo lần nữa mở rộng. Ầm ầm, to lớn bất hủ giả chi mộ trên 100 tầng, như là châm lửa hỏa tiễn, phóng lên tận trời, lại có điểm hùng vĩ cảm giác. Tống tiền bối đại mộ lại lần nữa phát xạ đến mộng giới đi. Da đen vũ nhu tử hai tay ngăn tại trên ánh mắt, ngước đầu nhìn lên lên cao hỏa tiễn đại mộ. Thật hâm mộ loại này có thể đem bản thân đại mộ như tên lửa khắp nơi phát xạ ra hỏa, cái này tâm tính phải tốt bao nhiêu. Chuột hamster hào vui a nói. Đào nhân tổ phần loại chuyện này tại chư thiên vạn giới đều thuộc về rất cấm kỵ sự. Nhưng bá tống hào hậu đại căn bản cũng không cần lo lắng điểm này, bởi vì các nàng lão tổ tông bá tống phần mộ lớn bản thân liền sẽ đào bản thân. Đào ra bản thân phần mộ lớn sau sẽ còn đến cấp không trung nhẹ nhàng di chuyển, phát xạ đến vị diện khác. À không đúng, bá Tống Hào đã tuyệt dục, tương lai hắn có hay không hậu đại còn là một ẩn số. Thật tốt, nghĩ tới đây, chuột hamster hào toàn bộ chuột đều vui sướng bắt đầu. Tiểu chuột hamster ngươi hâm mộ lời nói, nếu không ta cũng cho ngươi cả một ngôi mộ lớn. Đúng, quan tài phương diện ngươi ưa thích loại kia kiểu dáng. Muốn đậy nắp vẫn là trượt đóng. Bạch tiền bối phân thân ngồi xổm xuống, đùa lấy chuột hamster hào. Khác biệt kiểu dáng bạch tiền bối, tại đối sủng vật yêu thích cùng ưa thích phương diện, đều là tương tự. Chỉ là có bạch tiền bối sẽ nuôi sủng, có bạch tiền bối sẽ nuôi chết sủng. Mỗ gốc một mực ở tại Giang Nam Đại học thành Liễu Yêu Khinh Vũ, nếu không phải mình sẽ lên mạng mua sắm mua đất chiếu cố bản thân, nói không chừng sớm đã bị nuôi chết. Bạch tiền bối ưa thích chuột hamster hào, bạch tiền bối phân thân cũng đồng dạng ưa thích sở dĩ, hắn là thật tâm muốn vì chuột hamster hào cũng làm cái đại mộ. Tạ ơn bạch thánh, nhưng ta còn trẻ, thôi được rồi. Chuột hamster hào ngại ngùng cự tuyệt. Bạch tiền bối phân thân bảo đảm nói, vậy lần sau nếu như muốn đến muốn đóng mộ lúc có thể liên hệ ta à, ta miễn phí cho ngươi đóng một tòa, tranh thủ không thể so với Thư Hàng quy mô kém. Chuột hamster hào hơi suy nghĩ một chút sau nói, cái kia đến lúc đó, bạch thánh mời cho ta đến cái trượt đóng quan tài, đậy nắp muốn mở ra quá dùng sức, vẫn là trượt đóng tương đối trôi chảy. Tô thị A thập lục, bạch long tỷ tỷ, mà tại khu vực phụ cận, đám kia bị Tống Thư Hàng triệu hoán tới, hỗ trợ cùng một chỗ đóng mộ cửu u tà ma nhóm, đồng dạng trước mắt bá Tống chúa tể đại mộ thăng thiên. Những thứ này cửu u tà ma nhóm yên lặng nhớ kỹ bá Tống chúa tể đại mộ bề ngoài.
cùng đại mộ thăng thiên công năng cửu u chúa tể nhất cử nhất động, đều đáng giá tất cả tà ma nhóm học tập. Sở dĩ, những thứ này cửu u tà ma nhóm chuẩn bị trở về đầu cũng án lấy bá tống chúa tể đại mộ bộ dáng, cho mình cũng cả một cái tiểu hào mộ tháp, đồng thời nhất định phải tăng thêm mộ tháp thăng thiên công năng. Tin tưởng không lâu sau đó, sẽ thăng thiên không trung nhẹ nhàng di chuyển mộ tháp, đem tại cửu u thế giới lưu hành bắt đầu. Một bên khác, Tống Thư Hàng thần thức cùng bia đá đạo hữu hợp nhất, cũng đem thần thức bám vào bất hủ giả chi tháp bên trên, hộ tống mộ tháp tiến mộng giới. Mộ tháp xuyên qua cửu u cùng mộng giới chỗ giao giới, phát ra oanh một tiếng chấn động. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thần thức xâm nhập đến cái kia kỳ quái mộng giới bên trong. Mộng giới mỗi một hẻo lánh đều quấn quanh lấy ánh sáng nhu hòa, những thứ này tựa như ảo mộng quang mang, phảng phất như là VIP chí tôn thất thải bảo quang, cho người ta một loại cao đại thượng cảm giác. Mà lại, mộng giới phong cảnh phi thường dễ chịu, ở cái này như có như không vị diện bên trong, người có thể nhìn thấy vị diện khác không cách nào nhìn thấy hùng vĩ cảnh sắc. Ngược dòng thác nước, đủ mọi màu sắc bông tuyết, mộng ảo sắc thái kiến trúc. Tựa như là chuyện cổ tích thế giới. Thật là một cái nơi tốt, Tống Thư Hàng ý thức phát ra nhẹ nhàng cảm thán. Mộng giới, nhìn qua là cái rất thích hợp hẹn hò tỏ tình địa phương. Đem ngưỡng mộ trong lòng tiên tử đưa vào đến mộng giới, sau đó tìm một cái làm nàng động tâm phong cảnh khu, nhẹ nhàng dắt bàn tay nhỏ của nàng, dùng thực tình đến cho nàng ưng thuận hứa hẹn cùng lời thề ta muốn cùng ngươi một mực cùng một chỗ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, đồng thời muốn để ngươi vĩnh viễn hạnh phúc xuống dưới. Tương lai, cứ làm như thế đi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thầm nghĩ. Tuyệt dục Tống mỗ nhân cũng khát vọng có được tình yêu. Dừng lại, bây giờ không phải là huyễn tưởng những thứ này thời điểm. Tống Thư Hàng tạm thời đem những hình ảnh này từ trong đầu hất ra, đồng thời thần thức khóa chặt Bạch Tiền Bối khí tức. Bạch Tiền Bối, ta đem bất hủ chi mộ trên trăm tầng đưa tới. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hừm, ta nhìn thấy á. Sau đó, Thư Hàng ngươi trước rời đi mộng giới, sau đó trước đem cửu u cùng mộng giới thông đạo đóng lại. Bạch Tiền Bối ôn nhu nói. Bản thể của ta tại cửu u, hiện tại chỉ là một sợi thần thức bám vào mộ tháp bên trên tới. Tống Thư Hàng trả lời. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên chú ý tới Bạch Tiền Bối ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm đến lưu tinh kiếm trên chuôi kiếm. Cái kia thân anh tuấn đạo bào không gió mà bay, bị đạo quan buộc lên tóc đen bay lên. Sát na ở giữa, Bạch Tiền Bối chỉnh thể khí thế hóa thành một chuôi sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tống Thư Hàng. Đồng thời, một loại cảm giác nguy cơ phun lên trong lòng hắn. Đốt một tiếng thanh thúy trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Bạch Tiền Bối lưu tinh kiếm bắn ra, vượt không mà đến, chém về phía bất hủ chi mộ trước hư không bên trong. Kiếm khí tung hoành, mộng giới hư không bị xé nát, không gian sụp đổ. Lưu tinh kiếm nhẹ nhàng xoáy đi một vòng về sau, đinh xuống mặt đất, kiếm tuệ đón gió nhẹ nhàng đong đưa. Tống, bảo vệ tốt thần trí của mình nha, cũng đừng làm cho thần trí của mình bị hao tổn. Lưu tinh kiếm phát ra thanh âm thanh thúy. Tạch tạch tạch. Đồng thời, trên đỉnh đầu vang lên một trận ống sắt bị bóp méo chói tai thanh âm. Tống Thư Hàng thần thức đi lên không quét qua, càng nhìn đến cửu u cùng hiện thế ở giữa thông đạo, phảng phất bị một đầu bàn tay vô hình nắm chặt, đang tại không ngừng vặn vẹo. Cái này nhưng rất khó lường, là kẻ hung hãn. Tống Thư Hàng ám đạo. Tay không bóp nát không gian thông đạo. Hơn nữa còn là hắn mượn cửu u chúa tể quyền hạn mở ra ổn định cửu u thông đạo, người đến tuyệt đối là chân chính đại lão không thể nghi ngờ. Nói không chừng là rất sâu cấp độ tồn tại. Quanh cửu u cùng mộng giới thông đạo bị ngạnh sinh sinh bóp nát, đồng thời có cấm cố không gian lực lượng, trong nháy mắt bao trùm cả phiến thiên địa. Tống Thư Hàng thần thức hơi động một chút, kích hoạt hắn giấu ở bất hủ giả chi mộ bên trong một thanh lạc ấn đao gỗ, thử nghiệm mở ra hạch tâm thế giới. Kết quả không ra hắn sở liệu, hạch tâm thế giới đã lặng lẽ túng. Lần nữa xác định người tới là tuyệt thế đại lão không thể nghi ngờ. Tống Thư Hàng thần thức đảo qua Bạch Tiền Bối, mái tóc dài màu xanh lam Vân Tước Tử. Còn có một vị giấu ở chỗ tối tiên tử. Vân Tước Tử tiên tử, chiếu cố tốt bản thân, Bạch Tiền Bối nói. Yên tâm đi, cùng lắm thì chết đến mấy lần. Vân Tước Tử tiên tử duỗi tay vỗ qua bản thân cái kia thật dày tóc xanh. Mà lại, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Vân Tước Tử tiên tử cho đến bây giờ, còn dừng tại thất phẩm tôn giả cảnh giới đỉnh cao. Nàng từng mấy lần trùng kích bát phẩm cảnh giới,
nhưng đều bởi vì các loại giày vò, bỏ dở nửa chừng. Nhưng, nếu thật coi nàng là thành là phổ thông thất phẩm tôn giả, liền 10 phần sai, ăn thiệt thòi. Bạch Tiền Bối tay áo dài vung vẩy, hắn chậm rãi hướng về phía trước bước trên mây. Lưu Tinh kiếm ông một tiếng, một lần nữa bay trở về đến Bạch Tiền Bối bên cạnh thân. Mặt đất bên trên, có một cái to lớn vô cùng bát quái trận pháp hư ảnh hiển hiện, đây là Bạch Tiền Bối tại mấy bước ở giữa bày ra bát quái kiếm trận. Có gió thổi qua, lá cây vang xào xạc, kim thạch sáo trúc thanh âm, bên tai không dứt. Trong kiếm trận, có tiếng kiếm reo vang vọng, Lưu Tinh kiếm bên trên, vô số kiếm khí phân hóa truyền ra tiếng xé gió. Bất Hủ Chi Mộ mộ đỉnh, có chuông gió lay động nhẹ vang lên, gió nhẹ cuối cùng thổi qua Bạch Tiền Bối đạo bào theo gió tung bay phát ra rất nhỏ tế than. Toàn bộ thế giới, một loại lại một loại thanh âm, hội tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một khúc BGM. Thế giới phảng phất tại vì Bạch Tiền Bối nhạc đệm, vạn vật dùng phương thức của mình đem thuộc về mình cái kia bộ phận thanh âm, hoàn mỹ dung nhập vào cái này khúc Bạch Tiền Bối BGM bên trong. Thiên địa trợ thế. Cái này cùng Tống Thư Hàng mở BGM dựa vào tự thân vật trang sức dùng miệng hát phương thức khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Mặt khác, cùng Bạch Tiền Bối thật lớn thanh thế tương phản, tôn kia giấu ở mộng giới ngoan nhân đại lão, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh. Mặc dù nó đã cùng Bạch Tiền Bối cách không hai lần giao thủ, cũng xuất thủ bóp nát cửu u thế giới cùng mộng giới thông đạo. Nhưng cho tới bây giờ, Tống Thư Hằng còn không có phát hiện cái này đem mộng giới giới chủ cắt nát tuyệt thế đại lão chân thân, không biết nó đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Vị này tuyệt thế đại lão phảng phất giấu ở trong hư không, phảng phất ở khắp mọi nơi. Công kích của hắn càng là quỷ dị, không có dấu vết mà tìm kiếm, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, Vân Tước Tử tiên tử cầm trong tay một quyển tản ra hạo nhiên chính khí kinh thư, lớn tiếng giễu cợt nói, là dáng dấp xấu không chịu ra gặp người sao. Đối phương chân thân không chịu ra tình huống dưới, địch tối ta sáng, đối bên ta bất lợi Vân Tước Tử tiên tử xả thân mở ra trào phúng kỹ năng, nhìn xem có thể hay không đem ẩn tàng địch nhân cho kích động ra tới. Dù sao bất quá động động mồm mép sự tình, mặc kệ có hữu hiệu hay không, nàng trên miệng luôn có thể qua đem nghiện. Nếu như đối phương thật bị chọc giận xuất thủ đối phó nàng, vậy liền chính hợp ý nàng. Nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem đối phương cho móc ra. Hoa Vân Tước Tử tiên tử trào phúng thật đúng là chọc giận vị kia ẩn núp tuyệt thế đại lão, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, liền Tống Thư Hàng thần thức đều chịu ảnh hưởng, choáng váng một cái chớp mắt. Sau đó, trong hư không có 9 đầu bị tỏa liên trói buộc ảnh long hiển hiện, 9 đầu ảnh long mỗi một đầu đều có được hủy thiên diệt địa uy năng. Hướng phía Vân Tước Tử tiên tử vị trí đánh giết mà tới. Đây là một môn tà ác pháp thuật, đem cường đại chân long chém giết về sau, sinh sinh rút ra bọn chúng long phách, dùng long phách tu luyện thành thành môn này ác độc tà pháp. Vân Tước Tử tiên tử thu hồi trong tay kinh thư, không sợ hãi chút nào, trực tiếp dùng nhục thân của mình nghênh đón cái này 9 đầu tà long, đồng thời cao giọng kêu, Bạch đạo hữu, thừa cơ bắt giữ ra hỏa này chân thân, đừng để ta hy sinh vô ích. Bạch Thánh mỉm cười, cũng không thấy hắn có động tác gì, trên mặt đất kiếm trận bộc phát mấy trăm đạo kiếm khí. Ầm 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 ầm, cái kia 9 đầu tà long trực tiếp trong hư không sụp đổ. Mà lại cái này trăm đạo kiếm khí bên trong kiếm ý, không chỉ là phá hư pháp thuật đơn giản như vậy, thẳng chạm căn nguyên 9 đầu ảnh long pháp thuật thể bị bạo về sau, bọn chúng trên người những cái kia xiềng xích cũng bị cùng nhau chém vỡ. Bị tà thuật trói buộc long phách đạt được ngắn ngủi tự do. Bạo chết ảnh long tà pháp về sau, Bạch Tiền Bối lại thuận thế chém ra một đạo nhìn qua rất vặn vẹo kiếm khí, bất quá đạo này vặn vẹo kiếm khí chém vào hư không về sau, liền biến mất không gặp, không thể thuận thế đem ẩn tàng đại lão cho móc ra. Cùng một thời gian, cái kia 9 cái long phách thừa dịp cái này ngắn ngủi tự do thời gian, điên cuồng hướng phía Tống Thư Hàng thần thức chỗ phụ thuộc Bất Hủ Chi Mộ bay tới. Đây là muốn cuối cùng chính mình tìm long mộ. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn về phía những thứ này long phách. Mộ mới là vong linh kết cục, tựa như nhà là nhân loại kết cục đồng dạng. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, cái này 9 đầu long phách toàn bộ hạ xuống Tống Thư Hàng thần thức trước mặt, phát ra dồn dập linh hồn tiếng rên nhẹ, tựa hồ tại dùng long ngữ nói gì đó. Tống Thư Hàng không hiểu long ngữ, Bạch Long tỷ tỷ bài long ngữ phiên dịch cơ cũng không ở bên người. Bất quá! Hắn vẫn là đoán được cái này 9 đầu long phách muốn biểu đạt ý tứ. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thần thức sáng lên.
cái này sợi thần thức bên trên, bổ sung lấy chút ít công đức chi lực. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, cái này chút ít công đức chi lực ngưng tụ thành bàn tay hình thức ban đầu, nhẹ nhàng mơn trớn cái này chín đầu long phách. Siêu độ thuật kích hoạt. Từ khi bắt đầu huyền thánh giảng pháp thu hoạch công đức về sau, Tống Thư Hàng đã thật lâu không có dựa vào thi triển siêu độ thuật để tích lũy công đức chi lực. Dù sao loại này nguyên thủy góp nhặt công đức chi pháp, hiệu suất thực tế quá chậm. Cũng may, cái này siêu độ thuật còn không có lạnh nhạt. Mà lại, hắn chỉ dựa vào một sợi thần thức liền thành công thi triển siêu độ thuật. Quả nhiên, cái này siêu độ thuật là rất duy tâm pháp thuật. Chín đầu long phách được thành công siêu, tiêu tán ở trong hư không. Đại lượng công đức chi lực phản hồi đến Tống Thư Hàng cái này sợi thần thức phía trên, mượn nhờ cái này đại lượng công đức chi lực, Tống Thư Hàng cái này sợi thần thức thành công ngưng tụ ra một cái công đức nửa người trên tới. Đồng thời, tại chín đầu long phách bị siêu độ nháy mắt, từng cái hình tượng đoạn ngắn phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải. Kia là chín đầu chân long trước khi chết ký ức hình tượng. Bọn chúng bị đáng sợ pháp tắc xiềng xích một mực cột vào to lớn tế đàn bên trên, sau đó thân thể bị cắt thành đều đều khối nhỏ, trước khi chết nhận kịch đại thống khổ, để cái này chín đầu chân long diện mục vặn vẹo. Lại là cắt nát, Tống Thư Hàng phát hiện cái này giấu ở mộng giới đại lão, khả năng có chút biến thái ham mê. Rơi vào trong tay hắn đồ vật, vô luận là chân long hay là mộng giới giới chủ, đều chạy không khỏi bị cắt thành khối nhỏ hạ trang. Long phách bị siêu độ sau tử vong ký ức hình tượng nhanh chóng lướt qua, cuối cùng hình tượng dừng lại. Nhìn thấy sau cùng hình tượng lúc, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, tới tốt lắm. Chân long trong trí nhớ sau cùng hình tượng đúng là hắn cần tình báo liên quan tới cái kia giấu ở mộng giới tuyệt thế đại lão chân diện mục. Một vòng hư ảo húc nhật, bồng bềnh tại chân long khối vụn trên không. Húc nhật phát ra tia sáng, chính là đem chân long thân thể cắt khối hung khí. Mà vị kia hung thủ đại lão liền giấu ở cái này vòng hư ảo húc nhật bên trong. Hiện đại hóa chiến đấu chính là tin tức chiến đấu, tin tức cùng tình báo là trọng yếu nhất chiến đấu khâu. Bạch tiền bối, tìm kiếm mộng giới hư ảo húc nhật. Cái kia ngoan nhân đại lão liền giấu ở hư ảo húc nhật bên trong. Mặt khác cẩn thận húc nhật tia sáng, nó bắn ra tới tia sáng có thể đem chân long nhục thân cắt thành khối vụn. Tống Thư Hàng hướng phía bạch tiền bối truyền âm nhập mật. Phía dưới trong kiếm trận, bạch tiền bối khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn bắt đầu dò xét bốn bên cạnh, tiến hành lục soát. Bạch tiền bối, bản thể của ta thử nghiệm một lần nữa mở ra cửu u cùng hiện thế thông đạo, một hồi nếu như tìm tới hư ảo húc nhật, chúng ta liền nghĩ biện pháp đưa nó đánh vào đến cửu u thế giới đi. Tống Thư Hàng lần nữa truyền âm nói. Mặc kệ là thế nào sâu đại lão, chỉ cần đi vào đến cửu u thế giới, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Cẩn thận, đột nhiên, trong hư không truyền đến một vị tiên tử thanh thúy tiếng kêu gọi. Sau một khắc, có bạch cốt cự nhân trống rỗng hiển hiện, duỗi ra hai tay bảo vệ chính bám vào bất hủ chi mộ Tống Thư Hàng thần thức bên trên. Đông, phảng phất có một cái vô hình đại quyền, hung hăng đập vào bạch cốt cự nhân trên hai tay. Bạch cốt cự nhân hai tay trực tiếp bị gõ thành phấn vụn. Ngay sau đó, là bạch cốt cự nhân thân thể, cũng bị trọng quyền oanh trúng, từng khúc sụp đổ. Bạch cốt tiên tử toàn lực kích hoạt tống đầu gỗ vụn xương lớn lại bị một hơi đánh nổ, phải biết bạch cốt tiên tử cũng là hàng thật giá thật trường sinh giả. Bạch cốt tiên tử phòng ngự bị bạo về sau, vô hình đại quyền quyền kình dự uy không ngừng, quyền phong dự uy đảo qua Tống Thư Hàng thần thức, đem hắn thần thức thổi bay ra ngoài. Ngoá, béo cầu đại lão đều không có dạng này hung hăng đánh bay qua ta. Tống Thư Hàng thở dài. Liền xem như béo cầu đều chỉ là một chỉ đem hắn bóp chết. Chưa từng có đem hắn dạng này đánh bay qua. Mặc dù không biết ngươi nói béo cầu là ai, nhưng là nếu như không có ta thay ngươi ngăn cản một quyền này, ngươi đã bị đánh chết. Bạch cốt tiên tử thanh âm tại Tống Thư Hàng thần thức bờ vang lên, liền nàng toàn lực thi triển tống đầu gỗ vụn xương lớn cũng đỡ không nổi đối phương một quyền, Tống Thư Hàng cái này sợ yếu ớt thần thức tuyệt đối sẽ bị đánh thành cặn bã. Đồng thời, bạch cốt tiên tử tinh tế thon thả thân hình thoáng hiện, nàng đem trong tay trường kiếm hướng phía Tống Thư Hàng thần thức vị trí đưa ra. Trường kiếm phảng phất nam châm đồng dạng đem Tống Thư Hàng cái kia sợi công đức thần thức hấp dẫn tới, để thần trí của hắn phụ thuộc vào trên trường kiếm. Béo cầu là tiền nhiệm cửu u chúa tể đại lão, ân, chính là vừa bởi vì thiên đạo sụp đổ quải điệu cái kia chúa tể. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch cốt tiên cơ. Người cái này thật đúng là kiêu ngạo a.
Cửu U chúa tể đều trùy không chết ngươi, ngươi cái này sinh mệnh lực là phải có bao nhiêu ương ngạnh. Bạch cốt tiên cơ ngược lại là không có hoài nghi Tống Thư Hàng thổi như bức. Khoảng thời gian này, nàng một mực đi theo Bạch Thánh bên người, hiệp trợ hắn hoàn thành tạo thần thí nghiệm kế hoạch. Ở trong quá trình này, Bạch cốt tiên cơ đã biết bá Tống hiện tại thân có lâm thời cửu U chúa tể quyền hạn sự tình. Một phàm nhân, thậm chí vừa mới tấn thăng bát phẩm huyền thánh, lại chấp trưởng cửu U chúa tể quyền hạn. Loại này hoang đường sự tình nói ra, chư thiên vạn giới căn bản sẽ không có người tin tưởng. Thổi như bức cũng không ai có thể như vậy thổi. Tu chân giới thần thoại truyện ký cũng không dám viết dạng này kịch bản. Cho nên nói, hiện thực dù sao cũng so truyện ký càng kỳ quái hơn. Đúng rồi, tạ ơn Bạch cốt tiên tử. Vừa rồi nếu như không có người giúp ta ngăn trở một quyền kia, ta cái này sợi thần thức liền muốn cho bụi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, mỗi lần hắn thụ cửu U chúa tể quyền hạn ảnh hưởng tâm tính bành trướng qua đi, sẽ có thời gian ngắn tâm thái rút về bình thản kỳ. Tại cái này không bành trướng tâm thái phía dưới, trong lòng của hắn vẫn rất có bước đếm được. Bạch cốt tiên cơ ổn định thân hình, mắt liếc chính mình trường kiếm, không khách khí, lần trước ngươi đã cứu ta, lần này coi như ta trả lại ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng quanh thân cái kia bạch cốt cự nhân lần nữa ngưng tụ. Ngươi cái kia hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí có thể đưa tới sao? Bạch cốt tiên cơ lại lên tiếng hỏi nàng bạch cốt cự nhân cùng Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí tổ hợp về sau, có thể thi triển thú thần vũ trang hình thức, để nàng phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Giấu ở mộng giới đại lão thực lực cũng quá mức khủng bố, cho đến bây giờ còn không có hiển lộ chân thân, chỉ là cách không xuất thủ, liền trực tiếp đưa nàng bạch cốt cự nhân đánh nổ, nàng cảm giác chính mình cần cường hóa một chút. Cửu U thế giới cùng mộng giới thông đạo bị đối phương bóp nát, mà lại ra hỏa này còn đem toàn bộ không gian phong tỏa, bản thể của ta hiện tại đang cố gắng mở lại thông đạo, cần một quãng thời gian. Tống Thư Hàng thần thức truyền âm nhập mật trả lời. Địch quân đại lão tựa hồ ở khắp mọi nơi, cho nên có một số việc cần nói chuyện riêng. Trước mắt xem ra, dấu ở mộng giới vị này đại lão, tại đem mộng giới giới chủ cắt hơn 200 lần về sau, hiển nhiên nắm giữ một bộ phận mộng giới quyền hạn. Hắn vừa rồi thi triển không gian phong tỏa, là trực tiếp đem toàn bộ mộng giới vị diện cho phong tỏa. Bế quan tỏa cảng, bên trong ra không được, phía ngoài vào không được. Coi như mộng giới là tiểu thế giới vị diện, nhưng trực tiếp đem toàn bộ thế giới không gian phong tỏa quan bế, không có nắm giữ bộ phận thế giới quyền hạn, căn bản làm không được. Cũng may Tống Thư Hàng bản thể nắm giữ cửu U chúa tể quyền hạn tại quyền hạn cấp bậc bên trên cao hơn nữa, coi như mộng giới bị triệt để phong tỏa. Dựa vào cửu U chúa tể quyền hạn, tìm chút thời giờ vẫn như cũ có thể cưỡng ép trên mộng giới mở động. Cửu U chúa tể quyền hạn, chính là như thế muốn làm gì thì làm, không phục chơi ta a. Tống Thư Hàng nội tâm khiêu khích nói, đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng khiêu khích một chút. Hắn cũng không phải vân tước tử tiên tử, cái này sợi thần thức không có nguyên địa phục sinh công năng. Vậy phải bao lâu, bạch cốt tiên cơ cau mày, truyền âm hỏi. Nếu như quá lâu. Nàng sợ nhịn không được. Bạch Thánh mặc dù khắp nơi lộ ra cổ quái, nhưng Bạch Thánh cảnh giới bây giờ chỉ là bát phẩm, cảnh giới là cái vấn đề lớn. Vị kia vân tước tử tiên tử đồng dạng khắp nơi lộ ra cổ quái, nhưng nàng thực lực thấp hơn, chỉ có thất phẩm. Tăng thêm nàng cái này manh tân trường sinh giả, muốn đối kháng giấu ở mộng giới ngoan nhân đại lão, luôn cảm giác treo. Bạch cốt tiên cơ là tại viễn cổ thiên đình phá diệt về sau, mới bước ra chính mình đạo. Chứng đạo trường sinh. Tại trường sinh giả bên trong, nàng xem như cái manh tân. Đối mặt cái này một quyền đưa nàng tuyệt kỹ tống đầu gỗ vụn xương lớn vỡ nát đại lão, nàng có chút chột dạ. Bản thể của ta đã tại giành giật từng giây mở ra thông đạo, nhưng cụ thể bên trên cần bao nhiêu thời gian ta cũng vô pháp xác định. Tống Thư Hàng thần thức truyền âm trả lời. Cảm giác dược hoàn, thật không được, ta mang theo Bạch Thánh cùng vị kia vân tước tử tiên tử đào mệnh đi. Bạch cốt tiên cơ thở dài nói. Nàng hiện tại trạng thái hoàn hảo, coi như không phải ẩn tàng ngoan nhân đại lão đối thủ, nhưng mang theo Bạch Thánh cùng vân tước tử tiên tử đào mệnh cũng không thành vấn đề. Yên tâm đi, bản thể của ta nhất định có thể kịp thời bắt kịp. Tống Thư Hàng lòng tin 10 phần nói. Bởi vì Bạch tiền bối bản thể ngay ở chỗ này, chỉ cần may mắn Bạch còn tại bên người, vậy chỉ cần là đối Bạch tiền bối có lợi sự tình, xác suất liền sẽ bị kích hoạt đến lớn nhất. Tống Thư Hàng một lần nữa mở ra cửu U cùng hiện thế thông đạo, khẳng định là đối chỉnh thể chiến của có lợi,
như vậy hắn liền đại khái suất sẽ tại thời gian tốt nhất bên trong, mở lại thế giới thông đạo. Mà lại không cần bi quan, cuối cùng muốn chạy trốn không nhất định là chúng ta, nói không chừng muốn trốn chính là vị này ẩn tàng đại lão. Tống Thư Hàng truyền âm nói bổ sung. Cũng không biết ngươi ở đâu ra như thế lớn tự tin, thật hy vọng ngươi cái này bành trướng tự tin có thể phân ta như vậy chỉ vài gam. Bạch Cốt Tiên Cơ dở khóc dở cười, nàng trường kiếm nhẹ nhàng hất lên, đem Tống Thư Hàng thần thức chuyển rời đến nàng bên hông một cái hương bao bên trên, tóm lại, ta đi lên trước hiệp trợ Bạch Thánh. Người bên kia cũng phải tăng thêm tốc độ, nếu như ngươi không kịp chi viện chúng ta, vậy ta cũng chỉ có mang theo Bạch Thánh trước đào mệnh. Giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Bạch Cốt Tiên Cơ dứt lời, khống chế Bạch Cốt Cự Nhân, nhanh chóng hướng Bạch Thánh vị trí dựa sát vào. Nhưng nàng chưa kịp tới gần, trong hư không lại là một cái vô hình cự quyền hướng nàng đập tới. Cái kia ẩn tàng ngoan nhân đại lão tựa hồ muốn từng cái đánh tan, không cho Bạch Cốt Tiên Cơ cùng Bạch Thánh tụ hợp cơ hội. Rõ ràng cường đại như vậy, nhưng lại cẩn thận như vậy. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, vị này ẩn tàng đại lão, làm được điểm này. Lại tới, đi chết, Bạch Cốt Tiên Cơ cả giận nói, nàng đưa tay hất lên, hai viên chiến chủy ném ra ngoài. Bị Bạch Cốt Cự Nhân nắm trong tay. Tống đầu gỗ vụn xương lớn toàn lực ứng phó, huy động cự chùy hung hăng đánh tới hướng cái kia vô hình cự quyền. Oanh! Chùy quyền chạm nhau, bộc phát ra hủy diệt xung kích trường sinh giả tại hiện thế trực tiếp khai chiến, đối thế giới đến nói chính là tai nạn. Bạch Cốt Cự Nhân hai tay vỡ vụn, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, Bạch Cốt Cự Nhân không có thịt nát xương tan. Nếm qua một cái vô hình trọng quyền Bạch Cốt Tiên Cơ, nháy mắt liền lục lọi ra ứng phó đối cái này vô hình trọng quyền một chút phương án. Trường sinh giả đại não tính toán tốc độ vô cùng kinh khủng, mỗi một chiêu mỗi một thức, trong lúc chiến đấu đều trải qua tinh vi tính toán. Không ổn, bộ dạng này ta căn bản là không có cách đi viện trợ Bạch Thánh. Bạch Cốt Tiên Cơ cau mày, nhìn về phía Bạch Thánh vị trí. Sau một khắc, Bạch Cốt Tiên Cơ con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy tại Bạch Thánh đỉnh đầu, có mấy trăm đạo kinh khủng pháp thuật tại ngưng tụ. Hỏa diễm biến thành tam xoa kích, gào thét lôi long, từ cự mộc quấn quanh biến thành cự thần thương, không cần khống chế đã kéo căng nguyệt hồ cung, sắc bén lóe ra hủy diệt quang mang kiếm khí, bá đạo vô cùng đao ý, còn có vừa rồi hướng nàng công kích qua vô hình trọng quyền vân vân. Liếc nhìn lại hơn phân nửa bầu trời đều bị che đậy đại lão cấp công kích, mỗi một kích đều có không thể so vô hình trọng quyền nhỏ yếu uy lực. Nhiều như vậy công kích đến đi, coi như nàng chống đỡ Bạch Cốt Cự Nhân cộng thú thần vũ trang, cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Điên rồi, dùng nhiều như vậy công kích đối phó Bạch Thánh. Theo lý thuyết, nàng mới là trường sinh giả A, ở đây ba cái rưỡi người bên trong, nàng mới là nhất cấn tay cái kia A. Nhưng từ trước mắt vị kia ẩn tàng đại lão cử động đến xem, Bạch Thánh mới là đối phương cường điệu nhằm vào mục tiêu. Luôn cảm giác nội tâm có loại không hiểu thấu thất lạc. Ầm 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 ầm. Liên tiếp tiếng vang nổ lên, che đậy bầu trời công kích, như mưa rơi hướng phía Bạch Thánh rơi đập. Đáng sợ công kích còn chưa rơi xuống đất, liền đã chấn động thiên địa. Không tốt, Bạch Thánh. Bạch Cốt Tiên Cơ kinh hoàng kêu lên. Mặc dù cùng Bạch Thánh thời gian chung đụng không tính là quá lâu, nhưng giống Bạch Thánh như vậy dáng dấp tốt như vậy nhìn nhân vật, chết đi tuyệt đối là thế giới tổn thất. Nếu không phải trong nội tâm nàng có cái ma quỷ, khẳng định phải lựa chọn Bạch Thánh. Còn tốt thiên kiếp uy lực lớn nhất cũng có chỗ hạn định, nếu không nếu để cho ta đối mặt dạng này uy lực loại hình thiên kiếp, ta cảm giác thân thể hiện cứng rắn cũng phải nhịn không được. Lúc này, nàng bên hông hương bao bên trên Tống Thư Hàng thần thức, lại bình tĩnh lên tiếng nói. Bạch Cốt Tiên Cơ, thiên kiếp cũng không phải tử kiếp, lại biến thái thiên kiếp cũng sẽ cho độ kiếp người lưu một chút hy vọng sống. Nếu như thiên kiếp thật sự có trước mắt khủng bố như vậy, vậy thì không phải là thiên kiếp. Mà là đem chư thiên vạn giới người tu luyện đè chết tử kiếp. Mặt khác, người liền không có chút nào lo lắng Bạch Thánh. Phảng phất là đoán được Bạch Cốt Tiên Cơ nội tâm ý nghĩ, Tống Thư Hàng thần thức mỉm cười, nói chuyện riêng giải thích nói, không cần lo lắng, ta lớn Bạch Tiền Bối có một chiêu không nhìn không gian phong tỏa độn thuật. Coi như toàn bộ thế giới bị phong tỏa, Bạch Tiền Bối tại mộng giới vẫn như cũ có thể tùy tâm sở dục tới lui tự nhiên. Cho nên, Bạch Tiền Bối từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Làn công kích này nhìn như uy mãnh, nhưng tuyệt đối không đả thương được Bạch Tiền Bối mảy may. Lại cứng rắn nắm đấm lại cứng rắn, đánh không đến địch nhân,
liền sẽ không cho địch nhân mang đến thống khổ. Ngọa thảo. Tống Thư Hàng vừa giải thích đến một nửa lúc, đột nhiên phát hiện Bạch Tiền Bối vậy mà không có sử dụng phá phòng tối bản không gian độn thuật rời đi, mà là lưu tại nguyên địa. Bạch Tiền Bối Tống Thư Hàng gấp lớn tiếng kêu lên. Bạch Hoàng Kinh, Bạch Tiền Bối bình tĩnh một nhóm, lên tiếng kêu. Rõ ràng thanh âm rất thấp, nhưng thanh âm này lại truyền đến mỗi người trong đại não. Đồng thời, Bạch Tiền Bối dưới chân kiếm trận tản ra. Dưới chân hắn mặt đất chẳng biết lúc nào, đã lặng lẽ hóa thành cát vàng. Chân chính cát vàng, mỗi một hạt hạt cát đều là phi thường đáng tiền vàng, tràn đầy dầu có khí tức. Tại cái này cát vàng chỗ tạo thành sa mạc bên trong, từng đạo kiếm khí phá diện mà ra. Kiếm khí xông ra sa mạc lúc, trên thân kiếm một cách tự nhiên mang lên một tầng cát vàng, ngưng tụ làm từng chuôi hoàng kim kiếm. Hàng ngàn hàng vạn chuôi hoàng kim kiếm, phá không mà lên, đón lấy bầu trời. Nhìn qua tình cảnh này, Tống Thư Hàng nháy mắt đã tìm được giấc mộng của mình lại đẹp trai lại hào. Vạn kiếm phá không là vì đẹp trai, vạn kiếm đều là vàng là vì hào. Ta bá Tống tương lai nếu là có tiền, liền muốn dùng linh thạch đúc một vạn chuôi soái khí trường đao, sau đó bày ra linh thạch vạn đao trận. Tống Thư Hàng tại nội tâm ảo tưởng nói. Sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng nổ, đánh gãy Tống Thư Hàng không thiết thực mộng tưởng. Trong hư không cái kia ẩn thân ngoan nhân đại lão tất cả công kích, toàn bộ bị Bạch Tiền Bối ngăn lại, ở giữa không trung đối sóng phẳng bạo. Bạo tạc sự uy, như gió nhẹ mơn trớn Bạch Tiền Bối đạo bào, căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Bạch Cốt Tiên Cơ đôi mắt đẹp trừng to lớn, ngây người. Bát phẩm huyền thánh, Bạch Thánh, Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Tống Thư Hàng khẳng định hồi phục, là bát phẩm không sai. Các ngươi quản cái này gọi bát phẩm huyền thánh. Bạch Cốt Tiên Cơ ngẩng đầu vọng thiên, ta bắt đầu hoài nghi có phải là ta sai lầm, kỳ thật ta mới là bát phẩm, mà Bạch Thánh mới là trường sinh giả. Bạch Cốt Tiên Tử ngươi không cần hoài nghi bản thân, có ít người trời sinh lại không thể dùng lẽ thường ước lượng. Bọn hắn tồn tại chính là vì siêu việt lẽ thường mà tồn tại. Tống Thư Hàng nói. Bạch Cốt Tiên Cơ. Nhưng cũng dù sao cũng phải muốn giảng cái cơ bản pháp A. Bát phẩm huyền thánh chính diện đối ẩn tàng đại lão boss, dù sao cũng phải có chút căn cứ A. Cái kia bộ Bạch Hoàng Kinh là nàng cho Bạch Thánh nhìn, Bạch Hoàng Kinh bây giờ liền đang trong tay nàng. Nhưng nàng cũng tương tự xem hết Bạch Hoàng Kinh, cũng không có biến sâu thành bộ dạng này A. Cơ bản pháp A, Bạch Cốt Tiên Cơ thở dài. Muốn nói cơ bản pháp, cơ bản vẫn là có theo có thể tìm ra. Tống Thư Hàng đột nhiên truyền âm nói. Bạch Cốt Tiên Cơ. Tiên tử ngươi chẳng lẽ quên đi các ngươi cùng Bạch Tiền Bối tại mộng giới mân mê lâu như vậy, tại mân mê cái gì? Tống Thư Hàng thần thức nói, tạo thần kế hoạch, thế giới thụ. Thông qua kế hoạch này, người vì tạo ra một cái thế giới thần hoặc là nói giới chủ gia. Mà Bạch Tiền Bối thân là kế hoạch này người chủ trì, tại kế hoạch hoàn thành thời điểm, nhất định có thể điều động một bộ phận mộng giới lực lượng. Đừng nhìn Tống Thư Hàng tu chân giới kiến thức căn bản không vững chắc, chân thực cảnh giới cũng mới bát phẩm, nhưng ngày khác thường tiếp xúc đều là siêu cường kiếp tiên, đỉnh tiêm trường sinh giả, cửu u chúa tể, giải nghệ cầu đàn cha. Hắn chân thực tầm mắt kỳ thật cũng không thấp. Một con tiểu manh tân cả ngày xen lẫn trong đại lão quần bên trong, tai nghe mục nhiễm phía dưới, cũng sẽ hiểu rất nhiều thứ. Dù là những vật này chính hắn đều nói không nên lời cái 1-2-3, nửa biết nửa hiểu. Nhưng đến thời điểm then chốt, những kiến thức này đều có thể trở thành hắn cường đại nhãn giới cơ sở. Tống Thư Hàng thần thức thêm chút phỏng đoán về sau, liền suy đoán ra Bạch Tiền Bối hiện tại chính diện cứng rắn đối vị kia ẩn tàng boss đại lão vốn liếng tạo thần kế hoạch. Thế giới thụ cộng Bạch Cốt Tiên Cơ trong tay kia bản nghe xong liền cùng Bạch Tiền Bối rất hữu duyên Bạch Hoàng Kinh. Thì ra là thế, Bạch Cốt Tiên Cơ nghe được Tống Thư Hàng một phen sau khi giải thích, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đang khi nói chuyện, nàng lại xuất thủ, lần nữa đỡ được một kích vô hình trọng, thân hình lần nữa lui lại. Nhưng là, kế hoạch này thậm chí còn không có hoàn toàn thành công. Bạch Thánh cũng là lần thứ nhất điều động mộng giới lực lượng. Dưới tình huống như vậy, hắn liền có thể đem bộ phận này lực lượng hoàn mỹ vận dụng. Bạch Cốt Tiên Cơ nói chuyện riêng nói. Điểm ấy không có gì lớn, loại sự tình này, liền ta đều có thể làm được. Tống Thư Hàng thản nhiên nói. Mượn đại lão lực lượng cáo mượn oai hùng sự tình, hắn am hiểu nhất. Vô luận là nho ra rất sâu thánh nhân lực lượng, cửu u Bạch Tiền Bối lực lượng, nhân quả đao tập hợp đủ các vị đại lão lực lượng,
chỉ cần mượn tới tay về sau, chính là hắn lực lượng cộng. Bạch cốt tiên cơ. Hiện tại chúng ta chân chính muốn lo lắng chính là cái kia đại lão chân thân, hắn không ra mặt đều sâu bạo, không biết hắn chân thân xuất hiện lúc, sẽ mạnh đến mức nào. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối lộ ra cường đại như thế một mặt, vị kia đại lão chân thân sợ rằng sẽ ngồi không yên. Hôm nay, Tống Thư Hàng miệng khẳng định là khai quang. Hắn vừa dứt lời, trong hư không có một cái hư ảo húc nhật chậm rãi hiển hiện, uy áp toàn bộ mộng giới, cường đại đến khiến người vô pháp hô hấp. Bạch cốt tiên cơ cảnh giới, đã sớm không cần hô hấp. Nhưng ở cái này hư ảo húc nhật hiển hiện sát na, nàng cảm giác toàn thân trở nên nặng nề, vô ý thức liền muốn há mồm thở dốc, đem trong lòng áp lực cho thở ra đi. Loại này lực áp bách, tuyệt đối là thiên đế cấp bậc, bạch cốt tiên cơ nói khẽ. Nàng là viễn cổ thiên đình nhân vật cao tầng, tự nhiên tiếp xúc qua đã từng thiên đế. Ngay lúc đó thiên đế, cho nàng tạo thành áp lực liền cùng hiện tại đồng dạng. Chẳng qua là lúc đó thiên đế đối mặt các nàng những thứ này người một nhà lúc nào cũng, có tận lực tại thu liễm lấy tự thân uy áp. Mà trước mắt cái này hư ảo mặt trời bên trong kẻ hung ác này đại lão, tại bật hết hỏa lực phóng thích chính mình kinh khủng lực áp bách. Khoảng cách chiến trường đã rất rất xa mộng giới sinh mệnh, nhận cái này uy áp ảnh hưởng, trực tiếp ngã đầy đất. Thiên đế, cũng đúng, nàng cũng là rất sâu thánh nhân cấp bậc. Tống Thư Hàng thần thức nói. Thay đổi một cách vô tri vô giác thật là một cái đáng sợ đồ vật, mặc dù biết rõ thiên đế phi thường đáng sợ, là trường sinh giả bên trong chí tôn cấp bậc, là nho gia thánh nhân cấp bậc kia tồn tại. Nhưng nàng đoạn thời gian gần nhất một mực cộc 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 liều mạng bán manh, trong bất chi bất giác, Tống Thư Hàng liền bị ảnh hưởng. Kiểu gì cũng sẽ tiềm thức cảm giác thiên đế không có đáng sợ như vậy. Cái này chẳng lẽ cũng là thiên đế âm mưu sao? Lần sau phải chú ý đến thiên đế, không thể lại bị nàng thay đổi một cách vô tri vô giác. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói. Bạch cốt tiên cơ. Vì cái gì ngươi muốn một bộ cùng thiên đế rất quen bộ dáng? Liền phảng phất thiên đế ở nhà ngươi sát phách đồng dạng. Mặt khác, bạch cốt tiên cơ chú ý tới một điểm. Ngươi đối cái này kinh khủng uy áp, không có cảm giác sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. À, đương nhiên là có cảm giác, mặc dù chỉ là một sợi thần thức, nhưng ta đối với ngoại giới cảm ứng cũng không có xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng đáp đối vị này đại lão đang chàng uy áp, hắn cũng có thể cảm ứng được một đâu đâu áp lực. Bất quá, nói tóm lại còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Bạch cốt tiên cơ. Ta căn bản nhìn không ra ngươi có nhận đến uy áp ảnh hưởng. Bất quá nói tóm lại, loại này đẳng cấp uy áp ta đã quen thuộc. Tống Thư Hàng cảm khái nói, quen thuộc, thật là một cái đáng sợ đồ vật. Loại này nhàn nhạt trang bức hương vị, khiến bạch cốt tiên cơ hận không thể đem bám vào Tống Thư Hàng thần thức hương bao ném ra ngoài đi, để hắn hảo hảo đi đối mặt đáng sợ ẩn thế ngoan nhân đại lão. Ông xoẹt xoẹt. Lúc này, trong hư không cái kia vòng ảo tưởng húc nhật bên trên, đột nhiên vang lên một trận tiếng cọ sát chói tai. Nghe tựa như cưa điện tại cưa đồ vật chói tai tiếng vang. Tống Thư Hàng thần thức nghi hoặc nhìn hướng cái kia húc nhật. Sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy có một đạo vặn vẹo kiếm ý, như là một cái vòng cưa đồng dạng, chạm tại cái này vòng hư ảo húc nhật bên trên, đang liều mạng xoay tròn cưa lấy cái này húc nhật, có loại không chết không thôi cảm giác. Ở đâu ra kiếm ý công kích, Bạch Thánh không có xuất thủ, vị kia vân tước tử tiên tử cũng không nhúc nhích a. Bạch cốt tiên cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ là có viện quân muốn tới. Đạo kiếm ý này nhìn uy lực không tệ, trực tiếp cắt vào đến hư ảo húc nhật bên trên, thật đúng là đem hư ảo húc nhật mặt ngoài cắt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Là bạch tiền bối kiếm khí, Tống Thư Hàng lên tiếng đáp. Hắn nhận ra đạo này quỷ dị vặn vẹo kiếm ý chính là trước đó cửu long tà pháp hiện thân, muốn nghiền nát phân tước tử tiên tử lúc, bạch tiền bối cuối cùng dọc theo hư không chém ra một kiếm. Lúc ấy Tống Thư Hàng coi là đạo kiếm khí này thất bại, không có truy tung đến ẩn thế đại lão. Nhưng không nghĩ tới đạo này vặn vẹo kiếm khí tại đi một vòng lớn về sau, quả thực là bắt được ẩn thế ngoan nhân đại lão chân thân. Cũng tại hư ảo mặt trời hiển hiện sát na, liền cưa đi lên, hung hăng xoay tròn bắt đầu cắt chém. Nguyên bản đang chàng khí thế mắc điểm, uy chấn mộng giới ẩn thế đại lão, bởi vì cái này nho nhỏ vặn vẹo kiếm ý, khí chàng nháy mắt liền đánh cái gãy đôi. Cái này cùng có một vị tuyệt thế cao nhân soái khí đang chàng, đang chờ phát huy lúc, đột nhiên có một kiếm đâm vào hắn thận bên trên đồng dạng, khí chàng thoát hơi. Bạch tiền bối đạo này vặn vẹo kiếm khí phá khí chàng giá trị mắc điểm.
hư ảo húc nhật bên trong, đột nhiên có một tia sáng đảo qua. Xoát một tiếng bạo hưởng, cái kia tia sáng như là sắc bén thần binh, nhẹ nhàng quét qua liền đem Bạch Tiền Bối vặn vẹo kiếm khí chảm bạo. Cẩn thận hắn tia sáng, hắn tia sáng có thể đem chân long cắt thành khối nhỏ. Tống Thư Hàng truyền âm nói. Hắn cảm giác vị này ẩn tàng ngoan nhân đại lão hoặc là tâm lý vặn vẹo, hoặc là chính là tiên trù, thậm chí hẳn là còn sẽ có điểm ép buộc chứng. Thích dùng tia sáng đem các loại đồ vật cắt thành đều đều khối nhỏ. Điểm ấy nói không chừng có thể lợi dụng một chút, đối phó ép buộc chứng phương pháp luôn luôn rất nhiều, cũng không cần một hai nêu ví dụ. Soát. Trong lúc đang suy tư, vị này đại lão chân thân trực tiếp liền phát động tiến công, là cái lang diệt, đăng chẳng sau khi thành công không nói một câu nói nhảm, trực tiếp liền mở làm. Sán lạn ngời ngời quang mang từ hư ảo húc nhật bên trên vẩy xuống. Tại mảnh này sán lạn trong ánh nắng, ẩn giấu đi vô số sắc bén tia sáng. Hư hư thật thật, khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này đầy bình phong công kích mới ra, ngay lập tức liền nhận được chiến quả. Vân Tước Tử tiên tử đứng mũi chịu sào, bị cái này trong ánh nắng ẩn tàng sắc bén tia sáng cắt chém thành vài đoạn, trực tiếp bỏ mình. Thậm chí trước khi chết, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Vân Tước Tử tiên tử, Bạch Cốt Tiên Cơ vừa vội vừa giận, mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng vị này Vân Tước Tử tiên tử cùng nàng rất nói chuyện tới. Bởi vì tại vị này thần bí Vân Tước Tử tiên tử trên thân, Bạch Cốt Tiên Cơ luôn luôn có thể ẩn ẩn cảm ứng được cái nào đó ma quỷ đồng loại hương vị. Yêu ai yêu cả đường đi, nàng đối Vân Tước Tử tiên tử liền tràn ngập hào cảm. Nhưng bây giờ, vị tiên tử này tại chỗ bị giết, mà nàng thậm chí không kịp thân xuất viện thủ. Bởi vì cùng một thời gian, có hai đạo sắc bén tia sáng, hướng nàng chém tới, tia sáng tốc độ nhanh đến không cách nào bắt giữ. Bạch Cốt Tiên Cơ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể mệt mỏi phòng bị. Thậm chí không cẩn thận, bản thể còn bị vẽ đạo vết thương. Mà lần này, liền Bạch Thánh cũng không có dư lực đi trợ giúp Vân Tước Tử trên bầu trời tia sáng cơ hồ toàn bộ là hướng phía Bạch Thánh cắt rơi, Bạch Thánh cũng khó được lâm vào cục diện bế tắc. Bạch Cốt Tiên Tử đừng hoảng hốt trận cước, người chiếu cố tốt chính ngươi. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, chúng ta Cửu Châu nhất hào quần kiêu ngạo Vân Tước Tử tiền bối, cũng không có dễ dàng như vậy bị giải quyết. Nàng cũng không phải cái sẽ tùy tiện bị giết chết nữ nhân. Bạch Cốt Tiên Cơ khóe mắt lại đảo qua bị cắt chém thành khối vụn, tử vong trận phi thường huyết tinh 18 cộng Vân Tước Tử tiên tử thân thể. Mà lại nàng có thể phát giác những thứ này tia sáng bên trong mang theo chém giết thần hồn uy năng. Đây rõ ràng đã là chết không thể chết lại, thần hình câu diệt. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên trong hư không có một đạo mang theo bất tử bất diệt hương vị lực lượng, trực tiếp xuyên thấu qua mộng giới không gian phong tỏa, rơi vào Vân Tước Tử tiên tử trên thân. Sau một khắc, phảng phất đảo ngược thời gian, Vân Tước Tử tiên tử thân thể bắt đầu khôi phục, trùng sinh. Chỉ là nàng cái kia một đầu tóc lam, bị nhuộm thành màu đen kịt. Đây là cái gì? Bạch Cốt Tiên Cơ trừng to mắt, vừa rồi cái kia phá không mà đến pháp tắc, đến cùng là cái gì? Vậy mà cho nàng một loại tim đập nhanh xung kích. Dù sao Vân Tước Tử tiên tử, có thể là nho gia thánh nhân lão sư. Tống Thư Hàng tức thời ném ra ngoài một cái khiếp sợ tin tức. Bạch Cốt Tiên Cơ, nho gia thánh nhân lão sư, thất phẩm Vân Tước Tử tiên tử. Cái này địa vị, lớn đến đáng sợ. Đau nhức, tóc đen Vân Tước Tử tiên tử lạnh lùng từ dưới đất bò dậy, đen nhánh nặng nề tóc dài tản ra, che đậy thân thể của nàng, không để cho nàng về phần lộ hàng. Trong hư không, cái kia hư ảo húc nhật quang mang tựa hồ cũng dừng lại một sát na. Tống Thư Hàng phỏng đoán, hư ảo húc nhật bên trong ngoan nhân đại lão có lẽ đang hoài nghi nhân sinh đi chính mình đắc ý kỹ năng đem đối phương chém giết về sau, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đối phương lại không bị thương chút nào đứng lên. Đổi thành chính Tống Thư Hàng, cũng sẽ hoài nghi mình đại chiêu có phải là tụt hậu, đã mất đi uy lực. Hư không bên trong, vị kia ẩn thế đại lão tia sáng có chút dừng lại về sau, lần nữa hướng về tóc đen Vân Tước Tử quét tới. Người ngoan thoại không nhiều, thực lực còn mạnh hơn, loại này đại lão là đáng sợ nhất. Căn bản không cùng đối thủ mù tất tất, coi như một quyền không đánh chết ngươi, theo sát lấy quyền thứ hai, quyền thứ ba liền dán đi lên, không chết không thôi. Xoát, mấy đạo sắc bén tia sáng khẽ quét mà qua về sau, tóc đen Vân Tước Tử tiên tử lần nữa bị cắt thành khối,
sắc bén tia sáng bên trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc tàn nhẫn đem tóc đen Vân Tước Tử thần hồn xoắn nát, khiến cho nàng lần nữa thần hình câu diệt. Làm xong đây hết thảy về sau, ngoan nhân đại lão công kích còn không có dừng lại. Sắc bén tia sáng thu hồi, nhưng có một loại khác tia sáng chiếu xuống. Loại này tia sáng bên trên, bổ sung lấy vĩnh hằng chân hỏa, đính vào tóc đen Vân Tước Tử cắt khối trên thân thể, trực tiếp đưa nàng thân thể thiêu hủy, liền cặn bã đều không còn lại. Đối phó một số siêu tốc tái sinh, mạnh đến có thể thích huyết phục hoạt tồn tại, vậy liền trực tiếp đưa chúng nó biến thành cho bụi, diệt đến liền một tế bào đều không tồn tại, là lựa chọn chính xác nhất. Ngoan nhân đại lão quyết định vô cùng quả quyết, chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Đáng tiếc, hắn hôm nay một hơi gặp được cửu châu nhất hào quần hiện tại tối đại hai cái rưỡi hách thành viên. Cho dù là bị biến thành cho bụi, hóa thành cho tàn. Nhưng đối với Vân Tước Tử mà nói vẫn như cũ không phải cuộc đời điểm cuối cùng. Nàng bây giờ đã không phải là ngày hôm qua nàng, hiện tại nàng là thăng cấp bản không lỗ thủng mới Vân Tước Tử mấy tháng trước, nàng bất hủ chi cốt còn tại thể nội, mỗi lần bị thịt nát xương tan sống lại lúc, sẽ bộc lộ ra bất hủ chi cốt. Kể từ đó, đối thủ còn có thể cưỡng ép đưa nàng bất hủ chi cốt khóa lại phong ấn. Nhưng bây giờ, Vân Tước Tử tiên tử thể nội bất hủ chi cốt biến thành mây phục sinh về sau. Nàng liền lại không lỗ thủng có thể bắt. Tại đại lão đốt cháy tia sáng sau khi kết thúc, hư không bên trong, bất hủ chi cốt lực lượng lần nữa cách không truyền tới. Tại bạch cốt tiên tử cái kia không dám tin ánh mắt bên trong, tóc đen Vân Tước Tử tiên tử lần nữa trùng sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Loại này sống lại thủ đoạn, đã là từ không sinh có, lăng không bóp ra một cái Vân Tước Tử tiên tử đến. Rất đau đó a. Sau khi sống lại tóc đen Vân Tước Tử tiên tử bất mãn nói. Rất đau đó a, cũng chỉ là như thế này mà thôi. Hư không bên trong, cái kia đại lão tia nắng mặt trời, lần này ngừng lại thời gian dài hơn một số. Tại chư thiên vạn giới bên trong, như thế không thèm nói đạo lý phục sinh thủ đoạn, chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh. Nàng phục sinh nguyên lý đến cùng là cái gì? Đừng nói cho ta nàng tại chư thiên vạn giới rất nhiều nơi bố trí hàng ngàn hàng vạn phục sinh đại trận. Bạch cốt tiên cơ nói chuyện riêng hỏi. Mà hư không bên trong, cái kia ngoan nhân đại lão lần này ngừng lại về sau, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Công kích của nó lần nữa giáng lâm. Lần này hắn chùm sáng công kích so mấy lần trước mãnh liệt hơn, trên trăm đạo tia sáng ngưng tụ thành thô to chùm sáng, quét về phía tóc đen Vân Tước Tử tiên tử. Chùm sáng vừa chiếu về sau, Vân Tước Tử tiên tử còn không cảm giác đến thống khổ loại này khái niệm, liền trực tiếp bị khí hóa biến mất không thấy gì nữa. Tam sát Vân Tước Tử về sau, ngoan nhân đại lão trùm sáng không có tiêu tán. Ngược lại lần nữa ngưng tụ, trong lúc mơ hồ nhắm chuẩn hư không cái này đáng sợ đại lão, chỉ là hai lần liền lập tức phát giác Vân Tước Tử tiên tử mây phục sinh. Hắn muốn thừa dịp bất hủ chi cốt lực lượng vượt không mà khi đến, trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc đi tập kích Vân Tước Tử tiên tử phục sinh đầu nguồn. Mấy tức sau, cùng bên trên hai về một dạng, bất hủ chi cốt lực lượng lần nữa vượt không truyền tới. Oanh! Ẩn thế đại lão nắm lấy cơ hội, một vệt ánh sáng pháo hướng phía hư không đánh tới, muốn trực tiếp vượt vị diện đi oanh phá Vân Tước Tử phục sinh bản nguyên. Quang pháo trong hư không trực tiếp nổ tung. Nhưng là, căn bản không có nổ đến bất kỳ đồ vật. Nho gia thánh nhân vì Vân Tước Tử bất hủ chi cốt an bài vị trí, là phổ thông sinh linh căn bản là không có cách đặt chân khu vực. Ẩn thế đại lão thực lực rất mạnh. Nhưng nó lực lượng vẫn như cũ không cách nào truyền lại đến cái kia phiến cấm khu bên trong. Không chỉ có như thế, quang pháo nổ tung về sau, còn có một bộ phận uy lực bị chiết xạ trở về, phản oanh về hư ảo húc nhật phía trên. Cái kia phiến cấm khu không gian tự mang phản giáp. Ngoan nhân đại lão. Hư ảo húc nhật bên trong, mơ hồ hiển lộ ra vị này ngoan nhân đại lão chân thân. Hắn chưa từng có gặp qua như thế không thèm nói đạo lý phục sinh. Mà lại. Điểm phục sinh lại còn ở vào một cái vô địch bảo hộ khu vực bên trong. Một bên vô hạn phục sinh, một bên quê quán còn mở vô địch, cái này còn chơi cái giám A. Đại lão thể nghiệm cảm giác cực kém. Mấy hơi sau, tóc đen Vân Tước Tử lại một lần nữa hoàn thành phục sinh. Nàng lần nữa lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quá tam ba bận, tóc đen Vân Tước Tử ngẩng đầu, nhìn về phía hư ảo húc nhật, một mặt nghiêm túc nói. Đúng, lãng bất quá tam, sở dĩ liền xem như lại lãng, mỗi ngày tử vong số lần cũng cần phải hạn định tại 3 lần trong vòng.
Tống Thư Hàng thần thức khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Bạch Cốt Tiên Cơ. Ông Húc Nhật bên trong cái kia ngoan nhân đại lão rốt cục nhịn không được, phát ra một cái lạnh lùng ông thanh. Ngay sau đó, lại là một vệt sáng hướng phía tóc đen Vân Tước Tử hạ xuống, coi như có thể vô hạn phục sinh, coi như điểm phục sinh bị vô địch bảo hộ lấy, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản hắn giết chết Vân Tước Tử. Ba lần không đủ, vậy liền giết đến tận cái 10 lần, 100 lần, 1000 lần, một mực giết tiếp, giết tới đối thủ hoài nghi nhân sinh. Vị này đại lão là cái so ngoan nhân còn muốn hung ác một điểm người sói. 3. Chùm sáng hạ xuống. Nhưng là lần này, ngoan nhân đại lão hủy diệt chùm sáng, lại không có thể tổn thương đến Vân Tước Tử tiên tử. Tại Vân Tước Tử tiên tử trên người, mơ hồ nổi một tầng hào quang nhàn nhạt, tầng này quang huy, Tống Thư Hàng không thể quen thuộc hơn được. Hắn vừa tiếp xúc qua loại này đại đạo quang mang, thậm chí còn bỏ ra một con mắt đại giới. Đây là hào quang bất hủ. Trong thời gian ngắn liền chết 3 lần về sau, lần nữa phục sinh Vân Tước Tử tiên tử trên người, cứ nhiên bổ sung lên nhàn nhạt bất hủ chi lực. Tại tầng này bất hủ chi lực bảo vệ dưới, đại lão hủy diệt chùm sáng trong thời gian ngắn bị triệt để phòng chết. Tóc đen Vân Tước Tử tiên tử duỗi tay vỗ ở mái tóc dài của mình, đang muốn đem bản thân thật dày tóc dài hướng về sau vẩy đi. Nhưng vẩy đến một nửa lúc, nàng nhớ ra cái gì đó, dừng động tác lại. Có chút ngừng lại một lát sau, tóc đen Vân Tước Tử nện bước yêu nhã bộ pháp, hướng về Bạch Tiền Bối vị trí bước đi. Hư không bên trong, đại lão công kích liên tục không ngừng rơi ở trên người nàng, nhưng căn bản là không có cách làm bị thương bất hủ chi lực bảo vệ dưới Vân Tước Tử. Nàng cứ như vậy đỉnh lấy đại lão công kích, một đường đi vào Bạch Tiền Bối trước người. Quá trình này đơn giản xoáy nổ. Vô số công kích, tại Vân Tước Tử bên người, trên người bạo tạc. Nhưng tiên tử lại như trong mưa dạo bước. Mái tóc dài màu đen như áo choàng một dạng treo ở sau lưng nàng, nàng mỗi một bước ra, lại cực kỳ mỹ cảm, như triển khai bức tranh một dạng duy mỹ. Đi vào Bạch Thánh bên cạnh về sau, Vân Tước Tử vươn ra hai tay, dùng thân thể của mình ngăn trở tấn công về phía Bạch Tiền Bối tia sáng. Nàng dùng thân thể của mình trở thành mạnh nhất khiên thịt. Kể từ đó, Bạch Tiền Bối cũng không cần mệt mỏi ngăn cản, có thể toàn lực đi đối trong hư không hư ảo Húc Nhật. Hai vị cửu châu nhất hào quần hai đại tối đại treo lực liên thủ, một công một thủ, quả thực là tất cả địch nhân ác mộng. Bạch Tiền Bối cộng Vân Tước Tử tiên tử tổ hợp, bắt đầu chính diện đối ẩn tàng đại lão. Rõ ràng là ở trong sân cảnh giới cao nhất Bạch Cốt Tiên Cơ, ngược lại cảm giác mình căn bản là không có cách nhúng tay chiến cuộc, luôn cảm giác bản thân giống như là cái giả trường sinh giả. Ông hủ, mà đồng thời... Hư không bên trong cái kia ẩn tàng đại lão tại cảm ứng được Vân Tước Tử tiên tử trên người tầng kia hào quang nhàn nhạt về sau, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn phát ra một cái to lớn vù vù tiếng. Vù vù âm thanh bên trong tràn đầy không dám tin, cùng không đè nén được cuồng hỉ chi tình. Sau một khắc, công kích của nó càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Hắn phát giác Vân Tước Tử trên người tầng kia quang huy bên trong, ẩn chứa bất hủ lực lượng. Bá Tống. Người không gian thông đạo còn không thể mở ra sao? Bạch Cốt Tiên Cơ nói chuyện riêng hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, còn kém chút. Nhanh lên đi, ta sợ Bạch Thánh cùng Vân Tước Tử tiên tử không kiên trì được quá lâu. Bạch Cốt Tiên Cơ có chút lo lắng nói. Vân Tước Tử tiên tử trên người tầng kia quang huy, chính càng lúc càng mờ nhạt. Hiển nhiên, tầng này quang huy không phải mãi mãi, mà là có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế. Quang huy tản ra về sau. Vân Tước Tử tiên tử vô địch hình thức nhất định sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, đối mặt như cùng ăn thuốc một dạng cuồng bạo ngoan nhân đại lão, Bạch Thánh cùng Vân Tước Tử cục diện sẽ không hay. Ta đã tại mau chóng, Tống Thư Hàng thần thức trả lời. Nhưng có một số việc, thật sự không là nóng vội liền có thể giải quyết. Tựa như là đậu hũ nóng, luôn luôn thổi cho nguội đi lại ăn, nếu không sẽ bỏng miệng. Mấy phút sau, tóc đen Vân Tước Tử tiên tử tóc. Đột nhiên bắt đầu dần dần khôi phục là màu lam, trên người nàng bất hủ quang huy bắt đầu rút đi. Không chỉ có như thế, liền Bạch Thánh trạng thái cũng bắt đầu suy yếu. Ngươi thông đạo còn không mở ra. Không được, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Nàng đến mang theo Bạch Thánh cùng Vân Tước Tử tiên tử rời đi, đánh lâu dài gây bất lợi cho các nàng. Phảng phất là cảm ứng được Bạch Cốt Tiên Cơ muốn bỏ chạy suy nghĩ. Hư không bên trong cái kia vòng hư ảo Húc Nhật đột nhiên lại rời đi bộ phận hỏa lực.
Một đạo thô to chùm sáng hướng nàng nổ tung, chùm sáng ở giữa không trung bạo vì vô số quang đạn, điên cuồng hướng nàng oanh tạc. Bạch cốt tiên tử chịu đựng, Tống Thư Hàng thần thức kêu lên. Nói nhảm, không kiên trì ta liền chết. Bạch cốt tiên cơ thở dài, trên người nàng bạch cốt cự nhân đột nhiên nổ tung lên sau một khắc, có hoàn toàn hư ảo cung điện thế giới hiện lên ở bạch cốt tiên cơ trước mặt. Đó là một mảnh cung điện hùng vĩ quần lạc, từng tòa khác biệt họa phong cung điện hợp thành cái này to lớn thế giới. Đây là viễn cổ thiên đình hư ảnh. Tựa như là công đức xà mỹ nhân có thể tế ra công đức điện hư ảnh tiến hành phòng ngự một dạng, bạch cốt tiên cơ cũng có được tương tự thủ đoạn. Mà lại nàng trực tiếp triệu hồi ra mảng lớn viễn cổ thiên đình hư ảnh, phạm vi to lớn vô cùng. Đương nhiên, phải bỏ ra đại giới cũng lớn hơn. Ngoan nhân đại lão vô số quang đạn rơi vào tòa này viễn cổ thiên đình hư ảnh phía trên, lại bị viễn cổ thiên đình toàn bộ thu nạp. Viễn cổ thiên đình cung điện hư ảnh không ngừng sụp đổ, nhưng chỉ cần viễn cổ thiên đình không bị triệt để phá hủy, những thứ này quang đạn liền không cách nào làm bị thương bạch cốt tiên cơ. Tới, tiên tử, Tống Thư Hàng bản thể thanh âm tại bạch cốt tiên cơ vang lên bên tai. Sau đó có một đạo nắm đấm lớn không gian thông đạo, tại bạch cốt tiên cơ sau lưng xé mở. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bị Tống Thư Hàng trước một bước đưa tới. Bạch cốt tiên cơ nhanh chóng lại triệu hồi ra bạch cốt cự nhân, cũng cùng Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hợp thể, tiến vào thần thú vũ trang hình thức. Liên tục không ngừng lực lượng phun lên. Oanh, viễn cổ thiên đình hư ảnh sụp đổ. Vô số quang đạn rơi vào bạch cốt tiên cơ trên người, nhưng lại bị thần thú vũ trang hình thức bạch cốt cự nhân khôi giáp toàn bộ ngăn lại. Chết chết chết, bạch đạo hữu, đón lấy đến liền xem chính ngươi. Nơi xa, tóc xanh vân tước tử tiên tử kêu lên. Oanh! Sau một khắc, tóc xanh vân tước tử tiên tử lần nữa tại quang đạn công kích đến, oanh liệt hy sinh. Tống Tống, tiếp nhận, bản thể cần thoáng điều chỉnh bên dưới trạng thái. Bạch tiền bối lưu tinh kiếm kêu. Ông hư không bên trong cái kia ngoan nhân đại lão phát ra một tiếng to lớn minh khiếu, thừa dịp vô địch tấm chắn vân tước tử còn không phục sinh, hắn ngưng tụ ra công kích mạnh nhất, đánh phía bạch thánh. Hư ảo húc nhật năng lượng trong nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ. Ông một tiếng này kêu lên bên trong, tự mang phiên dịch công năng ta đem tử vong ban cho các ngươi, tất cả mọi thứ lực lượng đều đưa hội tụ ở một kích này bên trong, ở ta nơi này vừa đánh chúng hóa thành cho tàn. Hư ảo hỏa diễm, quang mang lực lượng, mộng giới quy tắc, hết thảy tất cả ngưng tụ làm một kích, bạo hướng bạch thánh. Phiến khu vực này phong tỏa không gian, tại thời khắc này, đều bị cái này chết vong một kích no bạo. Nhưng bạch tiền bối vị trí lại bị hoàn toàn khóa chặt. Căn bản là không có cách tránh né. Không tốt, bạch cốt tiên cơ cắn răng nói. Coi như lần nữa triệu hồi ra viễn cổ thiên đình hư ảnh, nàng cũng ngăn không được dạng này hủy diệt một kích. Dù cho quan sát từ đằng xa lấy một kích này, nàng đều cảm giác mình tại đối mặt tử vong. Còn tới kịp, Tống Thư Hàng bản thể thanh âm vang lên. Trong một ý nghĩ, Tống Thư Hàng bản thể làm lớn ra không gian thông đạo, sau đó có một vật từ không gian thông đạo bên trong bay ra. Lấy cực hạn tốc độ lóe lên tại bạch tiền bối ngay phía trên. Hủy diệt đánh xuống một đòn. Mà lúc này, bạch tiền bối đỉnh đầu có một đầu kim đại thối hung hăng hướng lên đá vào, cứ nhiên chính diện đem cái này hủy diệt một kích cho chống đỡ. Hủy diệt một kích bị ngạnh sinh sinh đè vào giữa không trung, không cách nào thuận lợi hạ xuống. Đầu này bạch tiền bối kim đại thối, là một đầu có thể xuất hiện tại hiện thế, lại sẽ không lập tức dẫn tới thần phạt cửu u chúa tể thân thể bộ kiện. Thiên đạo bạch đã từng lặng lẽ cắt bạch tiền bối đùi, cũng tại đầu này trên đùi tiến hành rất nhiều phức tạp thí nghiệm, trong đó có thế nào đem bản thân cửu u chúa tể bảo vệ tới nghiên cứu. Ngày nay đầu này kim đại thối tại hiện thế chỉ muốn đừng đùa quá hỏa, không muốn bộc phát mạnh mẽ quá đáng lực lượng, cũng không cần lo lắng sẽ dẫn hạ thiên phạt. Bạch tiền bối, chúng ta có mấy phần chắc chắn tiếp tục đối vị này ngoan nhân đại lão. Tống Thư Hàng thanh âm tại kim đại thối bên trên vang lên, chỉ thấy tại kim đại thối bên trên còn kèm theo một đoàn Tống Thư Hàng nhục thân biến thành ngụy bất hủ sương mù. Thư Hàng, ta khả năng cần hỗ trợ của ngươi. Bạch tiền bối nhẹ giọng trả lời. Mồ hôi từ bạch tiền bối bên trán chảy xuống, thuận hắn gương mặt một đường nhỏ xuống. Đây là bạch tiền bối lần thứ nhất cùng địch nhân như thế khổ chiến, thể lực đại lượng tiêu hao. Cần ta làm cái gì? Tống Thư Hàng hỏi. Ta không biết, bạch tiền bối nghiêm túc đối Tống Thư Hàng nói, ngươi đến muốn cái chủ ý đi. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối là nghiêm túc. Như vậy,
khắc kim nhất kích, nhân quả đao. Trên bầu trời cái này đại lão rất cẩn thận, bất kể là khắc kim vẫn là nhân quả đao đều cần nhất định thời gian chuẩn bị. Cái này ngoan nhân đại lão căn bản sẽ không cho cơ hội này. Có lẽ, ta thật có cái địa phương tốt án, Tống Thư Hàng truyền âm nói. Trong đầu hắn, có một cái rất tao phương án. Sau một khắc, cái kia đoàn ngụy bất hủ sương mù rơi xuống, hóa thành một chỉ sương mù chi thủ, theo trên người Bạch Tiền Bối. Cửu U Chúa Tể quyền hạn, đơn độc cá thể thời gian nghịch chuyển, công suất lớn nhất. Nghênh đón chân chính khủng bố đi, đại lão. Cửu U Chúa Tể quyền hạn, đơn độc cá thể thời gian nghịch chuyển công năng, kỳ thật lại gọi biến thành phôi thai đi chi thuật, hắn là giả yếu thuật đảo ngược phiên bản. Thụ thuật giả tại Cửu U Chúa Tể quyền hạn bên dưới, mấy hơi thở liền sẽ từ thực lực cường đại tu sĩ biến thành một cái không hề có lực hoàn thủ phôi thai, từ đó bị người tùy tiện bóp chết. Tiếc nuối duy nhất là, cái này biến thành phôi thai chi thuật là có pháp thuật có tác dụng trong thời gian hạn định. Hắn cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa phản lão hoàn đồng, chỉ là tại thời gian nhất định bên trong nghịch chuyển cá thể thời gian, pháp thuật có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái về sau, thời gian nghịch chuyển hiệu quả liền sẽ biến mất, sở dĩ không cách nào dùng cái này bí thuật duy trì trường sinh. Đáng nhắc tới chính là, pháp thuật này sáng tác người, là đã chết Cửu U Chúa Tể béo cầu đại lão, hắn lúc kết hợp ở giữa cùng nguyền rủa quy tắc, nghiên cứu ra cái bí pháp này. Đã từng béo cầu đại lão còn tại đảm nhiệm lúc, liền đối Bạch Tiền Bối thi triển qua chức năng này, một mực đem Bạch Tiền Bối nghịch chuyển thành Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang huyễn cảnh bên trong tiểu bạch bộ dáng. Ấn tượng bên trong, 2 tuổi bộ dáng tiểu bạch, quả thực là tất cả sinh vật trong suy nghĩ, tương lai bản thân hài tử lý tưởng bộ dáng. Thời gian nghịch chuyển vòng xoáy, sau lưng Bạch Tiền Bối không ngừng chuyển động. Thần phục với tiểu Bạch Tiền Bối mị lực phía dưới đi. Sương mù hình thức Tống Thư Hàng phía sau, có một cái nắm đấm lớn công đức xà mỹ nhân hiển hiện, nàng chủ động vì Tống Thư Hàng thời gian nghịch chuyển pháp thuật phối âm. Đồng thời, Bạch Tiền Bối thân hình tại thời gian nghịch chuyển bên trong nhanh chóng biến hóa thu nhỏ bắt đầu. Trong nháy mắt, Bạch Tiền Bối liền bị thu thỏ thành 2 tuổi đứa bé bộ dáng. Ấu Bạch buông thõng đầu, không nhúc nhích, trên người đạo bào lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người hắn. Bởi vì Tống Thư Hàng thời gian nghịch chuyển giới hạn tại Bạch Tiền Bối thân thể, không bao gồm những vật khác, sở dĩ bộ quần áo này không bị đến ảnh hưởng. Nhưng cái này thân nông rộng to lớn đạo bào, không hư hao chút nào ấu bạch khả ái mị lực. Cách đó không xa Bạch Cốt Tiên Cơ. Đây chính là phương án của ngươi. Ngươi đây là cái gì quỷ tao thao tác a? Đem ta phương đối đại lão mạnh nhất chủ chiến lực Bạch Thánh biến thành một cái tay trói gà không chặt 2 tuổi đứa bé, làm cái lông a? Thật chẳng lẽ phải giống như tiên tử nói như vậy, dựa vào ấu bạch khả ái, đến manh chết ngoan nhân đại lão, để nó thần phục tại ấu bạch mị lực phía dưới. Ăn chết a! Bất quá đợi đã, nói không chừng phương án này thật có thể đi. Ấu bạch trên người phảng phất thật có một loại không cách nào chống cự mị lực. Trường sinh giả não đường vận chuyển tốc độ siêu nhanh, trong nháy mắt, Bạch Cốt Tiên Cơ trong đầu liền hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lúc này, hoa một tiếng mảnh vang. Hư không bên trong, một đạo bất hủ chi lực bắn ra mà đến vân tước tử tiên tử chua một lần tiến vào phục sinh giai đoạn. Đồng thời, Tống Thư Hàng ngụy bất hủ sương mù thân thể, sử xuất toàn bộ sức mạnh, toàn lực thôi động thời gian nghịch chuyển vòng xoáy. Bạch Tiền Bối thân hình dừng lại tại 2 tuổi ấu bạch bộ dáng, liền không còn thoái hóa. Nhưng ở sau lưng của hắn, thời gian nghịch chuyển vòng xoáy còn tại giống như Tống Thư Hàng, sử xuất toàn bộ sức mạnh, ra sức chuyển động. Gia hỏa này, muốn đem Bạch Thánh nghịch chuyển thành phôi thai sao? Bạch Cốt Tiên Cơ cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu Tống Thư Hàng muốn làm cái gì. Nàng bây giờ, chỉ có thể xuất phát từ tín nhiệm, không đi cắt ngang Tống Thư Hàng tao thao tác, đồng thời còn muốn thay Tống Thư Hàng đánh tốt hiểm hộ. Đang lúc Bạch Cốt Tiên Cơ suy tư thời khắc, ấu bạch cùng Tống Thư Hàng sau lưng phát sinh dị biến. Một đầu hư ảo tinh hà, trống rỗng xuất hiện, treo sau lưng ấu bạch. Thời gian nghịch chuyển vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, ấu bạch sau lưng hư ảo tinh hà liền càng phát ra kinh khủng. Tinh hà không có cuối cùng, không biết từ hắn từ đâu tới đây, cũng không biết hắn cái này về hướng nơi nào. Nói là tinh hà, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện hắn cũng không phải là tinh hà. Mà là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đồ vật. Trong này bao hàm công đức cùng số mệnh, nhìn qua phảng phất là thời quang đại hà, lại phảng phất là mệnh vận chi hà. Trên bầu trời,
hư ảo húc nhật bên trong ngoan nhân đại lão lập tức phát giác dị dạng. Nhưng lúc này nó một kích toàn lực, đang cùng bạch tiền bối đùi duy trì lấy đối đợt trạng thái. Hắn chỉ có thể tận lực nghiền ép ra một bộ phận mới năng lượng, hóa thành vô hình nắm đấm, đánh phía đầu kia hư ảo tinh hà. Oanh! Vô hình đại quyền rơi vào tinh hà phía trên lúc, trực tiếp bị cái kia tinh hà thôn vệ hấp thu, như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một loại dự cảm không ổn từ ẩn tàng đại lão trong đầu hiển hiện. Bởi vì một quyền này về sau, hắn ẩn ẩn từ nơi này đầu hư ảo trong tinh hà, ngửi thấy bất hủ hương vị. Hôm nay là thế nào? Thế giới này là thế nào? Ta gặp gỡ đều là những người nào? Vân Tước Tử vô hạn bất hủ phục sinh, Bạch Thánh bất hủ tinh hà. Nhìn kỹ, liền ngay cả cái kia đoàn nhỏ bé trong sương khói, đều mang bất hủ hương vị. Chư thiên vạn giới tối đại huyền bí, chỉ có chân áp đương thời, chấp trưởng thiên đạo sau mới có thể tiếp xúc đến bất hủ chi bí, bây giờ lại như rau cải trắng một dạng tiếp nhị liên tam xuất hiện tại hắn trước mắt. Gặp được một cái có bất hủ chi bí Vân Tước Tử, là kinh hỉ hắn có thể nghĩ biện pháp đem Vân Tước Tử cầm xuống, hảo hảo nghiên cứu nàng và bất hủ quan hệ trong đó. Nhưng hai cái, ba cái bất hủ khí tức lần lượt xuất hiện lúc, chính là làm kinh sợ. Ta có phải hay không tại mộng giới ngốc lâu, bây giờ còn đang nằm mơ. Đây là cái gì? Bạch Cốt Tiên Cơ ánh mắt bị ấu bạch sau lưng tinh hà tinh dẫn, đang nhìn đến tinh hà trong nháy mắt, con mắt của nàng cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Liền như là khát khô muốn chết người gặp được thanh tuyền, ánh mắt của nàng bị dính trụ. Hoa! Lúc này, sau lưng ấu bạch đầu kia vận mệnh hoặc là dòng sông dài thời gian bên trong, sóng nước dập dờn. Sau đó, có một đầu sương mù đại thủ, từ nơi này đầu hư ảo trường hà bên trong dọc theo đến. Khói mù này đại thủ chất liệu, tự cùng Tống Thư Hàng sương mù chi thân giống như đúc, nhưng uy hiếp độ lại cao hơn. Tại này đôi sương mù chi thủ hiện thân trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người cảm giác dùng mình tựa như là con mồi bị kẻ săn mồi để mắt tới. Chỉ có cùng khói mù này chi thủ có cùng nguồn gốc Tống Thư Hàng, cảm giác toàn thân tế bào đều sống lại một dạng, sảng khoái. Thành công, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Hắn lần này tao thao tác, lại thành công đây cũng là dự kiến bên trong sự tình, dù sao thành công đối tượng là bạch tiền bối. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không hư ảo húc nhật, đã ta thành công, như vậy. Đối mặt tuyệt vọng đi, vô danh đại lão nha. Nắm đấm lớn công đức xà mỹ nhân trên bản chất vẫn như cũ là tiên tử, công năng của nàng cũng không biết theo hình thể thu nhỏ mà giảm bớt. Sở dĩ, tại Tống Thư Hàng mới mở miệng lúc, nàng liền cực nhanh đem Tống Thư Hàng bên dưới nửa câu lời kịch đoạt đi. Ta chính là ý tứ này. Tống Thư Hàng cưỡng ép vì chính mình bồi thêm một câu lời kịch. Khi hắn nói ra câu này lời kịch thời điểm, vận mệnh cũng đã bắt đầu nhất định. Tương lai, câu nói này có thể sẽ trở thành hắn cả đời duy nhất một loại lời kịch loại hình. Câu này lời kịch tương lai mở rộng một chút, còn có tiên tử nói đúng, đây chính là ta nghĩ nói, loại hình kỹ càng hình thức. Người tương lai, đều là do từng cái hiện tại đắp lên mà thành. Tống Thư Hàng hiện tại hành động, quyết định tương lai của hắn. Sau lưng, cặp kia hư ảo sương mù bàn tay có chút khép lại, đem ấu bạch cùng Tống Thư Hàng bảo hộ ở bên trong. Xảo chính là, Vân Tước Tử tiên tử cũng tại thời khắc này hoàn thành phục sinh. Đau nhức đau nhức đau nhức, tóc đen Vân Tước Tử cau mày, nói, 4 lần. Quá tam ba bận, kết quả nàng bị tổn thương 4 lần. Bên người nàng, lần nữa bổ sung lên nhàn nhạt bất hủ bảo hộ quang huy. Bất hủ cùng bất hủ gặp nhau. Hư ảo trường hà cùng Vân Tước Tử tiên tử ở giữa, ẩn ẩn bắt đầu cộng minh bắt đầu. Ta phải rời đi, lúc này, bạch tiền bối kim đại thối bên trên truyền đến một thanh âm. Đầu này cửu u chúa tể chi chân tại hiện thế không thể bộc phát quá mạnh lực lượng, nếu không vẫn là sẽ đem thiên phạt cho dẫn hạ. Hiện tại, gặp Tống Thư Hàng một trận tao thao tác đạt tới hiệu quả về sau, bạch tiền bối kim đại thối liền bắt đầu rút lui. Miễn cho dẫn hạ thiên phạt xử lý không tốt. Không đợi Tống Thư Hàng trả lời, bạch tiền bối đùi một cái lóe lên, trực tiếp trở về đến cửu u thế giới cùng mộng giới thông đạo bên trong, trở về cửu u. Không có bạch tiền bối kim đại thối ngăn cản về sau, ẩn tàng ngoan nhân đại lão tử vong nhất kích hung hăng hướng về ấu bạch, Vân Tước Tử đánh xuống. Ấu bạch mê mang ngẩng đầu đến, nhìn qua hư không. Sau một khắc, hắn cuối cùng nhớ ra hiện tại trạng thái. Thế là, ấu bạch duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chỉ hướng cái này tử vong nhất kích.
che chở hắn cùng Tống Thư Hàng sương mù đại thủ bên trong, tay phải vươn ra nâng trở đi, đối hướng lên bầu trời. Tại ấu bạch ý chí khống chế bên dưới, cái này sương mù chi thủ bắt đầu điên cuồng áp xúc, ngưng là thật chất, cuối cùng hóa thành một chỉ bàn tay thon dài. Sau đó, cái bàn tay này tùy ý chụp về phía hư không. 3. Thon dài bàn tay chỉ là nhẹ nhàng như thế vỗ. Vạn pháp phá diệt. Ngoan nhân đại lão cái kia đủ để một kích đem manh tân trường sinh giả oanh đến sụp đổ, thậm chí chém giết tử vong nhất kích, liền bị cái này bàn tay thon dài trực tiếp đập nát. Cả cái quá trình, tựa như là nhẹ nhàng một trường đánh chết một con muỗi nhẹ nhàng như vậy. Không chỉ có như thế, một trường này vỗ xuống dư uy, hướng phía hư không nghịch oanh mà lên. Trường áp chỉ uy một đường oanh mở ngăn tại trước mặt tất cả sự vật, thậm chí ngay cả không gian đều bị chấn nát. Hư ảo húc nhật bị bàn tay ép quét chúng. Oanh cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, vô số phòng ngự kết giới, hộ thể pháp khí, hộ thể phù văn, toàn bộ bị một trường vỗ thành cặn bã. Sau đó là một tiếng càng lớn tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Hư ảo húc nhật, trực tiếp bị đánh bạo. Mặt trời bị đánh bạo, nhưng so sánh tai nan điện ảnh bên trong hình ảnh còn muốn kích thích. Ta sợ không phải đang nằm mơ. Bạch cốt tiên cơ trừng to mắt, bởi vì trước mắt một màn này thực sự quá khoa trương. Không, tiên tử ngươi không có nằm mơ. Đây chính là hiện thực. Bám vào nàng bên hông hương bao bên trên Tống Thư Hàng thần thức bình tĩnh nói. Bạch cốt tiên cơ ngắm nhìn lại nhỏ lại manh ấu bạch, thấy lại lấy trên bầu trời bạo tạc hư ảo húc nhật, tương phản cảm giác thực sự quá mạnh. Cái này mộng giới ẩn tàng đại lão, sẽ không cứ như vậy chết a. Bạch cốt tiên cơ nói. Hẳn là không dễ dàng như vậy, thực lực đến loại này đẳng cấp, khẳng định không dễ dàng như vậy bị xử lý. Bạch cốt tiên cơ ngươi hơi đợi đã, ta cái này sợi thần thức trước trở về bản thể. Tống Thư Hàng thần thức trả lời. Nói. Hắn cái này sợi thần thức lóe lên trở lại cái kia khối nhỏ sương mù bất hủ thân bên trong. Sau đó từ Tống Thư Hàng sương mù không xứng thân bên trong có một cái năng lượng đồ án bị hắn hình chiếu đi ra, đó là một cái to lớn kim đan mã QA đồ án. Nếu như trong hư không vị này đại lão cũng khống chế không nổi bản thân, dùng tinh thần lực đảo qua cái này mã QA đồ án, cái kia Tống Thư Hàng liền có thể thông qua tu chân nói chuyện phiếm trạng thái công năng, xác định vị này đại lão đến cùng sống hay chết. Mã QA kim đan đồ án hình chiếu đi ra, lập lòe tỏa sáng, làm người vui mắt. Nếu như nói Tống Thư Hàng thất thải đại thần tự mang trào phúng công năng, sẽ hấp dẫn lấy một số hạng giá áo túi cơm đối với hắn tiến hành đánh lén, đâm lưng, đâm thận, cái kia Tống Thư Hàng kim đan mã QA đồng dạng có được tương tự công năng, sẽ ảnh hưởng sinh vật có trí khôn, không tự chủ được bỏ ra tinh thần lực hướng cái này kim đan mã QA bên trên soát quét một cái. Hư không bên trong ẩn tàng đại lão tựa hồ cũng không có ngoại lệ. Hắn ẩn thân hư ảo húc nhật bị bạo chết về sau, hắn theo bản năng liền đem thần thức phóng xuống đến, quan sát phía dưới. Tinh thần lực của nó cũng tự nhiên cảm ứng được Tống Thư Hàng hình chiếu đi ra cái kia kim đan mã QA, xuất phát từ tu luyện giả hiếu kỳ bản năng, hắn vô ý thức liền muốn dùng tinh thần lực quét cái kia kim đan mã QA, nhưng là, ngay tại tinh thần lực của nó sắp soát tại mã QA đồ án bên trên trong nháy mắt. Vị này ngoan nhân đại lão thắng gấp, đình chỉ hành động của mình. Đại lão bản năng tại nhắc nhở hắn, tuyệt đối không thể đảo qua cái này kim đan mã QA. Thời điểm then chốt, đại lão tin tưởng trực giác của mình. Tống Thư Hàng thêm cái hảo hữu đi, đại lão kế hoạch thất bại. Đây cũng là hắn lần thứ nhất không thành công đem địch quân xáo lộ. Vị này cẩn thận ngoan nhân đại lão, cho Tống Thư Hàng quá nhiều lần thứ nhất thất bại. Quả nhiên còn sống. Bạch cốt tiên cơ nói. Bất quá có thể cảm ứng ra, ngoan nhân đại lão khí tức nhỏ yếu đi rất nhiều. Nghĩ tới đây, bạch cốt tiên cơ lại quay đầu nhìn về ấu bạch phương hướng. Ấu bạch hai tay chống lấy đầu gối, há mồm thở dốc khống chế từ hư ảo trường hà bên trong sương mù hai tay, đối với hắn tiêu hao rất lớn đến đáng sợ. Mồ hôi rơi như mưa, không ngừng từ ấu bạch trên mặt nhỏ xuống. Có mồ hôi thuận ấu bạch khóe mắt trượt xuống. Nhìn qua tựa như ấu bạch đang đau lòng thút thít, làm cho người ta tâm yêu. Xem ra loại trạng thái này, bạch thánh cũng duy trì không được bao lâu. Đã còn sống, vậy liền phát nổ hắn. Lúc này, vân tước tử tiên tử đột nhiên lên tiếng nói, Thư Hàng tiểu hữu, ta muốn mượn ngươi mộ bia dùng một lát. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, bia đá đạo hữu vượt không mà đến, rơi vào vân tước tử trong tay. Vân tước tử hít sâu, nàng giơ cao lên bia đá đạo hữu. Mời đạo hữu phối hợp ta.
chỉ cần có linh thạch, chuyện gì cũng dễ nói. Bia đá đạo hữu trả lời. Tóc đen Vân Tước Tử bình tĩnh nói, ta không có linh thạch, nhưng ta có thứ càng tốt. Dứt lời, trên người của nàng bốc cháy lên hiến tế hỏa diễm. Nàng trực tiếp đem bản thân cho xem như linh thạch hiến tế. Tống Thư Hàng. Cái này cũng được. Hiến tế quang mang bên trong, tóc đen Vân Tước Tử thân thể bị luyện hóa, hóa thành hơn 30 khối tinh thạch. Những thứ này tinh thạch, cực kỳ giống lúc trước béo cầu đại lão chế tác chân quý vật phẩm duy nhất một lần bất hủ chi cốt. Những thứ này tinh thể, là tóc đen Vân Tước Tử cùng hư ảo sông lớn tiến hành cộng minh về sau, tại trong cơ thể nàng đản sinh thuần pháp tác năng lượng kết thạch. Là so linh thạch chân quý hơn, càng thuần túy năng lượng thể. Hoàn toàn có thể đem bọn chúng xem như linh thạch đến sử dụng. Hơn 30 khối Vân Tước Tử kết thạch toàn bộ bị dung nhập vào bia đá đạo hữu bên trong, hóa thành kích hoạt năng lượng của nó. Bá Tống đạo hữu, bia đá đạo hữu gầm rú nói là thời điểm thực hiện cùng Bá Tống lời hứa, đối trên thế giới này mạnh nhất đại lão. Trấn áp vạn giới, Tống Thư Hàng bất hủ sương mù thân hóa thành bàn tay, giơ cao lên bia đá đạo hữu, hung hăng ấn hướng hư không. Mà Ấu Bạch đồng dạng ngẩng đầu lên, hắn khống chế sương mù bàn tay nắm tay, một quyền hướng phía hư không ấn đi. Đây là Ấu Bạch bây giờ có thể vung ra sau cùng một quyền. Hắn dùng một quyền này, phối hợp Thư Hàng mộ bia, làm mộng giới kết thúc một quyền. Lần này đã chết rồi sao? Bạch cốt tiên cơ bay xuống tại Tống Thư Hàng bên người, lên tiếng hỏi. Tại mộng giới bên trong cái này đại lão là ngỏm củ tỏi. Nhưng không cách nào cam đoan hắn tại chư thiên vạn giới vị diện khác, có phải hay không ẩn giấu đi phục sinh thủ đoạn. Tống Thư Hàng duỗi tay vừa thu lại, đem trường sinh trụ. Hư nhật trụ thu hồi. Giống đẳng cấp này nhân vật đáng sợ, bình thường đều sẽ có như vậy một bản lĩnh phục sinh thủ đoạn. Bất quá trường sinh giả bởi vì thực lực quá cường đại nguyên nhân, mỗi lần phục sinh cần trả ra đại giới phi thường thảm trọng. Thực lực càng là cường hoành, đại giới lại càng lớn. Thậm chí có đôi khi, phục sinh trận pháp cũng không thể hoàn mỹ phục sinh trường sinh giả, phục sinh sau công lực cảnh giới sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất kể như thế nào, tạm thời chúng ta không cần lo lắng vị này đại lão lại tới kiếm chuyện. Coi như hắn lập tức phục sinh, khẳng định cũng cần thời gian rất dài đến hoạt động cả phục sinh sau thân thể. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Lần sau gặp lại lúc, hắn khẳng định đã không phải là hôm nay hắn, chỉ sẽ thay đổi càng mạnh. Huống hồ, thật sự không đi còn có hắn tại phía xa hỏa tinh tống béo cầu đỉnh nồi. Đang khi nói chuyện, tóc đen Vân Tước Tử tiền bối lại lần nữa phục sinh. Quẹ, có chút muốn thổ, hôm nay chết hơi nhiều, ta không muốn chết lại. Tóc đen Vân Tước Tử tiền bối một mặt nghiêm túc nói. Không sao, Vân Tước Tử tiền bối. Địch nhân đã bị giải quyết. Tống Thư Hàng duỗi tay lấy ra cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, đưa cho Vân Tước Tử tiên tử. Tóc đen Vân Tước Tử ngắm nhìn Tống Thư Hàng lỗ trống hốc mắt, khẽ gật đầu, tiếp nhận cái chăn. Khoác lên người mặc dù tu sĩ hữu thần biết, nhưng Tống Thư Hàng cái kia lỗ trống hốc mắt vẫn là làm tóc đen Vân Tước Tử tiên tử cảm giác đến an tâm. Bạch Thánh còn không khôi phục, chúng ta nếu không trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Ấu Bạch vẫn như cũ treo ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, hôn mê bất tỉnh. Nhưng là, tạo thần kế hoạch một bước cuối cùng, còn cần Bạch Thánh tự mình thao tác. Quẹ, tóc đen Vân Tước Tử tiên tử nói. Đột nhiên che miệng nói, không có ý tứ, ta hôn mê chứng phạm vào. Ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi một hồi. Hôn mê chứng, đây là thuộc về tóc đen Vân Tước Tử đặc thù chứng bệnh, tự cùng Tống Thư Hàng sợ nhanh chứng cùng người bình thường say xe chứng, say sóng chứng không sai biệt lắm. Chết nhiều lần, tóc đen Vân Tước Tử liền sẽ cảm giác đến không thoải mái cái này tựa hồ là tấp nập điều động bất hủ chi cốt đại giới. Vậy cần đem Bạch tiền bối tỉnh lại sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tạo thần kế hoạch một bước cuối cùng muốn làm sao thao tác, hiện tại thí nghiệm cũng đã đến cái này trước mắt, vẫn là nghĩ biện pháp đem Bạch Thánh tỉnh lại đi. Bạch Cốt Tiên Cơ nhìn qua Ấu Bạch, hai tay có chút dục dịch. Da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, đem Bạch tiền bối tỉnh lại cũng không phải chuyện dễ dàng ha. Sở dĩ lúc này, liền cần bí pháp của ta xuất động. Tống Thư Hàng buông xuống Bạch tiền bối, xoa xoa đôi bàn tay. Chẳng lẽ là vạn năng dưỡng đao thuật? Bia đá đạo hữu cả kinh nói, người điên rồi, muốn đối Bạch Thánh bản thể dùng dưỡng đao thuật. Ở trong mắt các ngươi, ta cũng sẽ chỉ dưỡng đao thuật pháp thuật này sao? Tống Thư Hàng thở dài. Sau đó,
hắn duỗi tay đè tại ấu bạch lưng bên trên, trong nháy mắt chính là một phát dưỡng đao thuật rơi xuống. Các ngươi thật đúng là đoán đúng, dưỡng đao thuật thân là siêu cấp xoa bóp thuật, thích hợp nhất làm dịu mệt nhọc, khôi phục tinh thần, tăng cường sức miễn dịch. Ầm ầm. Nương Tống Thư Hàng đối ấu bạch sử dụng một phát dưỡng đao thuật lúc, ấu bạch thân thể đột nhiên hóa thành một gốc đại thụ che trời. Tại một trận to lớn tiếng hiệu bên trong, cái này gốc cao vút trong mây đại thụ đem Tống Thư Hàng treo ở ngọn cây bên trên. Công đức xà mỹ nhân nắm vuốt cuống họng kêu lên, hép hép, ai tới mau cứu ta. Tống Thư Hàng, đây là có chuyện gì? Da đen vũ nhu tử hỏi. Khả năng, đây chính là bạch tiền bối nói tạo thần kế hoạch bên trong thế giới thụ. Bị treo ở ngọn cây Tống Thư Hàng suy đoán nói. Đồng thời hắn xoay người một bên, nhìn thấy ấu bạch nói đúng ra là nửa cái ấu bạch thân thể, ở vào cái này gốc đại thụ che trời bên trong. Ấu bạch từ từ mở mắt, ngáp một cái. Bạch tiền bối, người tỉnh rồi. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn, hắn phải dùng cái này nụ cười sán lạn đi che giấu bản thân vừa rồi đối ấu bạch sử dụng dưỡng đao thuật sự thật. Đây không phải thế giới thụ, đây chỉ là Thư Hàng người thân cây thân thể. Ấu bạch dùng một loại đại tiền bối ngữ khí, dùng giọng non nớt trả lời. Da đen vũ nhu tử nhìn không được vụng trộm đem một màn này cho quay chụp xuống tới. Cây ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử nghiêng đầu. Hừm, bạch tiền bối có bán thân còn tại cửu phẩm thiên kiếp bên trong, còn có bán thân nhưng thật ra là mượn ta thân gỗ. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu. Sở dĩ bạch tiền bối, trên bầu trời cao như vậy, quá lạnh. Không bằng chúng ta xuống dưới, bị treo ở ngọn cây bên trên Tống Thư Hàng đề nghị. Vừa rồi cái này đại thụ che trời đột nhiên siêu một chút liền luồn lên tới, tốc độ có chút nhanh, kém một chút liền muốn kích hoạt hắn sợ nhanh chứng. Tốt tại còn thiếu một chút, trước mắt hắn coi như chấn định, không có tại tuyến mất mặt. Không cần, cứ như vậy đi, ấu bạch lên tiếng nói, dù sao một hồi cũng là muốn treo lên đi. Hiện tại treo lên đi vậy tốt. Tống Thư Hàng. Dù sao cũng là muốn treo lên đi chính là có ý tứ gì. Tiếp đó, Thư Hàng ngươi dùng nói chuyện riêng liên hệ thất tu đạo hữu còn có linh điệp đạo hữu. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, ta đem bọn hắn cũng nhận lấy. Sau đó, chúng ta sâu thành một loạt, vân tước tử tiên tử đã ở phía dưới, cũng không cần thông chi. Bạch tiền bối ngây thơ nói. Sâu thành một loạt, ấu bạch, hắn, vân tước tử tiên tử, thất tu thánh quân, linh điệp thánh quân. Mọi người cùng nhau sắp xếp sâu. Tống Thư Hàng, cái này cũng cùng bạch tiền bối người tạo thần kế hoạch có quan hệ sao? Ấu Bạch gật đầu nói, xem như tạo thần kế hoạch hoàn thành chi một điểm nhỏ phúc lợi, bát phẩm phía trên quần bên trong đạo hữu có thể tiếp thu tiểu phúc lợi. Vân Tước Tử tiên tử là tương đối đặc thù, mặc dù nàng mới thất phẩm cảnh giới, nhưng bằng thân thể của nàng, tiếp thu cái này tạo thần tiểu kế hoạch phúc lợi cũng nhất định có thể theo chịu nổi. Bạch tiền bối, là cái gì phúc lợi? Da đen vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi. Đồng thời, Tống Thư Hàng thì dùng tu chân nói chuyện phiếm nói chuyện riêng công năng, liên hệ thất tu thánh quân cùng linh điệp thánh quân. Cửu phẩm kiếp tiên có tam đại đặc thù, độ cửu phẩm thiên kiếp lúc lấy được kiếp tiên sinh cơ, còn có độ kiếp là ma luyện đi ra không gian kiếp cốt, cùng độ kiếp sau khi kết thúc, đem nguyên thần của mình ký thác hư không. Bạch tiền bối lên tiếng giải thích nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn tại ngàn ngày chi kiếp bên trong, liền thu hoạch kiếp tiên sinh cơ. Mà công đức xà mỹ nhân tòa kỵ phì kình lúc ấy tại ngàn ngày chi kiếp bên trong, thì tựa hồ được đến một chút điểm không gian kiếp cốt hiệu quả. Về phần đem nguyên thần ký thác hư không, Tống Thư Hàng tạm thời còn không hiểu rõ loại thủ đoạn này, không thể nghiệm qua. Tạo thần kế hoạch, tại thế giới thụ triệt để thành hình về sau, mượn nhờ chúng ta bây giờ treo thân gỗ liên hệ. Có thể thử nghiệm đem nguyên thần ký thác hư không? Ấu Bạch khả ái cười một tiếng. Đại đa số sinh vật đáng yêu nhất giai đoạn đều là ấu niên thể. Nhân loại trên cơ bản cũng không ngoại lệ, liền giống với trước mắt Ấu Bạch. Bạch lớp tạo hóa tiên tử hai tay dâng gương mặt, mê thất tại Ấu Bạch cái kia khả ái cười một tiếng bên trong. Công đức xà mỹ nhân đồng dạng nháy nhìn qua Ấu Bạch, cũng nhìn không được niệm cấp lời kịch, tiểu Bạch đợi ngươi tóc dài. Im ngay. Tiên tử nhanh im miệng, ta còn không muốn chết, ta còn trẻ, ta còn chưa kịp tới kết hôn, ta còn không sinh hạ hài tử. Ta nghĩ sống sót, Tống Thư Hàng dùng tối đại thanh âm cắt ngang công đức xà mỹ nhân lời kịch. Sở các chủ ngốc mau có chút chuyển động gần nhất Tống Thư Hàng cầu sinh dục quá cường liệt, để cho nàng có chút không thích ứng.
Công đức xà mỹ nhân bị giật nảy mình, trong miệng tung ra tiếp xuống hai cái lời kịch, đến eo. Tống Thư Hàng tuyệt vọng, a, à, ta chết đi. Da đen Vũ Nhu Tử một mặt mộng bức. A Thập Lục, sau khi ta chết ngươi cũng phải chiếu cố thật tốt bản thân a. Tống Thư Hàng bị dán tại trên đỉnh cây, lớn tiếng kêu lên. Mộng giới cùng cửu u thế giới thông đạo khác một bên, Tô Thị A Thập Lục nghe được Tống Thư Hàng cái kia to lớn giọng, hai gò má không khỏi hiện lên một mảnh đỏ bừng, nàng nhịn không được duỗi tay kéo kéo Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ tuyệt vọng liếc mắt, lần này nàng chủ động đem thân thể của mình bằng phẳng hóa, che lại Tô Thị A Thập Lục cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng từ A Thập Lục đưa nàng kéo dẹp dài, còn không bằng chính nàng đến chủ động biến hóa. Mặc dù không biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đi lên hẳn là Thư Hàng lại tìm đường chết rồi. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói. Quy Tiền Bối cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt. Dù sao Tống Lão Bản cũng không phải lần thứ nhất chết rồi, hiện tại vô luận Tống Lão Bản chết đến mấy lần, ta đều không có mới mẻ cảm giác. Thông Nương bình tĩnh nói, quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật. Thật tốt, bá Tống Chi Mộ rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Chuột hamster hào xoái khí vẩy lên áo choàng, đáng tiếc cái gì đều có thể bán đại lão rời đi, bằng không hắn nếu là nhìn thấy bá Tống Hào lại muốn chết một lần lúc, nói không chừng vui vẻ, lại sẽ lại tiễn một đôi hộ mộ thú hoặc là quan tài loại hình. Mà Bạch Tiền Bối phân thân thì duỗi tay, nhẹ nhàng sờ lên phía sau mình tóc dài. Về khoảng cách lần bởi vì ngoài ý muốn, đem tóc dài tu bổ qua đi, hắn tóc tựa hồ vừa dài một chút. Cự ly đến eo không xa, Bạch Tiền Bối phân thân lẩm bẩm nói. Mộng giới bên trong, Tống Thư Hàng tuyệt vọng treo ở đại thụ trên ngọn, cảm giác dược hoàn. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, đưa tay chỉ bản thân. Tạo hóa tiên tử dùng sức gật đầu. Bạch lớp công đức xà mỹ nhân đột nhiên lớn tiếng phát lại một lần tạo hóa tiên tử lời kịch, sau đó nàng tế ra công đức trụ. Xà tiên trụ, linh hoạt đem bản thân bàn đến công đức trụ bên trên. Tại một trận hào quang chói sáng bên trong, công đức xà mỹ nhân lần nữa đem bản thân tế trụ. Tế trụ loại chuyện này, sẽ nghiện. Da đen Vũ Nhu Tử thoáng tránh lui một số, tránh đi công đức chi trụ, sau đó nàng quay đầu nhìn qua Ấu Bạch, một mặt chân thành nói, Bạch Tiền Bối, ta cũng lớp. Ấu Bạch khẽ gật đầu, hừm, tạ ơn. Không khách khí, Bạch Tiền Bối. Da đen Vũ Nhu Tử trả lời. Tống Thư Hàng đỉnh đầu sợ các chủ ngốc mao. Cái này lời thoại đến cùng là thế nào có nách vào. Cùng một thời gian, tại Ma Hải Thế Giới. Ban Văn Long cũng tại xa xa nhìn ra xa mộng giới, chú ý Tống Thư Hàng tình huống. Cẩu Đản Cha, ta cảm giác ta bị tái rồi. Trình Cẩu Đản tiên tử đột nhiên đối Cẩu Đản Cha nói. Ban Văn Long đại lão. Còn có, nhà ta tiên tử họa phong trước kia bộ dáng không phải vậy. Trình Cẩu Đản tiên tử đau lòng nói, mặc dù nàng họa phong cũng bị ta mang lệch ra qua rất nhiều, nhưng bây giờ triệt để không cứu nổi. Hiện tại làm sao biến thành động một chút lại lấy thân tế trụ, còn đem bản thân bàn thành công đức trụ bộ dáng. Ban Văn Long đại lão. Bất quá, con nhỏ Bạch Thánh là thật khả ái, muốn đem hắn mang về nhà hảo hảo nuôi lớn. Ai ra, Bạch lớp Trình Lâm tiên tử lại nói. Ban Văn Long đại lão. Cẩu Đản Cha hiện tại nội tâm có thể phức tạp. Ta đây là mừng rỡ hơn tốt đâu, đau lòng hơn tốt đâu, vẫn là muốn may mắn tốt. Hắn cảm giác mình có rất nhiều lời muốn giảng, nội tâm muốn thổ rãnh cộng lại có thể viết một thiên tám vạn chữ chuyện ngắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào đem nội tâm lời nói dùng ngôn ngữ tổ chức đi ra. Cẩu Đản Cha, Bạch Thánh tại mộng giới kế hoạch thành công không? Trình Lâm tiên tử lại hỏi. Ta liền kế hoạch của hắn là cái gì cũng không biết, vấn đề này ngươi để cho ta trả lời thế nào? Cẩu Đản Cha trả lời. Ai? Đây chính là ta qua nhiều năm như vậy đều không cùng Cẩu Đản Cha ngươi liên hệ chủ yếu nguyên nhân một trong, Cẩu Đản Cha ngươi những năm gần đây quá trạch, căn bản không hiểu rõ biến hóa của ngoại giới. Ta và ngươi ở giữa có đại câu, trò chuyện không đến cùng một chỗ đi. Trình Cẩu Đản tiên tử cảm khái nói. Ban Văn Long đại lão, quyết định, ta muốn cho ngươi lại đổi cái đạo hiệu, liền gọi bất hiếu Trình Cẩu Đản. Trình Lâm tiên tử, Cẩu Đản Cha ngươi còn không ăn đủ đau khổ sao? Ngươi nếu là đem ta đổi tên là Bất Hiếu Trình Cẩu Đản, vậy ngươi liền biến thành Bất Hiếu Trình Cẩu Đản Cha, đọc lấy đến chính là Bất Hiếu Cẩu Đản Cha. Nói đi, ngươi bây giờ tại bên ngoài giày vò cái gì? Một mực không chịu về nhà thăm nhìn ta, Ban Văn Long đại lão đột nhiên hỏi.
vì cứu vớt thế giới a. Trình Lâm tiên tử trả lời, cái thế giới này hiện tại có rất nhiều ta để ý người, ngoại trừ tiên tử bên ngoài, còn có cẩu đản cha ngươi, còn có ta thân sinh Diệp Tư, còn có rất nhiều người thú vị. Sở dĩ hiện tại, ta muốn vì bảo hộ đại gia mà cố gắng. Nếu như cảm giác nhịn không được, liền tới tìm ta đi. Ban Văn Long đại lão nói. Khi tất yếu, ta sẽ thông qua tống cẩu đản đến mượn nhờ cẩu đản cha lực lượng. Trình Lâm tiên tử nói. Ban Văn Long đại lão. Lúc này, thông thiên đại thụ ngọn cây bên trên. Thư Hàng, liên hệ tốt thất tu đạo hữu cùng linh điệp đạo hữu sao? Ấu Bạch lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối lần này cũng không có bởi vì tóc dài tới eo hắc lịch sử chủ đề mà buồn bực xấu hổ. Có thể là bởi vì lần này tìm đường chết chính là công đức xà mỹ nhân, nàng đã lấy thân tế trụ, đồng thời Tống Thư Hàng biểu hiện ra cường đại cầu sinh dục nguyên nhân. Cũng có thể là biến thành ấu bạch, sở dĩ trên tâm tính sẽ càng thêm khuynh hướng khả ái hướng. Bạch tiền bối chờ một lát, ta lập tức liền liên hệ. Tống, cố gắng còn sống, Thư Hàng trả lời. Sau đó hắn mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, lôi ra thất tu thánh quân cùng linh điệp tiền bối. Thất tu tiền bối, mời làm tốt dịch chuyển không gian chuẩn bị, đến cùng ta cùng một chỗ tự treo đông nam chi đi. Linh điệp tiền bối, không gian truyền tống sắp bắt đầu, mời làm tốt treo nhánh cây xoái khí tư thế, để cho chúng ta anh tuấn treo thành một loạt đi. Thất tu thánh quân, linh điệp thánh quân, ok, bạch tiền bối, hai vị tiền bối đều đã trải qua hồi phục ta. Xem ra bọn hắn là chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng lớn tiếng trả lời. Ấu Bạch nhẹ gật đầu, liền bắt đầu thi pháp, đem duy nhất một lần phi kiếm truyền tống đi qua. Duy nhất một lần phi kiếm vượt vị diện, chuyển rời đến hai vị cửu châu nhất hào quần huyền thánh bên cạnh thân. Siêu thất tu thánh quân trước một bước bị truyền tống tới. Thất tu thánh quân bản thể liền ở tại cửu U thông đạo đối diện, mà lại cả cái tạo thần kế hoạch hắn đều có tham dự. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sở dĩ cũng không có ngoài ý muốn nổi lên. Hắn bị duy nhất một lần phi kiếm chuyển di tới về sau, thân thể liền bị thân gỗ biến thành che trời lớn nhánh cuốn lấy, giống như Tống Thư Hàng treo ở ngọn cây bên trên.